Câu hỏi thứ nhất hôm nay gửi về hỏi Thầy thế này. Con kính thưa Thầy, vào dịp rằm tháng 7 hàng năm, nơi con sinh sống có một số gia đình làm lễ cúng cô hồn. Sau đó họ ném đồ cúng và tiền ra bên ngoài cho rất nhiều người đang chờ đợi ở bên ngoài để tranh cướp. Vì chủ nhà cho rằng càng có nhiều người đến giật, đến cướp thì càng có nhiều lộc. Mỗi lần như vậy, mọi người lại chen lấn, giành giật, có khi còn đánh cả nhau. Con cảm thấy những hình ảnh đó rất phản cảm, nhưng nhiều người lại nói có ý kiến đồng tình với tục lệ này. Chẳng phải vì đói khát mà chỉ đơn giản là để cho vui và được nhiều may mắn. Đó là một nét văn hóa sôi động và không có gì đáng phàn nàn. Vậy, bạch Thầy cho con hỏi nên hiểu như thế nào cho đúng về việc giật đồ cúng cô hồn này ạ? Con xin cảm ơn Thầy. Vì đại chúng rõ câu hỏi chưa? Bạn này bạn gửi câu hỏi về, bạn nói là bạn ấy thấy người ta cúng cô hồn xong á, thì người ta tung cái đồ cúng ra cho mọi người đến cướp, nhất là trẻ con. Bây giờ thì kể cả người lớn cũng đến cướp và họ bảo cướp thế là họ được lộc, họ rất vui. Thế thì cái bạn này thì bạn thấy là nó không được hay lắm. Bạn hỏi Thầy, Thầy bảo cũng có người bảo là cướp thế chả có vấn đề gì, cướp thế là sôi động. Thế thì quan điểm của Thầy như thế nào? Thầy xin trả lời với bạn này như sau, và đại chúng cùng nghe. Thứ nhất, cái việc mà Phật tử tại gia chúng ta lập đàn lễ cúng cô hồn là cái việc làm tốt như lúc nãy Thầy nói trong Kinh Tăng Chi Đức Phật dạy về bổn phận của người đệ tử Phật ở tại gia, nên thiết lập năm cái loại hiến tế, trong đó là có cúng cho các cái vong linh đã khuất, rồi cúng cho chư thiên. Đây, cúng cô hồn là cúng cho những vong linh đấy, tức là những người đã mất. Thế như vậy là cái việc làm tốt thôi nhé. Thế và sau khi cúng xong ấy, thì cái vật thực đấy chúng ta đều có thể thọ dụng được, không phải vứt đi. Nhiều người trước đây cứ bảo cúng xong rồi là cái vật ấy vứt đi, rồi bố thí đi, ăn vào nó là mình bị ngu, mới mình bị lọ bị kia. Cái đó là quan điểm sai, không phải. Vì nếu các vong linh cô hồn họ có thọ là họ thọ bằng hương, bằng cái hương thôi. Đấy, hoặc là họ thọ bằng kể cả cái tưởng do mình cúng cho họ. Mình cúng cho họ. Tất nhiên ấy, không phải là không có chuyện ngạ quỷ họ về họ ăn thật. Có chứ không phải không có. Đấy. Chùa mình cách đây mấy năm trước ở Phú Thọ phải không? Đấy, có câu chuyện nhà bé Trà Linh đó, mà để đồ cúng cho quỷ ấy, trong vong ấy, mà nó ăn thật, cúng hộp sữa ăn hết luôn, uống hết luôn, cúng dưa một lúc sau vào là ăn hết miếng dưa luôn, mà không có ai ở nhà hết đâu, không có người. Đây là câu chuyện thật chứ không phải là chuyện không thật đâu. Thế nên trong cái loài ngã quỷ, thưa đại chúng, thì có những cái loài ngã quỷ là hiện thân người, giống cái hình dáng của loài người vật chất trên chúng ta. Và có cái ngã quỷ thì họ không hiện thân. Thời Đức Phật cũng rất nhiều ngã quỷ. Ngã quỷ thì nhiều lắm, chúng ta biết rồi. Mà, nhưng không phải là mắt thường chúng ta thấy được. Mà, cho nên chính Đức Phật nói là Ngài cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều ngã quỷ, nhưng mà Ngài chưa nói cho đại chúng biết, vì lúc ấy trong đại chúng chưa có ai tu tập đắc được thiên nhãn. Sau này khi Ngài Mục Kiều Liên đắc thiên nhãn rồi, Ngài chính Ngài Mục Kiều Liên nhìn thấy các ngã quỷ. Ngài về bạch với Phật thì Phật mới nói là ta đã thấy những chúng sinh này, nhưng vì chưa có ai thấy cho nên ta không nói, nói sợ các ngươi không tin, phỉ báng thì các ngươi mắc tội. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên chúng ta không phủ nhận cái thế giới vô hình được. Thì ở nhà bé Trà Linh đấy là có cái con ngã quỷ này, nó về ăn luôn, ăn hết luôn đấy, chứ không phải là cúng mà không ăn đâu. Nghe không? Đấy, thế thì tất nhiên cái phần mà sau khi chúng ta cúng xong rồi còn lại thì chúng ta có thể thọ thực cách bình thường, hoặc chúng ta bố thí cho mọi người. Thì ở đây á, bạn này bạn phản ánh về cái chuyện cái vị thí chủ này sau khi cúng cô hồn xong thì tung hết cái vật phẩm cái đảo trong cái đàn tràng đàn thí đấy ra ngoài cho mọi người ta cướp.
và lấy làm rất là vui, đứng ngắm mọi người cướp rất là vui. Thế thì ở đây Thầy xin có quan điểm thế này. Cái chuyện mà mình bố thí thì là tốt rồi, cúng cũng là tốt, bố thí cũng là tốt. Nhưng mà bố thí như thế nào để cho mình có phước báo? Bố thí mà mang cái tính chất gọi là thí cùi cho như thế thì phước báo không phải là lớn. Khi chúng ta bố thí thì chúng ta được phước báo lớn là chính chúng ta phải tôn trọng cái người nhận của thí của mình. Nghe không? Chúng ta bố thí mà gọi là giống như thí cùi ấy, thì không được, nó không được phước báo nhiều đâu. Đấy. Cho nên chúng ta tuy rằng đem cho nhưng cho với tất cả cái lòng tôn trọng, kính trọng cái người nhận của mình. Dân Việt Nam mình có câu là gì? Của cho không bằng cách cho, lời chào cao hơn mâm cỗ. Đó. Đấy, dân mình đấy, coi trọng cái đấy, của cho không bằng cách cho. À, nếu chúng ta mà cúng xong, chúng ta mời tất cả mọi người vào, rồi chúng ta đi phát từng người, người cái bánh, người cái kẹo, người cái quả, người nắm xôi, thì rất hoan hỷ, nghe không? Cho mọi người xếp hàng trang nghiêm mình đến, mình mời các bác, các cô, các cháu vào đây, vâng, bác phát lộc cho, rất là hoan hỷ. Thế còn khi ta tung ra như vậy cho mọi người đến tranh cướp nhau thì chúng ta thấy chúng ta đã gieo cái nhân không tốt đấy. Tuy là bố thí nhưng mà lại gieo nhân không tốt. Đó là gì? Hãy phân tích này chúng mình. Thứ nhất ý, là gieo cái hạt giống tham lam, tranh đấu, hạt giống cướp giật vào trong tâm hồn của những cái người nhận đồ thí của mình, đúng không? Nhất là giới trẻ, các cháu mà tung ra thế nó tranh nhau vào, nó cướp. Như vậy đại chúng thấy tự nhiên gieo vào trong tâm hồn các cháu cái hạt giống cướp giật, trộm cướp. Đang nghe các cháu cứ cho vào, ta phát từng người đàng hoàng thì không sao, nhưng mà khi tung lên như vậy thì các cháu nó phải cướp thôi. Cướp thì nó phải tranh nhau, phải chèn nhau, phải chen lấn. Và có phải là ta đã gieo vào trong tâm các cháu hạt giống trở thành kẻ trộm cướp không, cướp giật không? Thấy không? Thứ hai nữa, làm cho các cháu tăng trưởng cái tâm tham và tâm tranh đấu, đấu tranh, cái tâm đấu tranh, cạnh tranh, đấu tranh. Tất cả những cái tâm, hạt giống tâm ấy đều là bất thiện ấy, sau này đều trổ ra những cái quả không tốt cho các cháu. Mà cái nguyên nhân lại từ mình, từ mình đấy. Đấy, thưa đại chúng. Nhá. Cho nên bố thí không khéo á, lại là khiến cho người ta tâm tham, cho người ta cái tâm tranh giành, cái tâm đấu đá, cái tâm cướp bóc. Đấy là không tốt. Xét rõ về tâm như thế là mình thấy không tốt đấy. Đấy, đại chúng thấy không? Đấy là về phía cái người nhận thí. Thế còn mình là người thí thì mình lại đang gieo cho mình cái hạt giống gì, đại chúng thấy? Chúng ta nhìn thấy mọi người xúm nhau vào nhặt rồi tranh rồi cướp, đánh nhau. Mình lại vui, mình cười. Thế là đang gieo cho mình cái nhân gì? Bàng quang trước cái khổ đau của mọi người. Sau này mình sẽ bị sinh ra, chính mình bị vào những cái chỗ đau khổ mà người ta không cứu mình. Đại chúng hiểu không? Mình nhìn thấy một người tranh giành và mình còn vui, vui trong cái nỗi đau khổ của mọi người, trong cái sự chiến đấu của mọi người. Mình gieo cái nhân ấy, mình đang gieo cái hạt giống ấy vào tâm mình. Đâu có tốt đâu, đại chúng có thấy không? Đó, hạt giống không tốt. Tức là mình sẽ mất đi cái hạt giống từ bi nữa. Vui, mình vui với những cái mà họ tranh giành, họ đấu đá giành giật nhau. Đấy là không tốt. Sau này mình sẽ bị sinh xứ vào cái chỗ không tốt. Thế rồi sao nữa? Mình thấy họ cướp giật cái đồ thí của mình, mình dễ sinh cái tâm xem thường họ, cho họ là những người đói khát mọi giờ, tức là mình kiêu mạn, cũng tự mình cho mình là cao quý hơn. Đấy lại là gieo cái hạt giống kiêu mạn cho mình nữa. Thì kiêu mạn kiếp sau mình lại bị sinh xứ vào chỗ thấp kém. Đấy, để chúng thấy, cho nên chúng ta đi bố thí, đi từ thiện không phải chúng ta cho người, cái người nhận vật của mình mà mình lại giống như cái người ban ơn cho họ đâu. Muốn được phước báo thì mình phải rất biết tôn trọng họ, xem thường họ mình lại còn bị mất phước gì đấy chứ không phải chuyện. Đấy, thấy không? Ta nghĩ là ta ban ơn, kiếp sau mình lại bị sinh vào chỗ thấp kém. Đó. Vậy cho nên Thầy xét ấy, nếu cái việc cúng cô hồn xong mà bố thí cho mọi người theo cái kiểu tung ra cho người cướp này là không có lợi ích gì cho cái người mà cúng cả. Nhá. Cho nên Thầy khuyên, nếu là Phật tử, chúng ta
cúng cô hồn là tốt, còn cái việc phân phát cái lộc đấy chúng ta nên tặng cho làm sao cho đẹp, nghe không? Để sau khi chúng ta bố thí xong, cả người nhận thí lẫn người thí đều đẹp lên thì mới đúng là người con Phật, nghe không? Chứ không phải chúng ta thấy cái họ tranh cướp nhau cho đến đánh nhau mình lại nghĩ là vui, cái đó là sai lầm. Cái đấy là một cái việc làm gieo cái nhân không tốt cho mình và cho người, thì chắc chắn là cái quả báo không tốt sẽ xảy ra. Đại chúng thấy không? Nha, đấy, nhưng phải tránh. Câu hỏi thứ hai: kính bạch Thầy, gia đình con làm ăn bình thường, chồng con làm nghề lái xe, cuối năm nào nhà con cũng làm lễ tất niên và lễ cuối năm để sang năm mới. Tiện đó con làm lễ cúng chúng sinh luôn. Nhưng con thấy mọi người bảo không được tự cúng chúng sinh, chỉ người mở điện hay làm ở chùa mới được cúng thôi. Mình mà cúng thì các chúng sinh ấy sẽ đến quấy phá gia đình nhà mình. Vậy thưa Thầy, con có thể tự cúng không hay phải mời sư Thầy về cúng ạ? Từ trước con hay tự cúng rồi thì có làm sao không ạ? Kính mong Thầy giải đáp giúp con. Đây cũng lại câu hỏi về cúng, cúng cô hồn, cúng chúng sinh đấy, tức là cúng cô hồn đấy. Thì Thầy xin trả lời thế này, cũng giống như câu hỏi trước, cái việc cúng chúng sinh hay cúng cô hồn là việc làm tốt. Trong kinh nói là có phước báu. Đây là cái việc có tâm bố thí, mình có cái phước báu của cái tâm bố thí. Thế thì cái việc cúng này á, bạn ấy sợ ở đây người ta nói là mình không cúng được, thì không phải, mình vẫn có thể cúng được. Không phải chỉ Thầy cúng mới cúng cái việc này được, mình cũng có thể cúng. Đây cũng là cái việc bổn phận mà. Trong kinh Tăng Chi Đức Phật đã dạy. Thế còn nếu mình mời được các sư Thầy, người xuất gia có giới đức mà đến cúng cho mình thì chắc chắn là tốt hơn. Vì các Thầy có giới đức và các Thầy còn khai thị cho vong linh. Và nhờ cái giới đức của các Thầy mà các vong linh họ được chuyển hóa, họ kính, họ chuyển hóa, chắc chắn nó sẽ tốt hơn. Đấy. Thế còn nếu không có thì mình tự cúng cũng vẫn được, không nhất thiết phải mời Thầy cúng. Nha. Và cái việc vong linh nó đến nó quấy phá mình thì cũng không phải như vậy. Vong nó quấy phá mình, nó phải có duyên nợ với mình, nó mới đến quấy phá mình được. Chứ không phải do mình cúng thí mà họ đến họ quấy phá thì nó không hẳn. Nha. Nhưng cũng có thể có những trường hợp vong linh họ đến với mình vừa là duyên nợ nữa, rồi họ quấy phá mình, thì cái chuyện đấy là do duyên nợ của mình với họ. Thì chúng ta phải có cách giải quyết riêng cái chuyện duyên nợ, nghe không? Cũng giống như khách nhà mình ấy, mình mời, mình đãi mọi người đến ăn, trong đó thì có những người mình mắc nợ người ta. Người ta đến thì nhân thể đến ăn cỗ, tôi đòi nợ ông luôn. Cái chuyện đấy là có, nghe không? Chứ không phải không có. Nhưng cái chuyện đấy là chuyện riêng, không phải do lý do vì mình cúng thí cho họ mà họ đến họ quấy phá mình. Quấy phá phải có nhân duyên, có duyên nợ với mình. Đấy, thế thì Thầy xin trả lời để cho bạn này, bạn hiểu rõ và bạn an tâm. Từ trước đến nay đã cúng rồi thì mà không xảy ra vấn đề gì thì không có gì phải lo cả nhé. Bạn vẫn cúng bình thường nhé. Câu hỏi từ một cái nick Facebook tên là Nguyễn Diệu hỏi này: kính bạch trên Thầy, con có việc thắc mắc xin được Thầy chỉ dạy giúp con. Con đã nghe nhiều bài giảng của Thầy và được học cách bài trí mâm cỗ chay để dâng cúng ra tiên. Nhưng con không hiểu vì sao mà ta lại chỉ đặt một đôi đũa lên bát ở giữa, còn hai bát ở hai bên lại là một chiếc đũa ạ. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con được hanh thông ạ. Con thành kính tri ân công đức của Thầy. Câu hỏi này Thầy cũng nghe thấy có nhiều Phật tử thắc mắc, nhưng Thầy cũng chưa có dịp để trả lời. Hôm nay bạn này bạn hỏi, Thầy xin trả lời luôn. Thứ nhất là bạn đi có dự những cái lễ cúng chay, thì bạn thấy có bày trên mâm cỗ để cúng cho vong đó, thì có ba bát cơm đó, thì bát ở giữa thì có một đôi, hai bát hai bên để mỗi bát một chiếc, thì bạn thắc mắc, nghe không? Thì tất nhiên thưa đại chúng, cái việc cúng cấp cho người đã mất ý, thì nó cũng phụ thuộc vào rất nhiều cái tập tục khác nhau, nghe không? Tập tục khác nhau chứ không phải không. Mà chúng ta người Việt Nam thì ảnh hưởng của cái thọ mai gia lễ rất là nhiều. Đấy. Thì chúng ta thấy ở đây á, thì Thầy xin giải thích mà theo quan điểm của cá nhân Thầy và cũng theo cái nhìn mà tinh thần của nhà Phật nhé. Thầy thì xin giải thích thế này.
chúng ta cúng cho cái vong linh đã khuất đấy. Ba bát cơm, bát ở giữa là bát mà gọi là cúng cho vong, để đầy đủ một đôi đũa, vì người Trần chúng ta ăn cơm thì vẫn có đũa, mà dân mình ăn đũa. Tất nhiên các nước khác họ không cúng, họ không ăn đũa, thì chắc họ không cúng đũa đâu, nghe không? Người ta cúng đũa là một đôi để cho vong ăn. Hai bát hai bên, mỗi bát một chiếc. Thì Thầy nghĩ là nó vừa là hai bát hai bên là cân đối, mỗi bát một chiếc ấy, tại sao lại một chiếc? Người ta thường nói là đũa phải có đôi, mà bây giờ đũa mà mất đi một chiếc, tức là đũa bị thiếu. Thế thì cái đôi đũa mất một chiếc này này là thể hiện cái sự mất mát, hiểu không? Và đây là gì? Thể hiện cái sự nhớ nhung, thương nhớ của người còn sống gửi cho người đã khuất, mà gọi là mượn vật để tả tình, mượn cái cảnh cái đũa mất một đôi. Đũa phải có đôi mà đũa mất một chiếc rồi. Giống như là vợ mất chồng, con mất cha, nghe không? Cháu mất ông. Đấy, thể hiện cái sự mất đi rồi. Đấy. Cho nên theo Thầy, Thầy nghĩ là cái việc làm này của người xưa có lẽ là gửi gắm cái đấy. Trong cái mâm cúng này, nói là người sống vẫn còn rất nhớ, rất tiếc người đã khuất. Người đã khuất là mất mát, một sự mất mát, tiếc thương, gửi cái tình cảm đến cho người mất. Hai chiếc đũa hai bên để cho nó cân xứng, nghe không? Đấy, đại chúng hiểu không nào? Cho nên cái nghĩa, cái chiếc đũa này theo Thầy nghĩ chỉ là cái nghĩa tượng trưng, thể hiện cái sự thương nhớ, cái sự tiếc thương, cái sự nhớ nhung trong lòng người sống đối với người đã khuất. Người đã mất đi, người ta rất là muốn mình vẫn còn ở trong lòng người sống. Chứ mà mình mất rồi, con cháu chẳng nhớ gì đến mình, vợ con chả nhớ gì đến mình, người ta rất khổ đấy, thưa đại chúng. Người ta nghĩ là khổ lắm đấy. Đấy là theo cái nghĩ của người, con người chúng ta. À, mình chết rồi nó coi như không, nó chả tiếc, chả thương, chả nhớ gì. Tủi thân lắm, thưa đại chúng. Chết mà không một ai thương xót, không có ai nhớ gì. Đau khổ lắm, thưa đại chúng. Đấy. Cho nên hình ảnh cái chiếc đũa mất một ấy là thể hiện sự tiếc thương, sự nhớ nhung. Trong Thọ Mai Gia Lễ này, chúng nhớ còn có cái chuyện mà người ta mở cửa mả, ta dẫn con gà mẹ với đàn gà con ra mộ đó, làm lễ. Thế tại sao lại có đàn gà con với con gà mẹ nữa? Thế giống như là cha chết, mẹ chết thì giống như là gà con mất mẹ. Con gà con nó tìm mẹ, nó kêu chíp chíp chíp, tượng trưng cho chúng con mất cha mất mẹ, giống như con gà con nó mất mẹ vậy đấy. Cho nên dẫn đàn gà ra mộ, nghe không? Đó. Hay là cái người ta trong Thọ Mai Gia Lễ, người ta cũng thế, bảo lấy dây chuối để mà buộc lưng này, rồi buộc lên làm cái mũ đội trên đầu. Đấy. Thế là vì sao? Chúng ta biết cái cây chuối ấy, thì khi mà nó ra buồng rồi ấy, nó trổ buồng, chín buồng rồi thì là cây chuối nó hỏng, nó chết. Cái cây chuối coi như là xong cái bổn phận. Khi đã trổ ra buồng rồi là cây chuối là sẽ chết, là xong. Đấy. Thế thì cũng vậy, cha mẹ mình thế, sinh con xong, lo cho con xong rồi cha mẹ chết, nghe không? Thế cho nên cái cây chuối nó rất có ý nghĩa. Cái lá chuối, cái tẩu lá chuối nó tả tơi ra. Rất là giống hình ảnh của cha mẹ mình tả tơi một đời vì con. Thế cho nên trong tang ma người ta hay dùng dây chuối này. Cái bàn thờ cũng có lấy cái cây chuối để mà đặt lên hai bên bàn vong á, có ý nghĩa tượng trưng đấy, thưa đại chúng. Cho nên Thầy nghĩ cái việc hai cái đũa hai bên này đều mang ý nghĩa tượng trưng, thể hiện cái sự mất mát. À, người sống thấy đây là mất mát, cái người đã mất thế này, đây là mất mát, một nỗi mất mát to lớn, nghe không? Đấy, to lớn. Đấy. Thầy nghĩ có lẽ đây là cái ý nghĩa.
tượng trưng và chính cho cái việc này. Đấy, để chúng ta nhớ là chúng ta khi cúng cho người mất phải nhớ, phải thương, nghĩ đến người đã mất cho họ không bị tủi thân, an ủi. Nghĩ rằng người đã mất nhưng vẫn sống trong lòng của người còn lại, người ở lại, nghe không? Tuy nhiên là cũng có một số quan điểm khác, Thầy cũng tìm hiểu thì một số quan điểm khác họ nói là cúng như vậy á, hai cái bát hai bên ấy là để cúng cho gọi là cái vị thần gọi là Tà Thần Quang và Hữu Thần Quang. Khi chết rồi vong linh là có vị thần quang đi theo, cho nên là vong linh về là có Tà Thần Quang, Hữu Thần Quang đến, cho nên hai cái bát ấy là cúng cho hai cái vị thần ấy. Thần thì không cần phải ăn bằng đũa đôi, ăn đũa một. Đấy. Thế rồi lại có quan điểm thì lại bảo là cái bát chính ở giữa là cúng cho vong linh, thế còn hai bát hai bên là cúng cho các vong cũ, gọi là ma cũ, nghe không? Vì ma cũ họ khỏe hơn ma mới, cho nên chỉ cho ăn một chiếc đũa thôi, cho một đôi là nó ăn cướp nhanh hết cả phần của vong chính. Họ lý giải thế, cho nên cúng cho vong cũ chỉ mỗi chiếc này để ăn một chiếc, thì đại chúng thấy gấp làm sao được, cho nên là phải ăn chậm. Còn ma mới, vong nhà mình mới chết xuống thì cho ăn một đôi nguyên, nghe không? Họ lý giải như thế. Thầy sẽ thấy nó không có đúng, nhất là cái chuyện bảo cúng cho ma cũ và ma mới, phải không? Vì đây là cái lễ này là cúng cho chính cái vong này, chứ có cúng cho vong khác không được mời đâu. Mình cúng cho vong nào, vong gia tiên nhà mình hay vong bố mẹ mình là mình bạch rõ ràng rồi, chứ đâu có phải mời tất cả các vong khác đến đâu, mà lại bày hai cái đũa hai bên cho họ, phải không? Tôi cúng là cho chính cái vong hôm nay. Đấy, cái mâm cơm này là cúng cho vong linh tôi mời cơ, chứ không phải cho những vong linh khác, nghe không? Đấy, cho nên cái thuyết mà bảo là để cho các vong khác là ma cũ họ ăn nhanh hơn, họ khỏe hơn thì không đúng. Thầy bảo cúng cho thần quang, thầy nghĩ chắc cũng không, nó cũng không đúng cho tinh thần nhà Phật mình. Cho nên ấy, cái tập tục này ấy, tuy nó không phải của đạo Phật thưa đại chúng, nhưng mà thầy xét, nếu xét về ý nghĩa là người còn sống thương nhớ, nhớ tới người đã khuất thì là một đạo lý tốt, đạo lý của tình người, nghe không? Chứ chúng ta người đã mất rồi, ta coi như họ chết là mất hẳn rồi, không còn gì nữa, cũng không thương, không nhớ, thì cái đó không tốt cho chúng ta, không phải là thiện pháp, nghe không? Còn chúng ta nhớ tới người đã khuất, có nhớ mà cúng họ thì phải nhớ đến họ chứ, cúng ông bà, cúng cha mẹ phải nhớ đến bà, cha mẹ. Và chúng ta phải học được cái gì hay tốt, những lời căn dặn của ông bà, của cha mẹ đối với chúng ta, thì cái đó là tốt. Đây cũng là cái đạo lý uống nước nhớ nguồn nên duy trì. Chính vì thế cho nên ở chùa mình ấy, thì Thầy cho đại chúng vẫn duy trì cái hình thức này. Những cái gì của người xưa nếu mà tốt đẹp thì chúng ta có quyền giữ gìn và phát huy. Và cái gì không tốt, không phù hợp, ta có thể bỏ. Không nhất thiết là cứ xưa bày thế nào, nay phải làm như vậy. Quan điểm chúng ta là đệ tử Phật là phải như vậy. Nghe không? Không phải lẽ cổ, không bắt buộc xưa sao nay vậy, không phải thế. Cái gì thích hợp, lợi ích thì chúng ta dùng và chúng ta phát huy nhé. Cho nên để đại chúng hiểu như vậy, cho Thầy hiểu như vậy, và chúng ta nên hiểu như vậy, thế thôi, chứ nó không có cái gì là kỳ đặc cả đâu nhé. Rồi. Kính thưa đại chúng, tất cả chúng sinh chúng ta luân hồi trong sáu nẻo từ vô lượng kiếp đến bây giờ. Wow. Thay hình đổi dạng không biết bao nhiêu rồi. Khi thì làm người, khi thì làm thú, wow. Khi thì làm quỷ ma, có khi ở trong địa ngục bao nhiêu trăm ngàn vạn năm, wow. Rồi tái sinh làm người, rồi cũng có khi thì được sinh lên làm chư thiên, chư thần, rồi lại rớt xuống. Cứ như vậy, cái số lần mà được làm người này, làm chư thiên, chư thần thì chắc là cái tỷ lệ rất là ít. Mặc dù so với vô lượng luân hồi á, thì nó cũng là nhiều, nhưng mà tỷ lệ so với cái lần mà đọa làm súc sinh, làm ngã quỷ vào địa ngục thì nó rất là nhỏ. Đại chúng ạ, chúng ta thường ở ba đường ác. Tái sinh được làm thân người
như thế này cũng là khó lắm. Trong 20 điều khó Đức Phật dạy, được sinh thân làm người là vô cùng khó. Ví như con rùa mù cả hai mắt mà ở dưới đáy biển, 100 năm nó mới được ngóc đầu lên mặt biển một lần. Trên mặt biển có một cái khúc gỗ, cái khúc gỗ này nó có một cái lỗ hổng, nó trôi lênh đênh theo gió tứ phương ở trên mặt biển. Cái con rùa mù này 100 năm mới ngóc đầu lên, làm sao mà nó chui được cái đầu nó vào cái lỗ hổng của cái bọng cây đó? Thì đại chúng thấy nó khó không? Rất rất là khó. Thầy nghĩ có khi còn khó hơn cả chúng xổ số độc đắc ấy. Khó hơn cả chúng xổ số độc đắc. Cái mặt biển nó mênh mông như thế, một con rùa lại mù cả hai mắt, chẳng nhìn thấy gì, mà 100 năm mới ngoi đầu lên mặt biển một lần. Làm sao mà nó lại chui được vào cái lỗ hổng của cái bọng cây lênh đênh ở trên mặt biển đấy? Khó quá. Đấy, Phật nói được thân người khó như vậy đấy, thưa đại chúng. Chúng ta được thân người này khó lắm. Thế cho nên được thân người là quý lắm. Trong lục đạo, thân người là quý nhất đấy. Đối với Phật Pháp thì thân người là quý nhất. Vì từ nơi thân người chúng ta có thể thăng hoa, tiến lên, siêu nhập, hiển thánh. Và các Đức Phật, Như Lai đều thành Phật trong cái kiếp làm người. Chắc các Ngài không thành Phật khi ở thân trời hay ở thân của các cõi khác. Đều thành Phật trong thân của loài người. Thế biết là thân người thật là khó. Thế mà nay ta được cái thân người rồi, thì đại chúng nhớ mình phải quý cái thân này. Quý nó và phải biết dùng nó làm sao thật lợi ích nhất. Đó. Lỡ một khi mất thân người rồi, không biết bao nhiêu kiếp sau mới có thể được tái sinh trở lại làm người. Quý lắm. Là đệ tử Phật phải ý thức được cái điều này. Được thân người là vô cùng khó. Và chính vì thế, chúng ta phải tri ân cha mẹ cũng là từ đó đó. Cha mẹ đã cho chúng ta cái thân này. Dù cha mẹ mình có thế nào, thưa đại chúng, đấy, trong kinh Báo Hiếu Phật dạy, chính vì mình được cái thân này là từ nơi cha mẹ, cho nên mình phải tri ân cha mẹ. Dù cha mẹ mình có thể là người không tốt, thưa đại chúng, có thể mình sinh ra cha mẹ vứt bỏ đi chăng nữa, đây thầy nói thật, nhưng mà nếu mà được cái thân này, mình vẫn phải tri ân. Vì thân người là vô cùng khó, vô cùng hiếm hoi, trong vô lượng kiếp luân hồi mới được cái thân này. Thế cho nên bên đạo Nho á, thực ra đạo Nho thì cũng có những cái nó cũng có cổ hủ. Bên Nho giáo á, trong giáo lý người ta đó, là cái người con hiếu là người ta còn gọi là từ cái mái tóc cho đến cái móng tay, và gọi là thân thể phát phu, giai do phụ mẫu, tất cả đều do cha mẹ. Cho nên có nhiều người bên đạo Nho là người ta còn không cắt tóc, không cắt móng tay, vì người ta nghĩ đây là tài sản của cha mẹ cho. Người ta để tóc, người ta để móng tay. Là có những người ta quan niệm như vậy, người ta chân quý. Cái tâm đó là cái tâm tốt, vì thân thể của mình từ cha mẹ cho mình, cho nên họ rất bảo trọng, rất giữ gìn, không dám xem thường. Người đệ tử Phật thì phải có cái tinh thần quý trọng cái thân này. Quý trọng nhưng mà để làm gì? Để phải dùng nó để mà tu dưỡng đạo đức. Đấy, cái lý luận ở chỗ này là như vậy. Chứ không xem thường nó, không làm cho nó bị tàn hại, cho nó hỏng cái thân này đi. Ta sống buông thả, ta làm cho thân này nó tiều tụy,
tàn tệ cái thân này đi, thì đó là ta bất hiếu với cha mẹ, và coi thường công lao cha mẹ đó. Đó. Thế cho nên khi mà ta làm sao cha mẹ đau đứt ruột là vậy đấy. Con mà sứt chân, sứt tay, vào một cái tai, một cái nạn gì đến với con là cha mẹ đau hơn là cắt ruột là vậy. Cái đó, cái đạo lý ở chỗ này. Trên thân người quý lắm, thưa đại chúng. Và dù còn trẻ, và không phải là chỉ già mới biết bảo trọng cái thân này, mà tuổi trẻ phải bảo trọng thân này. Thanh niên tuổi trẻ phải rèn luyện vào giữ gìn sức khỏe, lành mạnh thân tâm, bảo trọng cái thân này. Chứ bây giờ thanh niên ấy, thầy cũng nghe nhiều người ta nói đấy, toàn ra ngoài nghĩa địa thì các cụ, là người ta gọi các cụ 80 tám mấy rất nhiều. 80 tám mấy là sinh năm 1980, 1980 rất nhiều. Phải không? Thanh niên thì ngồi hút thuốc lào, cụ già thì đi tập thể dục. Đấy. Bây giờ như vậy đấy. Thanh niên bây giờ xem nhẹ cái thân thể này, nó bạc nhược. Nếu một cái thế hệ thanh niên tới đây, tương lai tới đây mà không rèn luyện, không biết bảo trọng, quý trọng cái thân thể này, thì đất nước chúng ta cũng ảnh hưởng. Phải không? Cái lớp thanh niên như thế không có trí tuệ, làm sao xây dựng đất nước được tốt? Vào tương lai đất nước ở đâu? Đó, đây thầy chưa nói đến đạo lý của Phật pháp. Vào mà chúng ta biết vậy thì chúng ta phải trân quý cái thân thể này, biết bảo trọng nó, giữ gìn nó cho nó được lành mạnh, phát huy, tức là dùng nó được hết, thầy gọi là dùng hết được công suất của cái thân này. Các bậc vĩ nhân thế, cái thân này họ dùng hết công suất đấy, tận dụng cho đến ngày cuối cùng, đến hơi thở cuối cùng. Vào nó phải sinh ra được lợi ích, không những lợi ích cho mình, cho gia đình, mà cho xã hội, cho cộng đồng. Cái thân của mỗi người là như vậy đấy. Và chúng ta nhìn có rất nhiều cái tấm gương mà những người, người ta tàn phế nhưng người ta vẫn dùng được cái thân người ta làm lợi ích được rất nhiều. Đấy, thế giới có cái anh chàng Nick Vujic ấy, vào hai tay coi như là cũng không, hai chân gần như cũng không, thế mà anh ta lại nổi tiếng. Vào làm được rất nhiều việc, mình phải học, mình phải học. Ở Uông Bí thì có anh Sơn Lâm, mà cũng là ảnh hưởng chất độc da cam, thân thể anh cũng rất là thiệt thòi, nhưng mà cũng làm được lợi ích rất nhiều. Đó, bây giờ đi thuyết trình để khích lệ mọi người phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn. Đấy, thế người ta gọi là tàn mà không phế, vào không có phí. Thế thì chúng ta, mình mới biết qua cái này, chúng ta thấy quý trọng cái thân mình. Vào trong vô lượng kiếp luân hồi, được cái thân người này là vô cùng quý, ai ai cũng phải bảo trọng. Bảo trọng nó không phải là để ngắm cho nó đẹp, vào mà giữ gìn nó để mà tu dưỡng, làm lợi ích cho mình, cho mọi người. Và đặc biệt là làm sao được lợi ích giải thoát. Cái đó là cái mà Phật pháp chỉ dạy cho chúng ta. Cái thân như cái bè để qua sông vậy. Mình mặc dù cái bè tuy nó chỉ là phương tiện qua sông, nhưng không có nó là mình không qua sông được. Cái sông rất là cuộn chảy, nó rất là rộng, nó rất là nhiều cá dữ, mà mình không có cái bè này không qua sông được. Đấy, cho nên được thân người là khó, đại chúng nhớ, ai ai cũng thế. Và cho nên cái chương trình, cái mục tiêu của chùa Ba Vàng thầy có đặt ra đối với chúng tăng là cái thứ nhất là cái việc tu học của đại chúng đặt lên hàng đầu, thứ hai là hòa hợp của đại chúng, và thứ ba là sức khỏe. Sức khỏe chính là rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh, cho lành mạnh. Và có sức khỏe, thân thể lành mạnh thì nó được lâu dài, lâu dài để chúng ta có cơ hội mà tu tập. Đấy đại chúng. Nên thì khi mất thân người rồi thì thật là khó được lại, khó lắm. Đại chúng thế, không ai được xem nhẹ cái việc này, kể cả tuổi trẻ. Đừng nghĩ rằng mình không mất thân. Và đó,
tuổi trẻ, tuổi nào cũng có thể mất thân bỏ mạng như thường, không phải đợi đến già đâu. Cho nên trong cái tứ tướng sinh, lão, bệnh, tử, không phải ai cũng trải qua hết tất cả bốn giai đoạn này. Có người không có lão, phải không? Sinh ra cái, phải không? Rồi là còn trẻ măng đã chết rồi. Đấy. Chứ có lão đâu. Có người là chỉ có thế thôi. Sinh rồi, bệnh, chết. chưa đầy lão. Nhá, cho nên ấy, thanh niên ấy, cái tầng lớp thanh niên bây giờ phải hiểu được cái điều này để mình trân quý cái tài sản cha mẹ cho. Mà nói thật ấy, là mình cũng phải làm sao? Phước duyên lành mới được thân người. Nó tồn được những cái phước duyên lành, tổng báo của mình để được thân người này là không phải dễ đâu. Hiếm lắm. Chắc gì? Chắc chiêu bao nhiêu kiếp, gom góp bao nhiêu kiếp, được một chút phước đức mới sinh thân làm người, từ nơi nhân duyên cha mẹ cho mình. Thế mà mình xem thường nó, đại chúng thấy mình thật là dại dột. Đó, cho nên ý, chúng ta phải biết quý trọng cái thân này. Thì thân người là khó như vậy. Khi mất thân người, chúng ta phải đi trong sáu nẻo, phải vào sáu nẻo. Nếu chưa đắc quả giải thoát, bắt buộc phải theo nghiệp mà đi. Thưa đại chúng, thì cái bài kinh này nói đến sự rơi, chính là nói đến cái chuyện chúng ta vào khi bỏ cái thân người này này, chúng ta đi đâu đấy. Giờ thì mời đại chúng cùng vào văn kinh. Khi ấy Đức Vua Milan Đà mới hỏi Tỳ Kheo Na Tiên thế này: Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn có thuyết rằng: Này các thầy Tỳ Kheo, các thầy đừng nên để cho thân các thầy rơi đi bằng phi pháp. Nếu có rơi thì cũng nên để cho rơi bằng pháp. Lời tuyên bố ấy có đúng chăng? Và nghĩa của nó là thế nào hả Đại Đức? Ông Vua Milan Đà, ông hỏi Tỳ Kheo Na Tiên thế này. Ông nói rằng Đức Phật có dạy các Tỳ Kheo thế này. Phật nói: Các thầy Tỳ Kheo, các thầy đừng nên để cho thân các thầy rơi đi bằng phi pháp. Đừng để cho thân này rơi đi bằng phi pháp. Nếu có rơi thì các thầy nên để cho cái thân này rơi đi bằng pháp. Đấy, như vậy để chúng ta rõ nhé. Một đằng là rơi đi bằng phi pháp, và một đằng là rơi đi bằng pháp. Đó. Pháp và phi pháp là thế nào? Pháp ở đây chính là giáo pháp, là giới pháp Đức Phật truyền dạy cho Tỳ Kheo, cho chúng ta. Đấy là pháp đấy. Đừng để cái thân này rơi đi bằng phi pháp. Để chúng ta nghe Na Tiên trả lời: Tâu Đại Vương, lời tuyên bố ấy chính là của Đức Tôn Sư, và nghĩa của nó là như sau: rơi đi, té xuống, rơi xuống là câu nói thuộc về pháp ngữ, hàm chỉ cái thân của chúng sinh phải sinh lại, phải tái sinh. Nghĩa là nếu có sinh trở lại thì nên sinh bởi pháp, chứ không nên sinh trở lại bằng phi pháp. Đó, Na Tiên nói rõ nghĩa của cái sự rơi đi này, giải ra cho Vua Milan Đà biết. Tức là nói cái sự bỏ cái thân người này, tái sinh trở lại, được tái sinh trở lại bằng pháp, nhờ giáo pháp của Phật, không phải do phi pháp mà tái sinh. Phi pháp tức là không có pháp, là bất thiện pháp mà tái sinh. Đã. Chúng ta bỏ thân này rồi chúng ta đều sẽ tái sinh, mà bắt buộc phải tái sinh, thưa đại chúng. Chứ không phải như quan niệm ta bảo chết là hết,
chết không phải là hết, chết rồi đi tái sinh. Nhưng mà tái sinh ở cõi nào? Tái sinh trở lại làm người, hay tái sinh làm con bò, hay tái sinh làm con ngạo quỷ, hoặc là sinh vào địa ngục, vào đọa, sinh vào địa ngục hay ta gọi là đọa vào địa ngục. Đấy, đấy là cái đi đấy. Chết thì ai cũng phải chết, mà đi đâu mới là điều đáng lo. Và đấy, tất cả Phật tử chúng ta đều phải nhớ cái điều này. Chết ai cũng phải chết. Cho nên nói chết thì sợ cũng không được, không sợ cũng không được, phải chết hết. Nhưng mà cái lo nhất mà chúng ta có thể làm được là chết rồi ta sẽ đi về đâu. Cái đấy là cái chúng ta có thể lo được, có thể làm được. Còn cái chết ta không thể nào chống cự được, không thể chối bỏ, trốn tránh nó được. Nghe không? Đấy, cái nào không thể trốn tránh được thì ta phải chấp nhận. Nhưng cái nào ta có thể thay đổi được thì ta phải cố gắng. Cái thay đổi được là ta đi đâu đó? Ta chết rồi ta đi đâu? Vào tái sinh vào cõi nào là ta có thể thay đổi được, quyết định được do ta. Đấy. Thì ở đây cái chữ rơi này, Na Tiên nói chính là cái sự tái sinh trở lại này. Bỏ thân này rồi, tái sinh trở lại. Nếu bằng phi pháp thì ra sao? Còn nếu tái sinh trở lại nhờ vào pháp thì sao? Đó. Ông vua mới lại hỏi: Thưa Đại Đức, thế nào là không nên sinh lại bằng phi pháp và nên sinh lại bằng pháp? Na Tiên mới nói: Tâu Đại Vương, có pháp bằng pháp nghĩa là tái sinh trở lại có giới, phi pháp không có pháp nghĩa là không có giới. Ở đây Na Tiên nói cái chữ pháp này diễn giải ra, cái pháp này là giới pháp. Đó. Giống như quý Phật tử nhờ giữ năm giới, và khi bỏ cái thân này tái sinh trở lại chắc chắn về với cõi người. Nghe không? Thực hành năm giới được đầy đủ, tái sinh trở lại về cõi người. Còn không tu tập năm giới, làm các ác nghiệp, bỏ thân này phải tái sinh vào đọa xứ, vào súc sinh, địa ngục, ngã quỷ. Đó. Đấy, cho nên đây Na Tiên nói rõ là rơi bằng pháp nghĩa là có giới, phi pháp nghĩa là không có giới. Nói cách khác, Đức Thế Tôn muốn giáo giới đến chư tỳ khưu hãy tinh tấn hộ trì giới, thu thúc lục căn, làm cho thân, khẩu, ý được thanh tịnh, thì các đời sống trong tương lai sẽ được an vui, hạnh phúc. Đó. Na Tiên nói rõ Đức Thế Tôn muốn giáo giới đến các thầy tỳ kheo là các thầy phải thọ trì giới, giữ gìn giới, biết thu thúc lục căn, làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh, thì các đời sống trong các kiếp tương lai sẽ được an vui, hạnh phúc. Đó, đại chúng thấy. Ấy là cách nói nên rơi đi bằng pháp. Cái chữ nên rơi đi bằng pháp được diễn nghĩa ra, đó là phải thực tập giới, thu thúc lục căn và giữ gìn thân khẩu ý cho thanh tịnh. Và thì bỏ thân này, tái sinh thân sau được vào chỗ an vui, hạnh phúc. Đấy, nếu chúng ta rơi đi bằng pháp sẽ được như vậy. Nếu trái lại, sống mà không hộ trì giới bổn, không thu thúc lục căn, thân khẩu ý buông lung phóng dật, thì các kiếp vị lai sẽ gặt lấy kết quả đau khổ phiền não. Ấy là cách nói rơi đi bằng phi pháp. Nghe không? Rơi đi bằng phi pháp. Rơi vào như thế nào? Rơi đi bằng pháp
hay rơi đi bằng phi pháp, chúng ta phải chọn lựa. Ông vua Milan Đà ông mới hỏi: Thưa Đại Đức, vậy giới luật quan trọng như vậy hay sao? Thưa đại chúng, chúng ta cũng đã được nghe và giảng nhiều về giới, vào giảng mãi về giới cũng không bao giờ là thừa. Chúng ta cũng thường hay quên lắm, thưa đại chúng. Giới luật là nền tảng đạo đức, không những là của con người mà của cả Phật pháp đấy. Cho nên ấy, Đức Phật mới dạy: giới luật mà còn thì Phật pháp còn, giới luật mà diệt thì Phật pháp cũng diệt. Mà cái điều này đối với chùa mình thì Thầy đòi hỏi rất là cao. Tăng chúng và Phật tử phải thực tập giới luật. Đó. Giới luật như ngọc báu, trong kinh nói như ngọc mani, như ngọc như ý vậy đó, rất là quý. Nếu mà chúng ta tu Phật pháp mà chúng ta bỏ qua giới luật thì không thể nào thành tựu được. Đấy, thưa đại chúng, trong kinh Đức Phật dạy lợi ích của giới nó có 10 cái điều lợi ích thế này. Thứ nhất ý, là đối với tăng chúng thì nhiếp thủ ư tăng. Nhiếp thủ ư tăng nghĩa là làm cho tăng đoàn được kiện toàn. Đấy, tăng đoàn hoặc giáo hội Phật giáo của chúng ta mà không thực hiện thực hành giới luật, chư tăng buông lung không thực hành giới luật thì tăng chúng không bao giờ được vững mạnh cả. Nhờ thực hành giới luật, tăng chúng, tăng đoàn mới vững mạnh được, chư tăng mới hòa hợp, mới có sức mạnh được. Đây là tổ chức của một đoàn thể. Chúng ta biết đoàn thể hay một tổ chức nào họ cũng phải có nội quy, có quy định, có luật của họ. Thì tăng đoàn cũng thế, cũng phải có luật, có giới vào để điều tiết, để chi phối cái hoạt động, cái sống cộng đồng tăng lữ. Nếu mà tăng chúng không thực hành luật, không thực hành giới của Phật thì tăng đoàn cũng rời rã, không có gì liên kết với nhau, không có sức mạnh. Đấy là cái điều thứ nhất mà Phật gọi là nhiếp thủ ư tăng. Đấy, giữ gìn chư tăng, nhiếp chúng tăng. Đó. Thứ hai là linh tăng hoan hỷ. Tức là nếu chư tăng mà thực hành giới luật thì sẽ làm cho đại chúng hoan hỷ. Hoan hỷ. À, ai ai cũng thực hành giới luật thì tăng chúng đều hoan hỷ, nhìn thấy nhau là quý. Ở đây Thầy nói dễ hiểu lắm. Giống như các quý Phật tử cũng thế. Con mình, đứa nào nó cũng nết na ngoan ngoãn, nhìn thấy mặt nó là mình thấy vui rồi, nghe không? Còn cái thằng con mà nó bố láo vào, mà lừa đảo vào, mất dạy, bất hiếu, nhìn thấy mặt nó là mình buồn rồi, phải không? Giàu rồi, nhìn thấy nó là buồn, là khổ. Thế cái đứa con mà nó ngoan ngoãn, hiếu thảo, nết na vào, nó thương cha, thương mẹ, nhìn thấy nó là hoan hỷ, vào, mong ngóng con về lắm. Đấy, thì chư tăng trong tăng đoàn cũng thế. Nếu chư tăng ai mà hành trì giới luật thì trong tăng đoàn hoan hỷ với người đấy, thường hoan hỷ với người đấy. Đó, gọi là linh tăng hoan hỷ. Thứ ba là linh tăng an lạc. Tăng chúng mà giữ gìn giới luật thì cả tăng đoàn được an lạc. Cũng giống như đoàn thể chư tăng chùa mình, mà tất cả chư tăng chư ni ai cũng thực hành giới luật, nghe không? Thì tăng chúng an hòa, an lạc. Đấy, nhờ thực hành giới luật, tâm trí nó cũng được an định. Mà tâm trí an định thì an lạc nó cũng sẽ đến. Đó, đấy là phải thực hành giới luật. Giới luật. Thứ tư là linh vị tín giả tín. Cái lợi ích thứ tư là linh vị tín giả tín, nghĩa là giúp cho những người nhờ thực hành giới luật, chư tăng thực hành giới luật, thì giúp cho những người chưa tin Tam Bảo thì họ sẽ khởi tâm tin kính Tam Bảo. Đó. Nhờ chúng ta đến chùa mà nhìn thấy chư tăng trang nghiêm,
Wow! Đức hạnh trang nghiêm, tự nhiên mình sinh cái tâm tin kính Tam Bảo. Wow! Kính tín Tam Bảo. Đã đến chùa hay ra đường một gặp một thầy tăng lôi thôi lếch thách đánh nhau chửi nhau với dân. Wow! Đó, thì chúng ta còn kính tín Tam Bảo không? Nó mất đi cái lòng kính tín. Đấy. Rõ ràng như vậy. Cho nên cái việc chư tăng mà thực hành oai nghi giới luật nó vô cùng quan trọng để giúp cho Phật Pháp được hưng vượng là như vậy đấy. Thứ năm là dĩ tín giả linh tăng trưởng. Dĩ tín giả tức là giúp cho cái người mà đã có lòng tin rồi thì lòng tin của họ càng được tăng trưởng. Đấy, giống như quý Phật tử chùa mình sau 3 ngày mà lên núi thực hành tu tập trên rừng thì hiểu được các thầy ở chùa tu tập thế nào. Trong cái buổi tổng kết cuối cùng thầy được dự, rất nhiều cảm xúc vào, nhiều Phật tử khi phát biểu với tất cả cái nỗi lòng xúc động, nghẹn ngào, rơi nước mắt, cảm động vì mình có qua cái khổ này, mình mới thấy cái khổ của các thầy khi thực hành Pháp gian khổ, tự nhiên mình kính yêu và tin trọng tăng chúng rất nhiều, tăng trưởng thêm lên, tăng trưởng thêm lên. Đó là như vậy. Chư tăng càng giới luật tinh khiết thì Phật tử càng dày tín tâm, giúp cho cái đức tin của Phật tử không lung lay. Đó, cho nên cái này nó vô cùng là quan trọng. Nhiều Phật tử họ đi đến chỗ này đến chỗ kia, họ gặp phải những chư tăng không giữ giới luật, họ mất lòng tin, họ buồn khổ vô cùng. Đi hai chùa ba chùa đều gặp như vậy, họ thối tâm tu đạo luôn, không tin Phật Pháp nữa luôn. Đó. Kính thưa đại chúng, bản thân thầy Thái Minh lúc chưa đi tu cũng là một Phật tử, mà Phật tử cũng thuần thành yêu quý Tam Bảo lắm. À. Cho nên ấy, mình biết được nếu mà một ai làm cho mình đổ vỡ lòng tin thì nó khổ vô cùng. Mình khổ vô cùng. Cái người ta mất lòng tin Tam Bảo là người ta mất gần như có thể mất hết ấy. Người ta không tin Tam Bảo nữa thì sau này làm gì còn cái duyên để cho người ta được gặp Phật Pháp nữa. Nó mất đi đấy. Rất thiệt thòi. Tức là mình làm khổ người ta lắm lắm. Không phải chỉ khổ một kiếp này. Tam Bảo là hải đảo cho chúng sinh, là thuyền bè cứu vớt chúng sinh. Mà bây giờ mình lại để cho họ rời hẳn cái thuyền bè này giữa cái biển mênh mông này thì sao? Họ chìm đắm, chìm xuống tận đáy biển chứ không phải không. Rất khổ đấy. Cho nên làm tăng mà mình không quyết chí vào tu trì giữ giới vào thì mình làm khổ chúng sinh vô cùng, thưa đại chúng. Rất là khổ. Họ mất lòng tin, họ đau khổ. Có khi họ phỉ báng Phật Pháp nữa thì cái tội phỉ báng đấy họ còn đọa lạc xuống nữa cơ, thưa đại chúng. Đó. Thế cho nên ấy, tất nhiên thầy nói tăng chúng, nhất là thời nay thì đang đều còn là phàm phu tăng, còn tu tập. Cái chuyện phạm lỗi, kể cả phạm giới, không thể nào mà nói là không có. Nhưng nhà Phật dạy phép sám hối. Chúng ta phải biết thực hành pháp sám hối, tu tập sám hối ăn năn, chuyển hóa mình lại được trở lại. Và từ nay trở đi mình nguyện giữ gìn giới pháp của Phật, bảo vệ chính pháp thanh tịnh. Và mình sẽ trở thành người thanh tịnh. Đại chúng hiểu không nào? Đó, nhưng mà bản chất chư tăng phải biết kính trọng, giữ gìn giới luật. Trừ khi mình do nghiệp mà phạm thì mình phải ăn năn và sửa đổi. Đó. Vẫn giữ được cái thanh tịnh. Đó. Thì đại chúng thấy giới luật nó quý như vậy đấy. Cái điều thứ sáu, nhờ thực hành giới luật thì làm sao? Nan điều giả, linh điều thuận. Tức là giúp cho những cái người mà ương bướng, khó điều phục. Thì nếu một đại chúng tăng mà hành trì giới luật thì cái người đó cũng sẽ được điều phục.
khi một tăng chúng, một tập thể ai ai cũng tôn trọng giới luật, thực hành nghiêm khắc, thì cái người mà ương bướng phá nghịch đấy, người ta cũng sẽ dần dần được được quy thuận, được điều phục. Đấy gọi là nan điều giả thì linh điều thuận. Cái điều thứ tám là nhờ thực hành hành trì giới luật mà giúp cho chúng ta đoạn được cái hiện tại hữu lậu, ngay trong hiện tại đoạn trừ được hữu lậu. Thực hành giới có thể ngay trong kiếp sống hiện tại chúng ta chứng đắc thánh quả, đoạn dứt hết tất cả hữu lậu. Thứ chín là đoạn vị lai hữu lậu. Đây chúng ta đây này, chúng ta đang thực hành giới của Phật, chư tăng Phật tử đang thực hành giới luật là sẽ, bây giờ ta chưa đoạn hết phiền não, nhưng mà tương lai sẽ đoạn trừ hữu lậu. Chúng ta chưa hết phiền não, cho nên chúng ta sẽ được cái lợi ích thứ chín là tương lai sẽ đoạn trừ hết hữu lậu, sẽ chứng thánh quả trong tương lai. À, vì chúng ta còn đang trên con đường thực hành. Có những người ngay kiếp này thực hành giới luật, họ chứng thánh quả, dứt trừ hữu lậu. Còn chúng ta đang thực hành vì mình còn nghiệp chướng, phiền não sâu dày, nhưng ta trân quý giới luật Phật, ta thực hành giới luật Phật, thì tương lai chúng ta cũng sẽ đoạn trừ, dứt sạch hữu lậu. Đấy là cái lợi ích thứ 9 của thực hành giới. Thứ 10 là linh pháp cửu trụ. Nếu tăng chúng và Phật tử đều thực hành giới luật, trân quý giới luật của Phật, thì sẽ giúp cho tăng chúng chánh pháp được lâu dài. Cửu trụ tức là lâu dài. Cửu tức là lâu dài. Trụ tức là tồn tại lâu dài. Cửu trụ là tồn tại lâu dài. Đó, cho nên mới nói giới luật còn là Phật pháp còn, giới luật mất là Phật pháp mất. Đấy, chúng ta thấy 10 điều lợi ích khi mà tăng chúng cho đến Phật tử thực hành giới luật. Trong kinh, trong một bộ kinh thì Đức Phật còn nói một người nào thực hành giới luật của Phật thì sẽ được những cái lợi ích như thế này nữa. Thứ nhất, sẽ được thừa hưởng gia tài pháp bảo. Gia tài pháp bảo, người nào tin quý thực hành giới luật thì người này sẽ được thừa hưởng gia tài pháp bảo. Nghĩa là người này sẽ chứng được giáo pháp. Sau này người này sẽ chứng được pháp. Đấy gọi là thừa hưởng gia tài pháp bảo. Nhá. Thứ hai là được tiếng lành, tiếng thơm đồn xa. Đấy. Thầy lấy ví dụ như là ở Lâm Đồng đấy, có sư bà ni trưởng Hải Chùa Âm đấy, là một ni trưởng. Nhưng cụ rất là giới đức, cho nên không những là chỉ tỉnh Lâm Đồng mà cả nước, không những là chỉ ni chúng mà cả tăng chúng, cho nên Phật tử rất nhiều người biết đến sư bà và yêu quý, rồi đến cả nước ngoài người ta cũng rất yêu quý. Đấy là cái gì? Cái tiếng lành, tiếng thơm đồn xa. Trong kinh Phật gọi là hương của người giới đức đấy, ngược gió khắp tung bay là thế. Cái người có đức hạnh, người ta ở trong rừng sâu á, thì cái hương của người ta cũng tỏa ra, gió ngược, gió xuôi gì cũng tỏa ra, ai ai cũng tìm đến. Nghe không? Tìm đến. Đó. Thì người có giới có đức, dần dần hương giới đức của ấy sẽ lan tỏa mọi nơi, gọi là tiếng lành đồn xa. Thứ ba, cái người hành trì giới luật không sợ hãi rụt rè khi đến một hội chúng đông đảo. Nếu người có hành trì giới luật trang nghiêm thì họ không bị sợ hãi khi đến một cái chỗ đông đảo hội chúng này. Nghe không? Họ hành trì được giới luật tốt, họ không có cái sợ hãi, không sinh ra cái tâm sợ hãi. Đó, cái này thứ nhất ý, là sao? Là vì họ tự thấy mình không lỗi lầm, cho nên họ không sợ. Thứ hai, họ được giới thần cũng hộ trì, giúp cho oai cho lực, cho nên họ không có cái sợ hãi. Đấy thưa đại chúng, cái này là cái thật đấy.
Bây giờ nếu mà có một anh mà trộm cắp, nó vào trong chỗ đông đảo nó sợ chứ, mắt lấm la lét sợ cái người này biết mình, người kia biết mình, phải không? Một anh làm cái điều gì đấy gian dối khuất tất cũng rất sợ, và ra một cái hội chúng rất sợ. Đó. Mình còn những cái khiếm khuyết nào là mình ra chỗ đông đảo là mình rất lo sợ, nghe không? Thì đây cũng thế, cái người mà thực hành giới luật được đầy đủ tốt đẹp thì họ không có sợ hãi khi vào hội chúng đông đảo. Thứ tư là người này khi chết tâm không rối loạn. Người mà thực hành giới luật được tốt đẹp vào chân quý giới luật, thành giới luật, khi chết tâm không rối loạn, gọi là tâm không điên đảo. Các kinh Tịnh Độ gọi là sao? Lâm chung sao? À, tâm không điên đảo. Vào đấy, tâm không điên đảo. Tâm người ta an định vì người ta tự không có lỗi lầm, không lỗi lầm, trong sáng, thân tâm người ta trong sáng, lành mạnh, người ta không điên đảo, tâm trí an lành đến khi chết đấy, thưa đại chúng. Và thứ năm là sau khi mạng chung được sinh vào thiện trú hoặc sinh vào thiên giới, tức là sau khi chết, cái người mà hành trì giới luật sẽ được sinh vào chỗ cao quý tốt đẹp, gọi là thiện trú ở cái những cái chỗ tốt lành, hoặc là sinh lên cõi chư thiên. Đấy là chỉ hành trì giới luật. Và ví dụ Phật tử tại gia chúng ta trì năm giới được đầy đủ tốt đẹp, thì sau khi bỏ thân này ta được tái sinh trở lại cõi người, gọi là cõi người gọi là thiện trú đấy. Và sinh lại còn vào cái chỗ gia tộc tốt đẹp, vào một cái gia đình tài sản sung túc, sinh ra thì sáu căn mình đầy đủ, đều được sáng sủa, đẹp đẽ, dung sắc đẹp đẽ, có được sức khỏe dồi dào, rồi thông minh trí tuệ đó, rồi mình được mọi người yêu quý nên có danh có tiếng. Đó là chỉ có trì năm giới tốt thôi, thưa đại chúng, mình đã được những cái phước báu như vậy rồi đó, rất là quý. Cho nên cái lợi ích của giới thì rất lớn. Ở đây ông vua Milan Đà mới hỏi Na Tiên rằng: giới quan trọng như vậy sao? Tỳ kheo Na Tiên nói: Tâu đại vương, quả đúng như vậy. Giới có công năng diệt trừ tất cả mọi đau khổ phiền não của chúng sinh, giải rác trong các kinh, chỗ này chỗ kia. Đức Phật thường ví giới như một loại thuốc có thể diệt trừ tất cả các độc, nhất là độc phiền não. Giới như một loại thuốc trị bệnh, có công năng đối chứng trị liệu tất cả tâm bệnh phiền não của chúng sinh. Giới ví như một loại nước trong mát, có thể rửa sạch mồ hôi, bụi đất, đồ dơ bẩn dính ở nơi thân, tức là bụi bặm dơ uế phiền não. Giới ví như ngọc mani, có tên gọi là như ý, có thể làm cho thành tựu tất cả mọi nguyện vọng mong mỏi của chúng sinh. Giới ví như thuyền lớn, có thể vượt qua khỏi bốn dòng nước lũ là sinh, già, bệnh, chết. Giới ví như chiếc xe lớn, có khả năng đi qua được bốn con đường nguy hiểm, cam go là sinh, già, bệnh, chết. Giới như một trận mưa, trận gió lớn, có thể thổi tắt tức khắc ba loại lửa tham, sân và si. Giới ví như một đám mưa lớn, có thể thỏa mãn được cho dân chúng trong mùa hạn hán. Giới ví như một bậc thầy sáng suốt, hiền đức, luôn dạy học trò những việc thiện, những điều lành. Giới ví như một người chỉ đường, có đầy đủ lương năng và tâm từ bi, luôn luôn vui vẻ đối với kẻ lạc đường, chỉ cho họ bỏ đường mê về nẻo sáng, đường tà trở lại với đường chính. Tâu đại vương, công năng của giới là vô lượng, vô hạn, bất khả tư nghì. Không những giới sẽ thành tựu những đức tính cao quý tốt đẹp cho con người, tạo nên y báo, chính báo, toàn mỹ, sang cả, mà còn giúp cho chúng sinh vượt thoát bốn nỗi sợ hãi to lớn của đời người là sinh, già, bệnh, chết nữa. Đấy là những lợi ích của giới, tức là lợi ích của những người
hãy nên rơi đi bằng pháp đó, Tâu Đại Vương. Na Tiên nói một hồi về công đức lợi ích của giới, đại chúng thấy không? Đức Phật ví giới với rất nhiều thứ, vào như thuyền bè, như ngọc, mani như ý, vào như châu báu, như mưa lớn, vào như xe lớn chuyên chở chúng ta. Cái công đức của giới thật là như thuốc trị bệnh. Đấy, thưa đại chúng. Phong phanh người ta nói, mình đã đi nói rồi. Nhiều khi như thế mình làm khổ biết bao nhiêu con người. Đấy, đồn thổi nói lung tung beng hết cả. Cái tội là cái chỗ này. Cái thầy nói một cái giới không nói dối đấy. Nói dối là nói chếch lệch không đúng sự thật thôi. Khó lắm đấy thưa đại chúng. Mà chúng ta mắc rất nhiều đấy. À, mình không ưa ai, ghét ai là mình sẵn sàng mình bôi nhọ, mình sẵn sàng mình nói xấu, sẵn sàng mình đặt điều ngay. Thường mắc như vậy lắm thưa đại chúng. Trước đây yêu quý người này không sao, nhưng từ ngày ghét người ta vào, bất như ý với mình, bắt đầu làm đặt điều nói xấu vào. Người ta chỉ số 1, mình nói thành số 10. Nói số 10 thưa đại chúng. Đấy, cho nên thầy nói là tại sao mà cái y báo của mình nó không đẹp, chính báo mình nó không tốt, là mình không thực hành giới vậy đấy thưa đại chúng. Cho nên chúng ta phải nhớ cái chỗ này, chăm chỉ thực hành giới luật Phật, nhưng chúng ta cũng phải hiểu giới luật Phật cơ. Khi thọ giới phải hiểu giới, và mục đích của giới là gì? Là cái chữ giới gọi là phòng phi chỉ ác. Phòng phi tức là ngăn ngừa những điều lỗi lầm, phòng ngừa những điều lỗi lầm đấy. Và chỉ ác tức là đình chỉ, dừng những điều ác. Đấy, cái chữ giới tiếng Phạn là sila, là như vậy, là phòng phi, là chỉ ác, phòng ngừa những cái lỗi lầm, đình chỉ những điều ác, đình chỉ những điều ác. Chúng ta thấy phải thực hành nó. Chúng ta không nhớ, không thực hành thì chúng ta không thể nào đạt được những cái điều tốt đẹp. Thân chúng ta thường làm những điều lỗi lầm lắm thưa đại chúng. Và rất dễ, vì cái môi trường của chúng ta, ta sinh ra ở cái môi trường, một cái môi trường nơi chợ, nơi búa, thường hay gian dối vào, gian dối, ít khi mà thật thà được. Và hàng giả bảo hàng thật, hàng xấu bảo hàng tốt, vào rau bẩn bảo là rau sạch. Đấy thưa đại chúng, đấy một cái dối này thôi nó làm khổ biết bao nhiêu con người chúng ta. Đấy, mấy hôm rồi báo chí đưa rất nhiều cái chuyện gian dối vào, thuốc giả, đấy thuốc ung thư cũng làm giả, đốt than tre với lại lứa xong họ nhét vào làm viên thuốc chữa bệnh ung thư đó. Một đổi điện rồi con. Máy nó đang đổi điện. À. Alo. Đấy. Thì chúng ta thấy chỉ một cái giới gian dối thôi mà làm khổ, làm điêu đứng cái xã hội này rất nhiều. Thực phẩm bẩn cũng là dối đấy. Tất nhiên cái dối này gốc của nó là lòng tham. Con người từ lòng tham mà gian dối lừa đảo nhau, làm khổ biết bao nhiêu. Người ta thường nói là dân mình lại làm khổ chính mình đấy. Dân mình làm khổ chính mình. Mà thầy không thể tưởng tượng được. Những cái thực phẩm bây giờ đấy, đại chúng thấy đó, quá nguy hiểm. Không biết là tin cái gì đấy. Đi ra chợ, kể cả vào siêu thị, không biết mình có tin để mà mua được những cái thứ này không. Đấy,
Hôm trước Thầy xem cái clip họ nói cái con tôm họ bán là họ bơm cả hóa chất vào đấy để cho nó nặng cân và con tôm nó mọng lên. Đấy, mà ăn những cái thứ vào là ung thư, là bệnh. Thuốc gọi là thuốc bắc á, cái mà nó gọi là cái gì, cái mà hoành sơn ấy, thì nó dùng sắn nó về, nó ủ lưu huỳnh, thế là biến thành hoài sơn. Mà bao nhiêu trăm tấn sắn rồi, bao nhiêu năm nay rồi. Cho nên tại sao mà mình bệnh uống thuốc bắc chả thấy khỏi gì cả, thêm bệnh thêm. Thầy chúng thấy như vậy. Thầy có nói chuyện với mấy Phật tử, Thầy bảo nếu mà Thầy không đi tu, Thầy ở tại gia mà Thầy có làm nghề bán hàng ăn ấy, thì mình nghĩ mình ăn thế nào mình cũng phải làm cho người ăn như thế chứ. Phải không? Ai mà chẳng có cha mẹ, vợ con cũng ăn thức ăn này, tại sao mà mình lại ác thế? Phải không? Mình ăn thế nào mà mình lại tiêm cái chất độc này vào cho người ta ăn? Đấy, nó mất cái lương tâm này đi. Cái lòng tham khiến cho người ta dối trá, sẵn sàng ác hại nhau, thưa đại chúng. Vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm. Đấy, tu một cái giới của Phật thôi, đại chúng thấy khó không? Rất là khó. Lòng tham họ, nó chi phối con người ta, khiến người ta dối trá, sẵn sàng phạm hết. Những người như thế thì cái quả sau này làm sao mà tốt, thưa đại chúng? Làm sao tốt được? Không thể tốt đẹp được. Cho nên đúng thật, cái tình trạng mà thực phẩm như này, Thầy khuyên các Phật tử cố gắng vào làm sao mà mình làm ra được thực phẩm sạch, ăn rau sạch nhà mình trồng rất tốt. Chân chùa mình thì Thầy đang phát triển cái vườn rau sạch của chùa. Đấy. Mà rộng vườn rau, làm sao mà tự chăm sóc ban vườn, đủ rau cho đại chúng dùng là rau sạch. Bây giờ đi mua không biết, rau người ta cũng rau bẩn người ta cũng làm giả thành rau sạch. Đấy. Nhiều khi kể cả siêu thị mà cũng không tin được, thưa đại chúng. Họ cũng sẵn sàng họ mánh lới để họ đưa thực phẩm vào. Đó. Nó cái lòng tham nó đưa hết vào. Thế thôi. Họ dùng tiền nó mua chuộc thôi thì là cán bộ sẵn sàng là nhập thực phẩm bẩn vào. Rất là nguy hiểm. Khủng khiếp đấy. Xem họ làm những cái xúc xích mà toàn là từ những cái con vật, có khi nó bị chết, con gà, con vịt, cả lông, cả lá mang vào nghiền tuốt ra rồi làm cái xúc xích bán. Trẻ con thì rất là khoái ăn những cái món như vậy. Đấy, cho nên những cái thức ăn làm sẵn ấy, Thầy nghĩ các Phật tử cũng nên cẩn thận khi chúng ta dùng. Không là toàn rước bệnh mọi người thôi đó. Rước bệnh mọi người. Lòng tham nó làm khổ chúng ta như vậy đấy. Thì thưa đại chúng, đấy, Thầy nói là thực hành giới thôi. Nếu ai cũng trân quý giới, thực hành giới thì có đúng là cái cảnh giới của chúng ta thật là tốt đẹp không? Vâng, nếu dân ta ai cũng biết giữ giới, không làm cái gì gian dối cả. Đấy, cái giới thứ tư là không gian dối, không nói dối. Không gian dối, ai cũng giữ này, thôi làm thật, bán đắt cũng được một tí, có công, nhưng mà đừng dối, thì đúng là rất an lành. Rất an lành. Chỉ vì mình không thực hành giới cho nên bao nhiêu cái khổ nó xảy ra. Đấy. Năm giới đã giúp cho cả cái đất nước mình thanh bình rồi. Đấy. Giúp cho thế giới này thanh bình rồi, an lạc rồi, không phải đâu cả. Thế cho nên Ngài mới nói là giới tạo nên y báo chính báo toàn mỹ, là như vậy đấy. Nhờ giới mà y báo chính báo toàn mỹ, cảnh giới của chư Phật toàn mỹ, nó đẹp vô cùng. Cũng cái trái đất của chúng ta đây ấy, mà Đức Phật Thích Ca Ngài lấy ngón chân Ngài nhấn xuống một cái thì tất cả những cái này nó biến thành bảy báu hết ấy, thưa đại chúng. Đấy, Ngài bảo đấy mới là cảnh giới của Ngài. Nhưng mà tại sao lại hiện ra là coi như là gai trong sỏi đá thế này, vào ô nhiễm môi trường thế này? Thì cái này là do nghiệp báo của chúng ta, chính nhân loại chúng ta. Ở trong cũng cái không gian này mà mình phải chịu cái cảnh này. Đấy, nhưng Phật có ngồi đây thì Phật cũng không chịu cái cảnh này.
một cảnh giới của Phật riêng khác. Đấy. Thầy nói cũng ví dụ giống như là cùng một điểm thôi, giống như điểm của cái máy quay phim này. Tại đây ấy, nó có cảnh, có cái từ trường, có cái sóng của một cái kênh là rất là đẹp. Mà, nhưng cũng có thể ở tại chỗ đó là một cái kênh họ diễn, họ chiếu một cái cảnh rất là khủng khiếp. Cho nên cùng một điểm nhưng mà nhiều kênh khác nhau. Đức Phật ngồi đây thì Ngài sống trong cái kênh của Ngài, trong cảnh giới của Ngài. Chúng ta cũng ở đây nhưng chúng ta sống trong cảnh giới của mình, à, theo cái y báo của mình. Đó. Cho nên y báo theo chính báo, thưa đại chúng. Chúng ta vận dụng cái việc này vào việc tu tập để mỗi mỗi tự mình tu tập để làm sao chính báo của mình thật tốt đẹp. Ta có một cái tâm ngay chính chân thật, một cái đức hạnh chân thật. Nghe không? Không phải tu Phật chỉ lấy danh. Cho nên ấy, nói tuy là trì giới của Phật, thưa đại chúng, nhưng mà nếu mà không hiểu giới luật Phật ấy, thì chúng ta có thể lại biến giới luật của Phật lại thành những cái không tốt đấy. Cho nên ấy, Phật mới chia ra có ba cái bậc trì giới. Trì giới bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Wow. Trì giới bậc thượng ấy là cái người này do yêu quý đạo đức, kính quý giới luật, muốn làm lợi ích cho chúng sinh, muốn hoàn thiện nhân cách của mình, cho nên người này thực hành giới luật. Đấy là trì giới bậc thượng. Trì giới bậc trung ấy, là người này mong cầu phước báu. Wow. Vì mong cầu phước báu cho nên trì giới, thực hành giới. Còn trì giới bậc hạ là sao? Là cái người trì giới để vì cầu danh, cầu lợi. Thế nào là trì giới cầu danh? Tức là ta cũng thực hành giới, nhưng mà ta để làm sao? Thể hiện mình là người trang nghiêm. Đó. Cho nên đây là có mấy cái điểm, gọi là mấy cái điểm. Nếu không hiểu giới luật thì biến giới luật lại trở thành những cái chướng ngại đấy. Cho nên có một ngài nói rằng có những người trì giới là để phô trương cái vẻ bề ngoài của mình. Nhà Phật, nhà thiền mình gọi là giả trang thiền tướng. À, đấy. Trông có vẻ trang nghiêm lắm, phô trương. À, phô trương để cho mình ấy, để thể hiện mình thôi. Cũng là thực hành trì giới nhưng mà thể hiện mình. Thể hiện mình. Cái này không phải không có đâu, thưa đại chúng. Có nhiều vị tuyên bố cái điều đó để thể hiện mình thôi, để muốn cho mình nổi tiếng, phô trương. Đấy, trì giới như vậy. Thứ hai, có khi nếu không hiểu giới luật mà chúng ta thực hành thì lại biến giới luật thành một cái khuôn sáo khô chết vào, mà không làm cho chúng ta có tính sáng tạo được nếu không hiểu giới luật. Tức là gọi là chấp vào giới luật cứng nhắc. Nghe không? Chấp vào giới luật cứng nhắc. Ví dụ trong cái giới của các thầy chẳng hạn, tỳ kheo thì không được xúc chạm với người nữ thân, tức là không được xúc chạm. Nhưng bây giờ mình đi đường, mình gặp cháu bé, con gái, nó ngã xuống ao, mà giữ giới và không xuống vớt nó lên. Mà tôi giữ cái giới này, tôi không chạm vào nó, con gái. Đấy là cứng nhắc, chấp giới. Và cái mục đích của giới nó không phải là như thế. Mục đích của giới là còn làm lợi ích chúng sinh. Cho nên giới luật của Phật ấy, trong Đại Thừa còn chia ra ba cái loại giới. Cái thứ nhất ấy là nhiếp thủ luật nghi giới. Tức là mọi người thực hành giới luật, những cái giới điều này. Cái thứ hai ấy là
nhiếp thiện pháp giới, tức là làm tất cả mọi điều thiện. Và cái thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới, tức là làm lợi ích cho chúng sinh. Đấy, ba cái này trong Đại Thừa là chia giới ra thành ba cái loại giới này. Một hành giả thực hành giới phải làm được cả ba cái này. Thì cái việc mà chúng ta thò tay xuống cứu cái cháu bé gái đấy, một ông thầy tỳ kheo cứu cháu bé gái đấy là đang gì? Thực hành cái việc nhiêu ích hữu tình, làm lợi ích chúng sinh đấy. Mình cứu nó không nó chết, mà cứu người mới là phúc đẳng hà sa. Phải không? Đấy, dù xây 9 đợt phù đồ mà chẳng bằng làm phúc cứu cho một người là chỗ này. Thế nhưng mình bảo không nghe Phật dạy thế là không được, không dám chạm vào. Con gái không dám chạm vào. Đấy, cho nên nếu mà không hiểu giới luật thì lại trở thành khô cứng và người ta gọi là chết, chết trong cái giới. Đó. Thứ nữa, giới luật mà không hiểu khi thực hành giới luật thì lại tạo thành cái sự giả dối không có tự nhiên. Và không tự nhiên. Rồi có thể tạo ra cái ảo tưởng tự tôn mình. Và tự tôn mình. Và nếu cái chuyện việc giới, cho nên cũng có những cái trường hợp chỉ giới để mà tự tôn mình, để kiêu mạn, thưa đại chúng. Không phải không có đâu, thưa đại chúng. Nếu mà trì giới mà để kiêu mạn, để nghĩ là tôi trì giới tốt hơn anh, tôi xem thường anh này, xem thường anh kia, thì cũng lại không đúng tinh thần của người trì giới, thưa đại chúng. Không đúng tinh thần trì giới. Nếu trong tâm mình mục đích tôi giữ giới để tôi hơn người, để tôi kiêu mạn thì sai rồi. Và tôi chỉ biết tôi giữ giới để tôi hoàn thiện tôi đó, chứ còn giữ giới để tôi hơn anh, để tôi xem thường anh, để anh phải thua tôi, anh không bằng giới của tôi. Cũng giống như các Phật tử ở tại gia, mà nhất là Phật tử mà niệm Phật ấy, phải không? Đếm số chàng để tôi niệm hôm nay phải nhiều chàng hơn cô. Niệm Phật trong cái tâm tranh hơn tranh thua như thế à, thì làm sao Phật có đón mình không? Không phải, Phật không đón cái người đâu. Đấy. Thế cho nên ấy, thưa đại chúng, đối với giới luật của Phật, giới là vô cùng chân quý, nhưng chúng ta phải học hiểu giới luật, hiểu mục đích và bản chất của giới luật để chúng ta thực hành thì chúng ta mới thật sự được lợi ích chân thật. Đó. Đấy. Thầy muốn phân tích để chỗ này các Phật tử thấy. Không phải là không có những người trì giới với những cái mục đích không tốt đâu. Có. Có đấy. Đấy. Thế thì Na Tiên sau khi mà nói hết cái lợi ích của giới luật, nhưng chúng ta phải hiểu giới luật để thực hành mới có những lợi ích như vậy. Đó. Vua Mi Lan Đà mới nói: Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn cấm chế giới luật vì những lợi ích thiết thực và thù thắng như thế, chấm đã hiểu rồi. Có rơi đi, có chết đi, có sinh lại cũng bằng pháp chứ không phải bằng phi pháp. Có nghĩa là các thầy tỳ kheo hãy hộ trì giới, nâng đỡ giới, đừng để cho giới hư hỏng, tiêu hoại, đúng như lời của Ca Diếp đồng tử đã thuyết: Các bậc sa môn, bà la môn thực hành giới, có pháp, có hành kiểm tốt đẹp, hằng sống trong thế gian vì lợi ích cho mình và cho người khác. Nếu như có giới, có pháp, có hạnh kiểm tốt đẹp, lợi ích cho mình và tha nhân như thế, tại sao Đức Thế Tôn lại còn thuyết rằng cắt đứt sự rơi đi? Nghĩa là cắt đứt sự sinh già, bệnh chết, chấm dứt sự tái sinh, trở lại thế gian, dù sự trở lại ấy là tốt đẹp, lợi ích cho mình và cho người, phải không? Ông vua Mi Lan Đà, sau khi ông tán thán những điều mà tỳ kheo Na Tiên phân giải,
Ông lại thắc mắc, thế tại sao tôi lại còn nghe thấy Đức Thế Tôn dạy rằng các tỳ kheo cũng nên phải cắt đứt cái sự rơi đi? Nếu bây giờ tôi rơi mà tôi rơi bằng pháp thì sao? Tôi rơi bằng pháp là tốt đẹp chứ phải không? Tôi rơi tôi có pháp, tôi bỏ thân này tôi có giáo pháp, tôi có giới pháp của Phật. Tôi được tái sinh làm người, làm trời, giàu sang phú quý, làm vua, làm quan, mà đẹp đẽ sang cả, tốt chứ phải không? Tốt. Thế thì tại sao Phật lại còn dạy là các tỳ kheo, các ông cũng nên cắt đứt cả sự rơi đi? Thế là thế nào? Thứ nhất là rơi bằng phi pháp là mình không nên rồi, nên rơi bằng pháp. Nhưng bây giờ Phật lại dạy là bằng rơi bằng pháp cũng bỏ đi, mà cắt luôn không còn rơi nữa. Không còn rơi nữa mới hay cơ. Phật là phải đặt đến mục tiêu không rơi, không rớt nữa. Cái Na Tiên mới nói, Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn đã thuyết với pháp tuần tự và thứ lớp. Đầu tiên, Ngài dạy các tỳ kheo đừng để cho mình rơi đi bằng phi pháp. Sau đó là nên rơi đi bằng pháp. Rơi đi bằng pháp có lợi ích cho mình và tha nhân, như Đại Vương đã hiểu rồi. Tuy nhiên, cứu kính của Sa Môn Hạnh không phải dừng lại ở đó, vì rơi đi bằng pháp vẫn còn đau khổ và phiền não. Muốn được an vui tuyệt đối thì cần phải cắt đứt luôn sự rơi đi, nghĩa là không còn cả sự sinh ra kia nữa, Tâu Đại Vương. Đấy, Na Tiên mới dàn trạch chỗ này. Đức Phật khi thuyết pháp cho tứ chúng thì Ngài dạy theo tuần tự thứ lớp, cũng giống như Ngài truyền giới thì giới của Phật tử tại gia khác, giới của Phật người xuất gia khác. Wow. Phật tử tại gia còn sống cái đời sống thế gian thì chỉ thực hành năm giới là đủ rồi: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối láo và không nghiện ngập. Phải không? Đó. Nhưng mà đi xuất gia rồi thì không phải năm giới này, mà là 10 giới, 250 giới, 348 giới khác. Mỗi cái cấp độ nó một khác, với mục đích của từng giới khác nhau. Người Phật tử tại gia còn sinh hoạt thế gian, cái mong muốn ấy có thể là còn chỉ là mong muốn cuộc sống được tốt lành thế thôi, chứ có khi chưa nảy sinh cái nhu cầu được giải thoát. Và thì Đức Phật dạy cái giới, cái pháp cho mình phù hợp với mục đích của mình. Đó, với mục đích của mình. Thầy nhớ trong kinh có câu chuyện ông Cấp Cô Độc ấy, tức là cái ông Đức Ông này này. Ông là một đại hộ pháp của Phật, giàu có. Đấy, chính ông ấy mà là cúng tiền vàng để lát đất, mua rừng ấy để xây tinh xá, cúng Phật và chúng tăng đấy. Cái phước báu của ông lớn lắm. Thế nhưng mà khi ông ấy hấp hối đó, thì Ngài A Nan có đến giáo khai thị giáo thuyết cho ông ấy. Thì Ngài A Nan này khai thị cho ông ấy, để dẫn tâm cho ông là ông sinh lên cõi trời. Thế thì về thì Phật có quả, Phật quả ông. Với như ông Cấp Cô Độc này này, thì phải khai thị dẫn cho ông để ông đắc quả thánh, chứ không phải là chỉ sinh lên cõi trời. Nghe không? Vì ông không phải là cái người còn mong cầu cuộc sống phú túc ở thế gian này nữa. Ông giàu quá đi rồi, ông sướng quá, ông còn thiếu gì cả. Nhưng ông này phải dạy cho ông, nghe không? Mà thật tâm của ông ấy là ông cầu giải thoát, chứ ông không phải cầu sung sướng nữa, cầu cái hưởng cái dục lạc thế gian nữa. Đó, dù là cõi trời cũng vẫn gọi là thế gian. Nghe không? Đấy, thầy nói để đại chúng thấy. Thế nhưng mà qua cái này để các Phật tử chúng ta sẽ định hướng trong cái bài mà sám hối sáu căn đó, Hòa Thượng Thích Thanh Từ có dịch đấy. Trong 12 lời nguyện có một cái nguyện gọi là dẫu làm sao? Gọi là hiểu suốt nhưng mà bỏ tam thiên. Biết rõ cõi trời là sung sướng, nhưng mà Phật tử chúng ta vẫn nguyện bỏ cả tam thiên, không sinh lên cõi trời. Và nguyện là sao? Một là sinh về cõi Phật, hai là đắc quả giải thoát, chứ không cầu sinh lên trời, làm ông trời cố tiên sung sướng, hết tuổi thọ lại rớt xuống trần gian. Xuống trần gian rồi, rồi lại đau khổ, lại đọa lạc.
Thế cho nên ở đây ấy, Na Tiên mới nói Đức Phật mới dạy nâng cấp lên đến cái mức là phải cắt đứt sự rơi, không còn rơi rớt nữa. Thì chúng ta đi tiếp. Ông vua mới nói là xin Đại Đức giảng rộng kỹ cái điều này. Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, còn rơi đi là còn sinh trở lại, còn sinh trở lại là còn biết bao nhiêu cái đau khổ mà chúng sinh phải gánh chịu như một cái gì tất yếu, nghiệt ngã. Đại Vương hãy nghe một số những cái lỗi khổ kéo theo cái sự sinh ra của chúng ta. Khi chúng ta sinh ra đời là lập tức sẽ kéo theo những cái khổ này, những cái khổ này đây. Khổ thứ nhất là sự khổ do thân thể suy nhược, già yếu, gọi là khổ về già yếu và bệnh tật. Các Phật tử lớn tuổi đây thì bắt đầu cảm nhận thấy rồi, già suy, vào mắt thì mờ, răng thì rụng, tai thì điếc, gối thì mỏi, lưng thì còng, cái gì nó cũng chán hết đấy, rất chán. Hình sắc thì tiều tụy, chẳng còn đẹp đẽ gì cái tuổi 70-80 nữa, không tô son điểm phấn, bây giờ có chát son điểm phấn vào cũng chẳng thấy đẹp gì cả đâu, nghe không? Nó hình sắc tiều tụy, chán. Thứ hai là khổ do bệnh hoạn, ốm đau. Bệnh thì khổ rồi, ai cũng thấm lắm rồi, chỉ là đau mắt rắt răng thôi ta thấy cũng khổ lắm, chứ đừng nói những cái bệnh lớn, ung thư, sida, rồi bệnh này bệnh kia, khổ lắm. Cái khổ do thân thể tan rã, hủy diệt, tử vong, cái khổ của chết, của già, bệnh, chết. Cái khổ do sầu khổ, thương nhớ. Cái khổ do khóc than, uất ức, yêu thương phải chia lìa. Cái khổ do trái ý, nghịch lòng. Có chỗ khác, Đức Phật lại dạy đến những cái khổ kéo theo như khổ do phải gần gũi, thân cận với người mình không ưa thích, tức gọi là oán táng hội khổ. Cái khổ do xa cách biệt ly với người mình yêu thương, gọi là ái biệt ly khổ. Cái vật mình sở hữu như tài sản vật thực bị tổn hao mất mát, phát sinh, đấy cũng là cái khổ, gọi là mất của đấy, mất của khổ. Ngoài ra còn rất nhiều sự khổ phát sinh do sợ hãi, như là sợ hãi do giới của mình thọ trì mà bị hư hoại, sợ sẽ phải tái sinh trong cảnh khổ, sợ hãi vi phạm pháp luật của nhà vua, phép nước mà bị trọng tội, tử hình, tù ngục, sợ hãi bị kẻ trộm cắp, cướp của, giết người. Cái này bây giờ trong xã hội mình là rất sợ. Đấy, nó chả phải gì đâu, nó còn dám xông vào cướp cả ngân hàng, cướp, xông vào nhà ta, giết nhà người ta đấy, Quảng Ninh mình cái vụ vừa rồi đấy, đấy, vào giết cả mấy bà cháu đấy. Đấy, để chúng nghe rồi, hình như năm ngoái năm kia gì đấy, đó, rất khủng khiếp, cái nỗi sợ này rất sợ, cho nên bây giờ để cho các cụ già ở nhà một mình, con trẻ ở nhà một mình cũng rất là lo, nỗi lo nhiều cái lo, rồi bây giờ sợ cái gì đại chúng, đi ra đường nó bắt cóc mình này này. Đấy, trên báo vừa rồi đăng rất nhiều vụ bắt cóc, không chỉ trẻ con, kể cả người lớn bắt cóc. Mà thầy đã mấy lần nhắc nhở đại chúng lên hết sức cẩn trọng cái này. Ngồi cạnh, lên xe buýt chẳng hạn, hay là ngồi xe khách ấy, ngồi cạnh mà thấy người ta mà phải cái gì mà mình tự nhiên thấy choáng choáng cái là mình phải biết ngay, nó phải thuốc mê vào mặt mình. Đấy, cho nên là cũng nhiều người cẩn thận là bắt đầu lên là đeo khẩu trang. Mà đi cạnh người nào mà thấy những cái mùi nó lạ làm cho mình choáng cái mình phải cẩn thận ngay. Đấy, có một cháu sinh viên mà đi đường, thế rồi một cái cậu này nó đến, nó chỉ nhờ thế, nó bảo là nhờ bạn cái điện thoại của nó bị này, bạn xem hộ cái. Thế trong cái điện thoại của nó đã tẩm cái thuốc mê rồi đấy. Thế bé này cầm lên cái là thấy nó choáng luôn. Đấy, hít phải cái thuốc mê, choáng, thế là nó hai ba đứa nó xuống đến, nó bế thốc lên xe máy. Đấy, thế thì may con bé nó kêu la, nó dãy được xuống, mọi dân người ta chạy đến. Chứ không là nó bắt đi, thì nó gọi là bán mổ nội tạng đấy. Rất là tệ, bắt nó trắng trợn luôn. Đấy.
Hôm rồi con có cái nó ra giữa chợ nó cướp con người ta đang bế trên tay, cướp bắt cóc trẻ con chạy đi. Bây giờ như vậy đấy. Đấy, thưa đại chúng, nhiều cái rất là lo. Người lớn đi ra ngoài cũng phải cẩn thận nha, không phải không đâu. Vì cái tình trạng bán nội tạng bây giờ nó rất là nhiều, rất là nhiều. Một quả thận là bao nhiêu trăm triệu, nó bán ngay. Đấy đại chúng thấy, con người ta từ cái tham lam nó sinh ra tàn ác, ác hại, không kể cái gì cả. Cho nên quý Phật tử nhắc con, nhắc cháu, đi ra ngoài hết sức cẩn thận. Nào, cẩn thận vô cùng. Cái chuyện nó bắt cóc người để nó mổ nội tạng là có, phải hết sức cẩn thận. Sợ hãi bị nạn lửa, sợ hãi bị nước lũ. Wow. Đấy, vừa rồi chúng ta bị rất nhiều cái đợt thiên tai, lũ quét, lũ cuốn vào. Rất là khổ đấy, mất hết tài sản, không còn gì cả. Sợ hãi sóng to, thuyền chìm đắm. Sợ hãi cá dữ, nước xoáy, cá mập. Sợ hãi bị chấm dứt mạng sống, vân vân. Rất nhiều cái nỗi lo sợ khi chúng ta sinh ra ở cái đời này. Cuộc đời chúng ta lo lắng, sợ hãi, đau khổ nhiều hơn niềm vui. Cho nên Phật dạy đời là biển khổ. Một chữ này chúng ta suy gẫm để chúng ta thấm thía. Chẳng vui gì đâu. Wow. Chẳng vui gì cái đời này. Tâu Đại Vương nói tóm lại, không biết bao nhiêu là những thống khổ khi còn phải tái sinh trong thế gian này. Trong thế gian này, còn sinh ra trong thế gian này là phải chịu khổ như thế đấy. Ví như dòng chảy từ Hy Mã Lạp Sơn của con sông Đại Hằng đã cuốn theo mình nó không biết bao nhiêu đất đá, cát sỏi, cành cây, vân vân, cả xác chết các sinh vật. Cũng vậy, dòng sinh tử ái hà chảy xiết ấy, nó cũng đầy rẫy những nỗi thống khổ không thể đếm được. Chính những thứ sợ hãi lớn, vô lượng quả báo, nghiệp mà chúng sinh phải gánh chịu khi còn quẩn quanh trong vòng luân hồi, nó tạo ra các sự thống khổ kia. Tâu Đại Vương, còn sinh, già, bệnh chết là còn đau khổ, phiền não. Muốn chấm dứt đau khổ phiền não để đạt được hạnh phúc siêu thế là đạo quả Niết Bàn, thì phải cắt đứt sự sinh, diệt tắt sự tái sinh. Đức Thế Tôn dạy cho chư tỳ khưu các hàng thanh văn vượt qua con sông sinh già bệnh chết là vì lẽ ấy. Đại Vương đã hiểu rõ tại sao Đức Phật lại dạy các tỳ kheo hãy cắt đứt sự rơi chưa? Đó. Na Tiên nói chốt với ông vua Milan Đà. Đấy, tại sao Đức Phật lại dạy chúng ta phải cắt đứt sự rơi? Và dù là rơi bằng pháp đi chăng nữa cũng phải nên cắt đứt. Chúng ta thực hành giới, thực hành pháp, và thực hành giới của Phật, có thể được một cái tái sinh tốt đẹp, làm người giàu sang phú quý, hoặc sinh lên chư thiên sung sướng hưởng lạc, nhưng hết phước rồi lại đọa xuống thôi. Và sinh ra dù là cõi người hay cõi trời cũng chịu vô vàn cái nỗi khổ. Làm vua vẫn khổ, vua trời cũng khổ. Đấy, vua trời cũng già rồi cũng chết, thưa đại chúng. Đó. Nhiều vị vua trời mà trước khi chết là sợ lắm. Có một cái ông trời, ông trước khi chết ông thấy ông sẽ đọa làm con lừa, ông hết vía luôn. Đấy. Hết phước cõi trời rồi, ở trên đấy ăn chơi nhảy múa hết phước, chết đọa làm con lừa, đang làm vua cõi trời mà chết làm lừa, thưa đại chúng. À, thế rồi có khi cái kiếp này làm vua cõi người, chết tái sinh kiếp sau làm thằng ăn mày, người ăn mày. Cho nên không phải những cái người ăn mày ăn xin là kiếp trước không có những người đã từng làm vua đâu, thưa đại chúng. Những cái ông ăn mày ăn xin mà kiếp trước làm vua, bây giờ là ăn mày là xin, là phải xin xôi gấc cơ, hiểu không? Tức là ông gọi là sống sang quen rồi. Cho nên kiếp này là bị hết phước làm ăn mày, nhưng mà ăn mày thì vẫn đòi sang lắm, nghe không? Xin được là ông vào ông ngất nghèo, ăn rất là sang. Ngày xin được cái 100, 200 là tối là phải ăn nhậu đà hoàng. Ông quen cái kiếp trước ông làm vua rồi, nên đại chúng
Thầy nói vui cho nên ăn mày cũng có những người đã từng làm vua mà tái sinh quả báo hết phước phải ăn mày đấy. Thì này chúng thấy có khổ không? Lăn lộn trong cái cõi này khổ vô cùng khổ. Đấy. Cho nên Phật mới dạy tốt nhất là chúng ta cắt đứt sự rơi, không còn phải tái sinh nữa. À, chúng ta sẽ do nguyện mà sinh. Nếu chúng ta mà có đầy đủ công đức phước báo thành tựu và được quả vị thì chúng ta nguyện tái sinh lại khác, chúng ta không có khổ, mà dẫu vào tất cả các cảnh mà không phải là khổ, do nguyện mà sinh để cứu độ chúng sinh là khác. Còn cái người mà bị nghiệp mà sinh thì nhất khoát phải thấy khổ, không thể khác được. Thưa đại chúng, đó. Thì vua Milanda mới nói: thưa đại đức, rất rõ rồi ạ. Như thế Đức Thế Tôn đã thuyết về lý vô sinh theo một cách khác, có phải không? Thì Na Tiên đáp: tâu đại vương, đúng thế. Đó. Tức là chúng ta phải đạt được vô sinh. À, vô sinh không phải là không còn sinh ra, mà sẽ do nguyện mà sinh ra, không phải do nghiệp mà sinh thì gọi là vô sinh. Đó. Thì kính thưa đại chúng, đó là bài kinh hôm nay. Thì qua cái bài kinh này, chúng ta cũng thế, quý thầy rất mong các quý Phật tử sẽ thứ nhất tu tập thực hành giới pháp của Phật, học hiểu giới luật giáo pháp của Phật, và để mình thực hành cho nó đúng, cho nó tốt. Chỉ giới không phải vì kiêu mạn, vì cầu danh cầu lợi. Chúng ta thực hành giới như thế nào cho nó chân thật, gọi là có giới có đức, để chúng ta được một sự rơi có pháp tốt lành. Nhưng mà hơn nữa là chúng ta phải phấn đấu đến cái chỗ là cắt đứt sự rơi, không còn tái sinh luân hồi nữa cơ, mới là mục tiêu cứu kính của mình. Và mong làm sao các Phật tử cũng phát sinh được cái này. Cái này đương nhiên đối với tăng ni là bổn phận rồi đấy, phải tu và phải tu tiến đến cắt đứt sự rơi. Khi đã phát nguyện xuất gia cắt cạo bỏ mái tóc này là phải nguyện ra khỏi tam giới, là cắt đứt sự rơi rồi. Còn với quý Phật tử, quý thầy cũng mong mỏi các quý Phật tử sẽ phát khởi được. Tuy rằng có thể hiện kiếp này chưa làm cho mái tóc thôi rơi được, nhưng mà cũng có thể khởi sinh được cái tâm nguyện ước làm sao không kiếp này thì kiếp sau con cũng sẽ mái tóc là không bay, thôi bay, thầy gọi thôi bay, để tiến tới sự cắt đứt sự rơi. Mà cái rơi này Phật gọi là hữu lậu đấy. Hữu lậu, lậu tức là rơi rớt, còn lậu là còn rơi rớt, còn dò dỉ, chúng ta không bị rơi rớt dò dỉ nữa. Đó, thì đó là điều mà quý thầy rất là mong mỏi, mong đại chúng là hoan hỷ và tinh tấn thực hành. A Di Đà Phật. Bây giờ thời gian còn lại, thầy xin trả lời các câu hỏi. Còn nợ một đống các câu hỏi lần trước đây này, nhiều lắm. Vì mấy lần cúp điện cho nên thời gian nó bị trễ mất ít phút. Có một bạn con nick là Minh Huy nói rằng: bạch thầy, tên của con là Trần Minh Huy, ở địa chỉ thôn 5 thị trấn Sa Thầy, thành phố Kon Tum. Con muốn hỏi quý thầy rằng gia đình con nghèo khổ, cha thì sáng say chiều xỉn, mẹ thì làm nông khổ, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng lúc nào cũng bị cha hành hạ đánh đập. Đến một ngày thành thơi là mẹ con bị đau khắp cơ thể,
vì bị cha đánh. Con mong Thầy giúp con câu nói đi, chớ tình hình mẹ con rất yếu. Thưa Thầy, em không biết là bạn Minh Huy này có theo dõi chương trình trực tuyến của chùa không? Nha. Thì giờ Thầy cũng xin chuyển cái lời đến mẹ của Minh Huy. Nha. Tức là cô phải biết mình ở trong hoàn cảnh như vậy thì đấy là nghiệp quả của mình. Nhá. Mình có một người bạn đời không có được như ý, người ta hay đánh đập hành hạ mình thì cũng là nghiệp quả của mình đấy nhé. Cho nên Thầy mong cô cố gắng nhẫn và thành tâm sám hối, nghe không? Phải nhẫn đấy, khi trả nghiệp ai cũng phải nhẫn, không bao giờ lúc trả nghiệp mà lại vui được đâu, phải nhẫn, phải chịu khổ đấy nhé. Thì thôi nhẫn đi, biết là nghiệp của mình phải trả. Rất là may là cô có cậu con trai Minh Huy này biết thương mẹ, thế là rất tốt rồi. Thì Thầy mong cô là nhẫn đi nhé, cố gắng nhẫn rồi thuốc men để cho nó khỏe, để mà làm. Thế rồi sẽ dần dần mà lựa học Phật Pháp, nghe không? Rồi sẽ cùng với con, bàn với con cái cách để mà giúp cho chồng mình chuyển hóa nha. Câu hỏi thứ hai của Nick có tên là Đinh Thị Ban. Kính bạch Thầy, thực hành năm giới đơn giản vậy, sao con khó thực hành quá? Nếu chỉ được có bốn giới thì con có hy vọng kiếp sau được làm người không ạ? bạn Đinh Thị Ban này hỏi, thực hành có năm giới mà con thấy khó, có khó không các Phật tử? Khó chứ, đúng không? Vừa nãy Thầy nói rồi, khó. Năm giới không phải là dễ đâu. Thầy chỉ nói một cái giới gọi là nói dối thôi. Mình hay phạm lắm đấy, hay phạm lắm. Cho nên Phật tử Đinh Thị Ban hỏi là thực hành năm giới là khó là đúng rồi. Nếu chỉ thực hành bốn giới thì có hy vọng kiếp sau được làm người không ạ? Tất nhiên thưa đại chúng, thực hành bốn giới vẫn có thể tái sinh làm người, nhưng cái chính báo nó không được đầy đủ tốt đẹp như thực hành đầy đủ năm giới. Với Phật tử tại gia thì Đức Phật có chia ra, nếu chúng ta giữ được cả năm giới thì gọi là mãn phận ưu bà tắc, ưu bà di. Thực hành được ba giới thì Phật gọi là thiểu phận ưu bà tắc, ưu bà di, vẫn có cơ hội tái sinh làm người nhé. Nhưng mà mình sẽ bị khuyết thiếu một cái phần phước báu nào đó. Ví dụ trong năm giới này, Thầy nói rằng là năm giới này là mình giữ được bốn giới, riêng cái giới trộm cắp là mình không giữ được, phải không? Bốn giới kia mình giữ được, giới trộm cắp vẫn cứ phải, tay vẫn phải đi lấy đồ của người, ăn trộm ăn cắp, thì có thể vẫn tái sinh làm người, nhưng mà rất nghèo khổ. Và người này đẹp đẽ, mạnh khỏe, cũng rất là thông minh, sáng suốt, ăn nói mọi người cũng nề lắm, nhưng mà nghèo, vô cùng nghèo, không có tiền của. Đấy, vì thiếu cái phước báo do lòng đi trộm cắp. Thì trộm cắp thì quả báo nghèo khổ. Có thể vẫn làm người một người như vậy. Nhá. Đó. Thế cho nên ở đây Thầy nói là năm giới mà thực hành đầy đủ thì tái sinh làm người đầy đủ ngũ phúc. Đó. Chứ không phải là chỉ có thực hành năm giới đầy đủ mới được sinh làm người. Đúng không? Đó. Cái đó không hẳn. Cái nick thứ ba của bạn tên là Đoàn Quang Quân hỏi rằng, kính bạch Thầy, Thầy cho phép con được hỏi ý nghĩa của việc các quý Thầy ngày chỉ ăn một bữa, đêm lại ngủ trong rừng ạ. Con xin thành kính tri ân Thầy. Bạn Đoàn Quang Quân hỏi là, đây hỏi về chư Tăng của chùa Ba Vàng chúng ta. Đây thì đối với chúng tỳ kheo của chùa, các Thầy thì đang thực hành là ngày ăn một bữa. Ở đây Thầy cũng nói chỉ trừ khi nào lao động nặng, vất vả thì Thầy cho uống thêm bột hoặc là uống sữa. Còn bình thường thì sẽ ăn ngày một bữa. Thế và đêm thì ngủ trong rừng. Cái này là trong thanh quy của chùa, đối với chúng tỳ kheo thôi nhé, tỳ kheo. Còn chúng dưới, chúng hình đồng, chúng sa di thì chưa phải thực hành cái pháp này.
Thì tối chúng tỳ kheo vào trong rừng thực hành pháp thiền định, tu tập ở trong rừng. Cái này là cái việc tu tập, việc của chúng tăng. Không phải bây giờ ở chùa Ba Vàng mà thời Đức Phật thì chư tăng cũng vẫn thường thực hành. Chư tăng thường ngủ dưới gốc cây, thường vào trong rừng, vì rừng trong rừng nó cái môi trường nó rất tốt cho việc tu tập, nó rất tốt tốt. Còn thực hành ăn ngày một bữa là đúng với tinh thần của tỳ kheo thời Đức Phật nha. Nick có tên là Thảo Nguyên hỏi rằng: Kính bạch Thầy, năm nay con 35 tuổi. Cho con hỏi được, người Phật tử tại gia phải tu thế nào để được giải thoát trong kiếp này ạ? Trong lòng con luôn nghĩ tới giác ngộ giải thoát mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Kính mong Thầy giảng cho con được hiểu. Bạn Thảo Nguyên này hỏi là muốn là làm sao để Phật tử tại gia tu mà được giải thoát trong kiếp này. Thì kính thưa đại chúng, Phật tử tại gia hay người xuất gia tu tập thì nó đều phải có tuần tự thứ lớp, không ai có thể nhảy cóc được. Không ai là chưa học hết lớp 1 mà đã đòi nhảy lên học đại học, trừ những trường hợp thần đồng tái sinh hoặc còn nhớ được kiến thức tiền kiếp. Thì ở đây cũng giống như là các vị Bồ Tát tái lai, họ có thể tái sinh, họ rất nhỏ nhưng họ có thể đã chứng đắc đạo quả thì không nói. Còn tất cả phàm phu chúng ta thì phải có thứ lớp. Nghe không? Bạn Thảo Nguyên mà muốn giải thoát ngay trong kiếp này thì bạn cũng phải tu tuần tự thứ lớp, từ thực hành giới luật của người Phật tử tại gia, học hành giáo pháp, ứng dụng cho người Phật tử tại gia tu tập, tu học nhân quả, cho đến thực hành kinh thập thiện, học kinh Bát Đại Nhân Giác. Thực hành kinh Bát Đại Nhân Giác là cái kinh dành cho Phật tử tại gia là chính đấy. Thế rồi sau đó tiến tới mình sẽ làm sao? Mình học lên, tu tập lên các phần cao hơn, cũng có thể đắc được giác ngộ giải thoát. Thế nhưng mà với tinh thần như giáo lý Nguyên Thủy nói thì Phật tử tại gia không đắc quả A-la-hán thôi, nhưng mà đắc sơ quả cho đến tam quả thì vẫn là giác ngộ, vẫn là giải thoát, chưa toàn phần thôi. Nghe không? Đó. Thế thì Phật tử phải tu từ từ từng bước nhé, từng bước học từ từ, tu từ từng bước, chứ không thể nhảy cóc được. Nick tên là Tâm Phan hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con đã được về chùa tu bát quan trai 6 lần, nhưng cứ đến buổi chiều là con bị đau đầu và không nghe được Thầy giảng trọn vẹn. Vậy đó có phải là oan gia trái chủ tác động hay do nguyên nhân gì mà lần nào cũng vậy? Con xin Thầy chỉ dạy cho. Bạn Tâm Phan hỏi rằng bạn ấy về tu tập mấy lần và buổi chiều hay bị đau đầu. Thứ nhất, cái này phải tìm hiểu xem về bệnh lý cơ thể có bệnh gì không nhé. Có những người có những cái loại bệnh ấy, nó thường đau về chiều hoặc đau về tối hoặc đau về buổi khuya. Đấy là mỗi loại bệnh nó có những cái chu kỳ khác nhau thì phải đi khám bệnh. Thế còn nếu mà do nghiệp báo thì cũng có, trong Kinh Phật cũng có kể có những cái nghiệp nó hành chúng ta, phải không? Những cái người trong tiền kiếp thường buổi sáng làm việc thiện, buổi chiều làm việc ác. Và ví dụ sáng thì đi ra lò mổ để sát sinh, chiều về nhà thì lại đi chùa để lễ Phật, tụng kinh. Cái nghề của người ta là như vậy. Thì sau tái sinh ra, nếu được làm người, thì người ấy buổi sáng bao giờ cũng đau đớn, khổ não, đau đớn kinh khủng, không biết là bệnh gì. Chiều thì lại thấy nhẹ, thảnh thơi, ít bệnh, là cái nghiệp nó cũng nên trổ ra theo cái chu kỳ mình đã gây. Đại chúng thấy không? Đấy, cái người mà sáng đi sát sinh là ra làm ở lò mổ, chiều về quần áo khăn gói lên chùa tụng kinh lễ Phật tu tập. Thế thì cứ cái nghiệp như vậy, những kiếp sau sinh ra tái sinh, nếu Thầy nói được làm người nhé, thì cứ buổi sáng là tự nhiên mình cứ đau đầu bệnh hoạn, khổ ghê lắm, không hiểu vì sao. Chiều thì lại thấy hết, lại thấy người nó khỏe,
đi hỏi cũng giống như bạn này đấy. Đấy là cái bệnh do nghiệp hành, nghiệp hành. Rồi có thể do oan gia trái chủ hành. Thế thì trước hết thì đối với bạn Tâm Phan này, Thầy khuyên là đi kiểm tra sức khỏe đã nhé. Sau khi kiểm tra sức khỏe thấy không có vấn đề gì thì chúng ta mới tính đến chuyện là có do nghiệp hay oan gia trái chủ không nhé. Nick Thu Nguyễn hỏi rằng, kính bạch Thầy, con mong Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Sắp tới là dỗ hết của mẹ con, gia đình chúng con muốn đưa mẹ con về thờ chung với bát hương gia tiên. Hiện tại gia đình con đang thờ mẹ con một bát hương riêng. Con mong Thầy chỉ dẫn gia đình con phải làm gì, làm như thế nào. Thì đối với cái việc này Thầy cũng đã có nhiều lần nói rồi, nghe không? Với tinh thần đạo Phật chúng ta thì cái việc mà lập ban thờ cho vong linh người thân của chúng ta mất ấy, thì cũng chỉ nên đến 49 ngày, quá lắm là đến 100 ngày. Nghe không? Thường Thầy đi thì cho Phật tử hết 49 ngày là chuyển bát hương đó, chuyển cái bát hương đó về chung với gia tiên được rồi. Nhé. Trong 49 ngày, theo Kinh Địa Tạng ấy, thì vong linh còn đi đi lại lại. Nếu không bị đọa, không bị đọa vào ba đường ác, tức là không bị đọa địa ngục này, không tái sinh làm súc sinh, còn làm ngã quỷ cô hồn, thì sẽ đi đi lại lại về nhà nghe kinh, nghe kệ, thọ hưởng sự cúng dường của con cháu. Cho nên trong 49 ngày này chúng ta thờ di ảnh để chúng ta tụng kinh, làm phúc, cúng dường cho hương linh. Còn hết 49 ngày thì chúng ta nên chuyển bát hương đó về với gia tiên được. Đây là dỗ hết rồi, mấy năm rồi, nghe không? Thế thì cái này là chuyển về là cái việc bình thường nhé. Thế thì các quý Phật tử, bạn Thu Nguyễn này này, nếu mà gia đình mà thành tâm thì sẽ thỉnh Chư Tăng về để hướng dẫn, hoặc là liên lạc trực tiếp có Thầy hướng dẫn để làm lễ chuyển bát hương của mẹ về với gia tiên. Con nick là Tấn Phổ Nguyễn hỏi rằng, con chào Thầy ạ, con là Nguyễn Tấn Phổ. Câu hỏi của con, năm nay con 27 tuổi, hiện đang làm việc tại một công ty gần nhà. Gia đình gồm ba anh em trai và ba mẹ. Hiện tại con rất muốn vào chùa để xuất gia, tu tập, nhưng lại cảm thấy không yên tâm vì ba mẹ nay đã già. Con lại chưa báo hiếu phụng dưỡng gì mà đã muốn xuất gia. Con cảm thấy có lỗi, vậy con phải làm sao ạ? Con xin tri ân Thầy. Bạn Tấn Phổ Nguyễn hỏi rằng, bạn ấy muốn đi tu, nhà thì những ba anh em trai, có bố mẹ già. Thì cái việc này Thầy cũng nói rồi, xuất gia là cái việc đại sự đối với đời người chúng ta, việc lớn đấy, không phải việc nhỏ. Và thực sự cái người mà được thuận duyên xuất gia thì không phải là nhiều, được bố mẹ đồng ý, gia đình đồng ý cho đi xuất gia là rất ít. Bản thân Thầy đi xuất gia cũng là vô cùng gian khổ, khó khăn vô cùng, chứ không đơn giản. Cho nên là phải lập chí, lập nguyện nhé. Và mình phải thấy thế này, nhất là bạn này thì có ba anh em trai cơ mà, chứ không phải nhà con bột. Thì cái thực sự mà nói, cái duyên để xuất gia vẫn là rất là, vẫn là có thuận đấy. Mà vì mình đi thì còn các em. Đó. Thế cho nên bạn Tấn Phổ Nguyễn này bây giờ phải lập chí nhé. Thứ nữa là nghĩ rõ ràng mình đi xuất gia thật sự mới là chân thật báo hiếu cha mẹ đấy. Chứ không phải ở nhà cơm dẻo canh ngọt là đã đầy đủ chữ hiếu đâu. Với đạo Phật thì xuất gia chân thật tu hành thì người đấy mới là báo hiếu cha mẹ đầy đủ đó. Nhá. Thì Thầy khuyên bạn phải nuôi trí và học hiểu giáo lý Phật cho nó hiểu thật rõ để cho có đầy đủ cái dũng lực mà phát nguyện xuất gia. Nhá. Con nick tên là Hạnh An hỏi rằng, kính bạch Thầy, thời mạt Pháp có một số những vị tu hành luôn nói lấy giới làm đầu, giảng Pháp, thuyết Pháp cho hàng Phật tử nghe. Nhưng chính bản thân họ, ngay cả năm giới của hàng Phật tử, họ cũng không giữ được. Con kính bạch Thầy, sau này họ sẽ phải chịu quả báo gì? Và những người Phật tử theo những vị Thầy đó đã gieo nhân gì mà hiện tại phải gặp những vị sư đó ạ?
Bạn Hạnh An hỏi câu hỏi này cũng là một câu hỏi mà cũng rất là nhiều người quan tâm đó, nhất là Phật tử. Bây giờ trong cái thời mạt pháp này, đúng thật trong hàng ngũ tăng chúng mà tu hành, cái người nói về giới thì cũng có và không phải là ít, nhưng mà thực hành giới thì thật là ít. Cho nên Phật tử này thấy có những vị thầy, vị sư có thuyết về giới, nhưng mà bản thân họ thì năm giới của Phật tử cũng chưa thực hành được. Đấy, khi thấy sư vẫn hút thuốc, vẫn uống rượu, chơi bời, cờ bạc, đủ thứ, không giữ được. Thế cho nên vừa nãy Thầy nói là Phật tử họ bị mất tín tâm là thế. Đương nhiên những vị này, nếu mà phạm vào giới của Phật và không biết ăn năn sám hối sửa đổi tu tập thì phải đọa chứ. Quả báo là phải đọa lạc. Trong luật Phật thì nói rất rõ, giới nào, đọa lạc thế nào, bao nhiêu kiếp, ở địa ngục nào, nói rất rõ rồi. Nghe không? Và đối với người xuất gia, khi mà làm cho Phật tử tại gia họ đổ vỡ đức tin thì cái tội đấy mình cũng phải mang đấy, chứ không phải không đâu. Làm cho người ta thứ nữa, ở đây bạn Hành An này hỏi là những Phật tử đi theo những vị thầy đó là do làm sao, họ gieo nhân gì mà họ phải gặp những sư đó. Tất nhiên ấy, nếu mà kiếp này mà ta phải gặp những sư như vậy, sư thì tà kiến phá giới, thì mình cũng biết là mình phải có cái cộng nghiệp với các vị này rồi, mình cũng phải có những cái nghiệp không lành rồi. Nghe không? Nếu mình có nghiệp lành, mình sẽ gặp được minh sư, gặp được thiện hữu tri thức, gọi là thầy sáng bạn hiền. Còn mình nghiệp không lành thì mình sẽ gặp phải những vị sư tà kiến, có khi dạy cho mình những cái pháp tà. Đó, dạy cho mình những pháp tà rồi không giữ giới, bày cho mình rất nhiều cái trò phá giới. Đó, thế thì mình phải biết những Phật tử như thế, những người như thế đều có những cái nghiệp không thiện nhé, mới gặp những duyên thế. Cho nên những người Phật tử này nếu mà được biết đến Phật pháp chân chính thì phải thành tâm sám hối, phát nguyện cho con gặp được minh sư nhé, nguyện đời đời kiếp kiếp con gặp được minh sư. Thế mà muốn như thế thì mình cũng phải quay về chính tâm mình nữa, phải tìm hiểu giáo lý của Phật, không thì mình vẫn dễ gặp lắm, dễ gặp các tà sư lắm. Có Phật tử tên là Lê Đức Anh hỏi: Bạch Thầy, như bài Thầy vừa giảng giải cho chúng con rằng lợi ích của người thực hành giới pháp, giới luật của Phật thì đi vào nơi có đông đại chúng không sợ hãi, nhưng có nhiều người, trong đó có khá nhiều bạn trẻ, đi vào nơi có đông người hoặc đứng trước đông người thì hay có cảm giác ngần ngại và cũng có đôi chút lo sợ. Vậy những người đó có phải là do không giữ giới của Phật không ạ? Nếu có thì con thỉnh Thầy chỉ dạy cách để những người đó có thể thoải mái và tự tin khi ở trước đám đông ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Bạn Lê Đức Anh này đang theo dõi trực tuyến trên mạng, cho nên bạn nghe Thầy giảng ở trong Kinh Mi Tiên thì bạn hỏi luôn. Nghe không? Là có những bạn trẻ đi vào chỗ đông người thì rụt rè e sợ. Vừa nãy thì trong Kinh có nói lợi ích của người thực hành giới, trì giới. Nghe không? Ở đây là Phật nói người thực hành giới, trì giới tốt đẹp thì họ khi vào chỗ hội chúng đông đảo họ không có cái tâm lý sợ sệt. Phải không? Chứ không phải Phật nói là những người có tâm lý sợ sệt là những người không trì giới. Không hẳn như thế. Nó, cái mệnh đề này nó không phải là có cái điều ngược lại. Cái người có thực hành giới tốt đẹp nhé, thuần thục tốt đẹp, thực hành giới sáng suốt thì họ vào trong hội chúng đông đảo họ không sợ hãi. Nghe không? Thế nhưng mà ở đây ấy, không phải là lật ngược lại là người sợ hãi là người không trì giới, không hẳn. Trẻ con này nó vào chỗ đông nó cũng sợ hay sao? Phải không?
trẻ con đã biết gì đâu. Yeah. Mà chúng ta đây này, có thể chúng ta chưa trì giới, nhưng mà ta vào chỗ đông ta vẫn sợ, mặc dù ta cũng không phạm tội gì. Wow. Ta vào chỗ đông người ta vẫn sợ. Nhớ thì cái này, bạn Đức Anh này, Lê Đức Anh này là chưa hiểu cái ý của lời Phật dạy. Phật chỉ nói là ai thực hành giới luật tốt thì vào hội chúng đông đảo không sợ hãi. Chứ Phật không nói rằng là những người sợ hãi là những người không trì giới, nghe không? Hay là những người không trì giới là vào đấy là sẽ phải sợ hãi. Không phải. Thế thì cái này, cái việc tâm lý để mà làm sao đứng trước đám đông không sợ hãi, nó là cả một cái việc xử lý tâm lý cũng khá dài nhé. Thì cái này Thầy sẽ có một cái chương trình, bạn Lê Đức Anh hôm nào có duyên hoặc là Thầy sẽ trả lời cái bài này sau. Cái này là kỹ thuật ở trước công chúng làm sao không sợ hãi nhé, không sợ hãi. Thế tại sao cái người họ trì giới thanh tịnh, họ vào trong chúng đông đảo họ không sợ hãi? Nãy Thầy nói rồi, cái người mà trì giới thanh tịnh là tâm họ rất sáng suốt, nghe không? Họ rất tự tại, mà dù cái gì ấy, vì họ đã định được cái tâm họ rồi, mà định tâm thì không sợ hãi. Thường chúng ta khi mà tâm mình không định cho mình vào chúng đông mình sợ hãi, mặc dù mình không phạm tội gì cả, nhưng mà tâm mình không định cho mình vào mình loạn hết tâm lên là sợ. Thế còn cái người đã thực hành giới thanh tịnh ấy, là tâm họ định, định thì họ sáng suốt. Dù là thế nào, một chú bé mà giới của nó thanh tịnh được tâm, nó trì giới tốt thì nó không có gì sợ. Hỏi gì nó đáp đấy, nó rất vô tư. Nghe không? Nhưng mà mình thì mình tâm mình chưa an định. Mặc dù ở đây Thầy không nói mình trì giới, nhưng mình tâm không an định, chân vào chỗ đông người là mình rất sợ. Nha. Đây, thôi chắc là còn một loạt câu hỏi này Thầy lại phải xin nợ đến buổi sau thôi. Nhiều quá, hôm nay 9:30 rồi. Thầy cứ là con nợ mãi thôi, trả mãi không hết nợ. Thầy sẽ có cái chương trình trả lời trực tuyến, thì các Phật tử có thể về mở cái trang Facebook Thầy Thích Trúc Thái Minh nhé, hoặc là bảo các con cháu nó mở cái trang đấy ra. Thầy thường trả lời trực tuyến ở trên mạng đấy. Trả lời trên mạng cái trang Facebook Thầy Thích Trúc Thái Minh của chùa mình đấy nhé. Thầy rất nhiều các cái thắc mắc của Phật tử gửi về, định kỳ Thầy sẽ trả lời một loạt. Bài hôm nay chúng ta dừng ở đây. A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ nhất hôm nay gửi về hỏi Thầy thế này. Con kính thưa Thầy, vào dịp rằm tháng 7 hàng năm, nơi con sinh sống có một số gia đình làm lễ cúng cô hồn. Sau đó họ ném đồ cúng và tiền ra bên ngoài cho rất nhiều người đang chờ đợi ở bên ngoài để tranh cướp. Vì chủ nhà cho rằng càng có nhiều người đến giật, đến cướp thì càng có nhiều lộc. Mỗi lần như vậy, mọi người lại chen lấn, giành giật, có khi còn đánh cả nhau. Con cảm thấy những hình ảnh đó rất phản cảm, nhưng nhiều người lại nói có ý kiến đồng tình với tục lệ này. Chẳng phải vì đói khát mà chỉ đơn giản là để cho vui và được nhiều may mắn. Đó là một nét văn hóa sôi động và không có gì đáng phàn nàn. Vậy, Bạch Thầy cho con hỏi nên hiểu như thế nào cho đúng về việc giật đồ cúng cô hồn này ạ? Con xin cảm ơn Thầy. Điều này chúng rõ câu hỏi chưa? Bạn này, bạn gửi câu hỏi về, bạn nói là bạn ấy thấy người ta cúng cô hồn xong á, thì người ta tung cái đồ cúng ra cho mọi người đến cướp, nhất là trẻ con. Bây giờ thì kể cả người lớn cũng đến cướp, và họ bảo cướp thế là họ được lộc, họ rất vui. Thế thì cái bạn này thì bạn thấy là nó không được hay lắm. Bạn hỏi Thầy, Thầy bảo cũng có người bảo là cướp thế chả có vấn đề gì, cướp thế là sôi động. Thế thì quan điểm của Thầy như thế nào? Thầy xin trả lời với bạn này như sau, và đại chúng cùng nghe.
Thứ nhất, cái việc mà Phật tử tại gia chúng ta lập đàn lễ cúng cô hồn là cái việc làm tốt như lúc nãy Thầy nói. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy về bổn phận của người đệ tử Phật ở tại gia nên thiết lập năm cái loại hiến tế, trong đó là có cúng cho các cái vong linh đã khuất, rồi cúng cho chư thiên. Đây, cúng cô hồn là cúng cho những vong linh đấy, tức là những người đã mất. Thế như vậy là cái việc làm tốt thôi. Thế và sau khi cúng xong ấy, thì cái vật thực đấy chúng ta đều có thể thọ dụng được, không phải vứt đi. Nhiều người trước đây cứ bảo cúng xong rồi là cái vật ấy vứt đi, rồi bố thí đi, ăn vào nó là mình bị ngu, mới mình bị lọ, bị kia. Cái đó là quan điểm sai, không phải. Vì nếu các vong linh cô hồn họ có thọ là họ thọ bằng hương, bằng cái hương thôi. Đấy, hoặc là họ thọ bằng kể cả cái tưởng do mình cúng cho họ. Mình cúng cho họ. Tất nhiên ấy, không phải là không có chuyện ngạ quỷ họ về họ ăn thật. Có chứ không phải không có. Đấy. Chùa mình cách đây mấy năm trước ở Phú Thọ phải không? Đấy, có câu chuyện nhà bé Trà Linh đó, mà để đồ cúng cho quỷ ấy, trong vong ấy, mà nó ăn thật, cúng hộp sữa ăn hết luôn, uống hết luôn, cúng dưa một lúc sau vào là ăn hết miếng dưa luôn, mà không có ai ở nhà hết đâu, không có người. Đây là câu chuyện thật chứ không phải là chuyện không thật đâu. Thế đây, trong cái loài ngã quỷ thế này, chúng thì có những cái loài ngã quỷ là hiện thân người, giống cái hình dáng của loài người vật chất trên chúng ta. Và có cái ngã quỷ thì họ không hiện thân. Thời Đức Phật cũng rất nhiều ngã quỷ. Ngã quỷ thì nhiều lắm, chúng ta biết rồi. Mà, nhưng không phải là mắt thường chúng ta thấy được. Mà, cho nên chính Đức Phật nói là Ngài cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều ngã quỷ, nhưng mà Ngài chưa nói cho đại chúng biết. Vì lúc ấy trong đại chúng chưa có ai tu tập đắc được thiên nhãn. Sau này khi Ngài Mục Kiều Liên đắc thiên nhãn rồi, Ngài chính Ngài Mục Kiều Liên nhìn thấy các ngã quỷ. Ngài về bạch với Phật thì Phật nói là ta đã thấy những chúng sinh này, nhưng vì chưa có ai thấy cho nên ta không nói, nói sợ các ngươi không tin, phỉ báng thì các ngươi mắc tội. Đấy, thưa đại chúng, cho nên chúng ta không phủ nhận cái thế giới vô hình được. Thì ở nhà bé Trà Linh đấy là có cái con ngã quỷ này, nó về ăn luôn, ăn hết luôn đấy, chứ không phải là cúng mà không ăn đâu. Nghe không? Đấy, thế thì tất nhiên cái phần mà sau khi chúng ta cúng xong rồi còn lại thì chúng ta có thể thọ thực cách bình thường, hoặc chúng ta bố thí cho mọi người. Thì ở đây á, bạn này bạn phản ánh về cái chuyện cái vị thí chủ này sau khi cúng cô hồn xong thì tung hết cái vật phẩm cái đảo trong cái đàn tràng đàn thí đấy ra ngoài cho mọi người ta cướp, và lấy làm rất là vui, đứng ngắm mọi người cướp rất là vui. Thế thì ở đây Thầy xin có quan điểm thế này. Cái chuyện mà mình bố thí thì là tốt rồi, cúng cũng là tốt, bố thí cũng là tốt. Nhưng mà bố thí như thế nào để cho mình có phước báo? Bố thí mà mang cái tính chất gọi là thí cùi cho như thế thì phước báo không phải là lớn. Khi chúng ta bố thí thì chúng ta được phước báo lớn là chính chúng ta phải tôn trọng cái người nhận của thí của mình. Nghe không? Chúng ta bố thí mà gọi là giống như thí cùi ấy, thì không được, nó không được phước báo nhiều đâu. Đấy. Cho nên chúng ta tuy rằng đem cho, nhưng cho với tất cả cái lòng tôn trọng, kính trọng cái người nhận của mình. Dân Việt Nam mình có câu là gì? Của cho không bằng cách cho, lời chào cao hơn mâm cỗ. Đó. Đấy, dân mình đấy, coi trọng cái đấy, của cho không bằng cách cho. Nếu chúng ta mà cúng xong, chúng ta mời tất cả mọi người vào, rồi chúng ta đi phát từng người, người cái bánh, người cái kẹo, người cái quả, người nắm xôi thì rất hoan hỷ, nghe không? Cho mọi người xếp hàng trang nghiêm mình đến, mình mời các bác, các cô, các cháu vào đây, vâng, bác phát lộc cho, rất là hoan hỷ. Thế còn khi ta tung ra như vậy cho mọi người đến tranh cướp nhau thì chúng ta thấy chúng ta đã gieo cái nhân không tốt đấy. Tuy là bố thí nhưng mà lại gieo nhân không tốt. Đó là gì? Hãy phân tích này chúng mình. Thứ nhất ý, là gieo cái hạt giống tham lam, tranh đấu, hạt giống cướp giật,
vào trong tâm hồn của những cái người nhận đồ thí của mình, đúng không? Nhất là giới trẻ, các cháu mà tung ra thế nó tranh nhau vào, nó cướp. Như vậy đại chúng thấy tự nhiên gieo vào trong tâm hồn các cháu cái hạt giống cướp giật, trộm cướp. Đang nghe các cháu cứ cho vào, ta phát từng người đàng hoàng thì không sao, nhưng mà khi tung lên như vậy thì các cháu nó phải cướp thôi. Cướp thì nó phải tranh nhau, phải chèn nhau, phải chen lấn. Và có phải là ta đã gieo vào trong tâm các cháu hạt giống trở thành kẻ trộm cướp không? Cướp giật không? Thấy không? Thứ hai nữa, làm cho các cháu tăng trưởng cái tâm tham và tâm tranh đấu, đấu tranh. Cái tâm đấu tranh, cạnh tranh, đấu tranh. Tất cả những cái tâm hạt giống tâm ấy đều là bất thiện đó. Sau này đều trổ ra những cái quả không tốt cho các cháu. Mà cái nguyên nhân lại từ mình. Từ mình đó. Đấy, thưa đại chúng. Nhá. Cho nên bố thí không khéo đó, lại là khiến cho người ta tâm tham, cho người ta cái tâm tranh giành, cái tâm đấu đá, cái tâm cướp bóc. Đấy là không tốt. Xét rõ về tâm như thế là mình thấy không tốt đấy. Đấy, đại chúng thấy không? Đấy là về phía cái người nhận thí. Thế còn mình là người thí thì mình lại đang gieo cho mình cái hạt giống gì? Đại chúng thấy, chúng ta nhìn thấy mọi người xúm nhau vào nhặt rồi tranh rồi cướp đánh nhau, mình lại vui mình cười, thế là đang gieo cho mình cái nhân gì? Bàng quang trước cái khổ đau của mọi người. Sau này mình sẽ bị sinh ra, chính mình bị vào những cái chỗ đau khổ mà người ta không cứu mình. Đại chúng hiểu không? Mình nhìn thấy một người tranh giành và mình còn vui, vui trong cái nỗi đau khổ của mọi người, trong cái sự chiến đấu của mọi người. Mình gieo cái nhân ấy, mình đang gieo cái hạt giống ấy vào tâm mình. Đâu có tốt đâu, đại chúng có thấy không? Đó, hạt giống không tốt. Tức là mình sẽ mất đi cái hạt giống từ bi nữa. Vui, mình vui với những cái mà họ tranh giành, họ đấu đá giành giật nhau. Đấy là không tốt. Sau này mình sẽ bị sinh xứ vào cái chỗ không tốt. Thế rồi sao nữa? Mình thấy họ cướp giật cái đồ thí của mình, mình dễ sinh cái tâm xem thường họ, cho họ là những người đói khát mọi giờ, tức là mình kiêu mạn, cũng tự mình cho mình là cao quý hơn. Đấy lại là gieo cái hạt giống kiêu mạn cho mình nữa. Thì kiêu mạn kiếp sau mình lại bị sinh xứ vào chỗ thấp kém. Đấy, đại chúng thấy, cho nên chúng ta đi bố thí, đi từ thiện không phải chúng ta cho người, cái người nhận vật của mình mà mình lại giống như cái người ban ơn cho họ đâu. Muốn được phước báo thì mình phải rất biết tôn trọng họ, xem thường họ mình lại còn bị mất phước gì đấy chứ không phải chuyện. Đấy, thấy không? Ta nghĩ là ta ban ơn, kiếp sau mình lại bị sinh vào chỗ thấp kém. Đó. Vậy cho nên Thầy xét ấy, nếu cái việc cúng cô hồn xong mà bố thí cho mọi người theo cái kiểu tung ra cho người cướp này là không có lợi ích gì cho cái người mà cúng cả. Nhá. Cho nên Thầy khuyên, nếu là Phật tử, chúng ta cúng cô hồn là tốt, còn cái việc phân phát cái lộc đấy chúng ta nên tặng cho làm sao cho đẹp, nghe không? Để sau khi chúng ta bố thí xong, cả người nhận thí lẫn người thí đều đẹp lên thì mới đúng là người con Phật, nghe không? Chứ không phải chúng ta thấy cái họ tranh cướp nhau cho đến đánh nhau mình lại nghĩ là vui, cái đó là sai lầm. Cái đấy là một cái việc làm gieo cái nhân không tốt cho mình và cho người, thì chắc chắn là cái quả báo không tốt sẽ xảy ra. Đại chúng thấy không? Nha. Đấy, nhưng phải tránh. Câu hỏi thứ hai. Kính bạch Thầy, gia đình con làm ăn bình thường, chồng con làm nghề lái xe, cuối năm nào nhà con cũng làm lễ tất niên và lễ cuối năm để sang năm mới, tiện đó con làm lễ cúng chúng sinh luôn. Nhưng con thấy mọi người bảo không được tự cúng chúng sinh, chỉ người mở điện hay làm ở chùa mới được cúng thôi. Mình mà cúng thì các chúng sinh ấy sẽ đến quấy phá gia đình nhà mình. Vậy thưa Thầy, con có thể tự cúng không hay phải mời sư Thầy về cúng ạ? Từ trước con hay tự cúng rồi thì có làm sao không ạ? Kính mong Thầy giải đáp giúp con. Đây cũng lại câu hỏi về cúng, cúng cô hồn, cúng chúng sinh đấy, tức là cúng cô hồn đấy. Thì Thầy xin trả lời thế này, cũng giống như câu hỏi trước, cái việc cúng chúng sinh hay cúng cô hồn là việc làm tốt. À, trong kinh nói là có phước báo. Đây là cái việc có tâm bố thí, mình có cái phước báo của cái tâm bố thí. Thế thì cái việc cúng này
Bạn ấy sợ ở đây người ta nói là mình không cúng được, thì không phải, mình vẫn có thể cúng được. Không phải chỉ thầy cúng mới cúng cái việc này được, mình cũng có thể cúng. Đây cũng là cái việc bổn phận mà. Trong kinh Tăng Chi Đức Phật đã dạy. Thế còn nếu mình mời được các sư thầy, người xuất gia có giới đức mà đến cúng cho mình thì chắc chắn là tốt hơn. Vì các thầy có giới đức và các thầy còn khai thị cho vong linh. Và nhờ cái giới đức của các thầy mà các vong linh họ được chuyển hóa, họ kính, họ chuyển hóa, chắc chắn nó sẽ tốt hơn. Đấy, thế còn nếu không có thì mình tự cúng cũng vẫn được, không nhất thiết phải mời thầy cúng. Và cái việc vong linh nó đến nó quấy phá mình thì cũng không phải như vậy. Vong nó quấy phá mình, nó phải có duyên nợ với mình, nó mới đến quấy phá mình được. Chứ không phải do mình cúng thí mà họ đến họ quấy phá thì nó không hẳn. Thế nhưng cũng có thể có những trường hợp vong linh họ đến với mình vừa là duyên nợ nữa, rồi họ quấy phá mình, thì cái chuyện đấy là do duyên nợ của mình với họ. Thì chúng ta phải có cách giải quyết riêng cái chuyện duyên nợ, nghe không? Cũng giống như khách nhà mình ấy, mình mời, mình đãi mọi người đến ăn, trong đó thì có những người mình mắc nợ người ta. Người ta đến thì nhân thể đến ăn cỗ tôi đòi nợ ông luôn. Cái chuyện đấy là có, nghe không? Chứ không phải không có. Nhưng cái chuyện đấy là chuyện riêng, không phải do lý do vì mình cúng thí cho họ mà họ đến họ quấy phá mình. Quấy phá phải có nhân duyên, có duyên nợ với mình. Đấy, thế thì Thầy xin trả lời để cho bạn này, bạn hiểu rõ và bạn an tâm. Từ trước đến nay đã cúng rồi thì mà không xảy ra vấn đề gì thì không có gì phải lo cả nhé. Bạn vẫn cúng bình thường nhé. Câu hỏi từ một cái nick Facebook tên là Nguyễn Diệu hỏi này: Kính bạch trên Thầy, con có việc thắc mắc xin được Thầy chỉ dạy giúp con. Con đã nghe nhiều bài giảng của Thầy và được học cách bài trí mâm cỗ chay để dâng cúng ra tiên. Nhưng con không hiểu vì sao mà ta lại chỉ đặt một đôi đũa lên bát ở giữa, còn hai bát ở hai bên lại là một chiếc đũa ạ. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con được hanh thông ạ. Con thành kính tri ân công đức của Thầy. Câu hỏi này Thầy cũng nghe thấy có nhiều Phật tử thắc mắc, nhưng Thầy cũng chưa có dịp để trả lời. Hôm nay bạn này bạn hỏi, Thầy xin trả lời luôn. Thứ nhất là bạn đi có dự những cái lễ cúng chay, thì bạn thấy có bày trên mâm cỗ để cúng cho vong đó, thì có ba bát cơm, thì bát ở giữa thì có một đôi, hai bát hai bên để mỗi bát một chiếc, thì bạn thắc mắc, nghe không? Thì tất nhiên thưa đại chúng, cái việc cúng cấp cho người đã mất ấy, thì nó cũng phụ thuộc vào rất nhiều cái tập tục khác nhau, nghe không? Tập tục khác nhau chứ không phải không. Mà chúng ta người Việt Nam thì ảnh hưởng của cái thọ mai gia lễ rất là nhiều. Đấy. Thì chúng ta thấy ở đây thì Thầy xin giải thích mà theo quan điểm của cá nhân Thầy và cũng theo cái nhìn mà tinh thần của nhà Phật nhé. Thầy thì xin giải thích thế này: chúng ta cúng cho cái vong linh đã khuất đấy, nghe không? Ba bát cơm, bát ở giữa là bát mà gọi là cúng cho vong để đầy đủ một đôi đũa, vì người Trần chúng ta ăn cơm thì vẫn có đũa mà dân mình ăn đũa. Tất nhiên các nước khác họ không cúng, họ không ăn đũa thì chắc họ không cúng đũa đâu, nghe không? Người ta cúng đũa là một đôi để cho vong ăn. Hai bát hai bên, mỗi bát một chiếc. Thì Thầy nghĩ là nó vừa là hai bát hai bên là cân đối, mỗi bát một chiếc ấy, tại sao lại một chiếc? Người ta thường nói là đũa phải có đôi, mà bây giờ đũa mà mất đi một chiếc tức là đũa bị thiếu. Thế thì cái đôi đũa mất một chiếc này này là thể hiện cái sự mất mát, hiểu không? Và đây là gì? Thể hiện cái sự nhớ nhung, thương nhớ của người còn sống gửi cho người đã khuất, mà gọi là mượn vật để tả tình, mượn cái cảnh cái đũa mất một đôi. Đũa phải có đôi mà đũa mất một chiếc rồi. Giống như là vợ mất chồng, con mất cha, nghe không? Cháu mất ông. Đấy, thể hiện cái sự mất đi rồi. Đấy. Cho nên theo Thầy, Thầy nghĩ là cái việc làm này của người xưa có lẽ là gửi gắm cái đấy. Trong cái mâm cúng này, nói là người sống vẫn còn rất nhớ, rất tiếc
người đã khuất. Người đã khuất là mất mát, một sự mất mát, tiếc thương, gửi cái tình cảm đến cho người mất. Hai chiếc đũa hai bên để cho nó cân xứng, nghe không? Đấy, đại chúng hiểu không nào? Cho nên cái nghĩa, cái chiếc đũa này theo Thầy nghĩ chỉ là cái nghĩa tượng trưng, thể hiện cái sự thương nhớ, cái sự tiếc thương, cái sự nhớ nhung trong lòng người sống đối với người đã khuất. Người đã mất đi, người ta rất là muốn mình vẫn còn ở trong lòng người sống. Chứ mà mình mất rồi, con cháu chẳng nhớ gì đến mình, vợ con chả nhớ gì đến mình, người ta rất khổ đấy, thưa đại chúng. Người ta nghĩ là khổ lắm đấy. Đấy là theo cái nghĩ của người, con người chúng ta. À, mình chết rồi nó coi như không, nó chả tiếc, chả thương, chả nhớ gì. Tủi thân lắm, thưa đại chúng. Chết mà không một ai thương xót, không có ai nhớ gì. Đau khổ lắm, thưa đại chúng. Đấy. Cho nên hình ảnh cái chiếc đũa mất một ấy là thể hiện sự tiếc thương, sự nhớ nhung. Trong thọ mai ra lễ này chúng nhớ còn có cái chuyện mà người ta mở cửa mả, ta dẫn con gà mẹ với đàn gà con ra mộ đó, làm lễ. Thế tại sao lại có đàn gà con với con gà mẹ nó? Thế giống như là cha chết mẹ chết thì giống như là gà con mất mẹ, con gà con nó tìm mẹ nó kêu chíp chíp chíp, tượng trưng cho chúng con mất cha mất mẹ giống như con gà con nó mất mẹ vậy đấy, cho nên dẫn đàn gà ra mộ, nghe không? Đó. Hay là cái người ta trong thờ mai ra lễ, người ta cũng thế mà lấy dây chuối để mà buộc lưng này, rồi buộc lên làm cái mũ đội trên đầu. Đấy. Thế là vì sao? Chúng ta biết cái cây chuối ấy, thì khi mà nó ra buồng rồi ấy, nó trổ buồng chín buồng rồi thì là cây chuối nó hỏng, nó chết. Cái cây chuối coi như là xong cái bổn phận. Khi đã trổ ra buồng rồi là cây chuối là sẽ chết, là xong. Đấy. Thế thì cũng vậy, cha mẹ mình thế, sinh con xong, lo cho con xong rồi cha mẹ chết, nghe không? Thế cho nên cái cây chuối nó rất có ý nghĩa. Cái lá chuối, cái tẩu lá chuối nó tả tơi ra. Rất là giống hình ảnh của cha mẹ mình tả tơi một đời vì con. Thế cho nên trong tang ma người ta hay dùng dây chuối này. Cái bàn thờ cũng có lấy cái cây chuối để mà đặt lên hai bên bàn vong đó, có ý nghĩa tượng trưng đấy, thưa đại chúng. Cho nên Thầy nghĩ cái việc hai cái đũa hai bên này đều mang ý nghĩa tượng trưng, thể hiện cái sự mất mát. À, người sống thấy đây là mất mát, cái người đã mất thế này, đây là mất mát, một nỗi mất mát to lớn, nghe không? Đấy, to lớn. Đấy. Thầy nghĩ có lẽ đây là cái ý nghĩa tượng trưng và chính cho cái việc này. Đấy, để chúng ta nhớ là chúng ta khi cúng cho người mất phải nhớ, phải thương, nghĩ đến người đã mất cho họ không bị tủi thân. An ủi, nghĩ rằng người đã mất nhưng vẫn sống trong lòng của người còn lại, người ở lại, nghe không? Tuy nhiên là cũng có một số quan điểm khác, Thầy cũng tìm hiểu thêm một số quan điểm khác. Họ nói là cúng như vậy á, hai cái bát hai bên ấy là để cúng cho gọi là cái vị thần gọi là tà thần quang và hữu thần quang. Khi chết rồi vong linh là có vị thần quang đi theo, cho nên là vong linh về là có tà thần quang, hữu thần quang đến, cho nên hai cái bát này là cúng cho hai cái vị thần ấy. Thần thì không cần phải ăn bằng đũa đôi, ăn đũa một. Đấy. Thế rồi lại có quan điểm thì lại bảo là cái bát chính ở giữa là cúng cho vong linh. Thế còn hai bát hai bên là cúng cho các vong cũ, gọi là ma cũ. Nghe không? Vì ma cũ khỏe hơn ma mới, cho nên chỉ cho ăn một chiếc đũa thôi. Cho một đôi là nó ăn cướp nhăn hết cả phần của vong chính. Họ lý giải thế, cho nên cúng cho vong cũ chỉ mỗi chiếc này để ăn một chiếc thì đại chúng thấy gấp làm sao được, cho nên là phải ăn chậm. Còn ma mới, vong nhà mình mới chết xuống thì cho ăn một đôi nguyên, nghe không? Họ lý giải như thế. Thầy xét thấy nó không có đúng, nhất là cái chuyện bảo cúng cho ma cũ và ma mới, phải không? Vì đây là cái lễ này là
cúng cho chính cái vong này, chứ có cúng cho vong khác không được mời đâu. Mình cúng cho vong nào, vong gia tiên nhà mình hay vong bố mẹ mình là mình bạch rõ ràng rồi, chứ đâu có phải mời tất cả các vong khác đến đâu, mà lại bày hai cái đũa hai bên cho họ. Tôi cúng là cho chính cái vong hôm nay. Đấy, cái mâm cơm này là cúng cho vong linh tôi mời cơ, chứ không phải cho những vong linh khác, nghe không? Đấy, cho nên cái thuyết mà bảo là để cho các vong khác là ma cũ họ ăn nhanh hơn, họ khỏe hơn thì không đúng. Thầy bảo cúng cho thần quang, thầy nghĩ chắc cũng không, nó cũng không đúng cho tinh thần nhà Phật mình. Cho nên ấy, cái tập tục này ấy, tuy nó không phải của đạo Phật thưa đại chúng, nhưng mà thầy xét, nếu xét về ý nghĩa là người còn sống thương nhớ, nhớ tới người đã khuất thì là một đạo lý tốt, đạo lý của tình người, nghe không? Chứ chúng ta người đã mất rồi, ta coi như họ chết là mất hẳn rồi, không còn gì nữa, cũng không thương, không nhớ, thì cái đó không tốt cho chúng ta, không phải là thiện pháp, nghe không? Còn chúng ta nhớ tới người đã khuất, có nhớ mà cúng họ thì phải nhớ đến họ chứ, cúng ông bà, cúng cha mẹ phải nhớ đến bà, cha mẹ. Và chúng ta phải học được cái gì hay tốt, những lời căn dặn của ông bà, của cha mẹ đối với chúng ta, thì cái đó là tốt. Đây cũng là cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, nên duy trì. Chính vì thế cho nên ở chùa mình ấy, thì Thầy cho đại chúng vẫn duy trì cái hình thức này. Những cái gì của người xưa, nếu mà tốt đẹp thì chúng ta có quyền giữ gìn và phát huy. Và cái gì không tốt, không phù hợp, ta có thể bỏ. Không nhất thiết là cứ xưa bày thế nào, nay phải làm như vậy. Quan điểm chúng ta là đệ tử Phật là phải như vậy. Nghe không? Không phải lệ cổ, không bắt buộc xưa sao nay vậy, không phải thế. Cái gì thích hợp, lợi ích à, thì chúng ta dùng và chúng ta phát huy nhé. Cho nên để đại chúng hiểu như vậy cho Thầy, hiểu như vậy và chúng ta nên hiểu như vậy. Thế thôi, chứ nó không có cái gì là kỳ đặc cả đâu nhé. Rồi. Kính thưa đại chúng, tất cả chúng sinh chúng ta luân hồi trong sáu nẻo từ vô lượng kiếp đến bây giờ. Wow. Thay hình đổi dạng không biết bao nhiêu rồi. Khi thì làm người, khi thì làm thú, wow. Khi thì làm quỷ ma, có khi ở trong địa ngục bao nhiêu trăm ngàn vạn năm, rồi tái sinh làm người, rồi cũng có khi thì được sinh lên làm chư thiên, chư thần, rồi lại rớt xuống. Cứ như vậy, cái số lần mà được làm người này, làm chư thiên, chư thần thì chắc là cái tỷ lệ rất là ít. Mặc dù so với vô lượng luân hồi á, thì nó cũng là nhiều, nhưng mà tỷ lệ so với cái lần mà đọa làm súc sinh, làm ngã quỷ vào địa ngục thì nó rất là nhỏ. Đại chúng ạ, chúng ta thường ở ba đường ác, tái sinh được làm thân người như thế này cũng là khó lắm. Trong 20 điều khó Đức Phật dạy, được sinh thân làm người là vô cùng khó. Ví như con rùa mù cả hai mắt mà ở dưới đáy biển, 100 năm nó mới được ngóc đầu lên mặt biển một lần. Trên mặt biển có một cái khúc gỗ, cái khúc gỗ này nó có một cái lỗ hổng, nó trôi lênh đênh theo gió tứ phương ở trên mặt biển. Cái con rùa mù này 100 năm mới ngóc đầu lên, làm sao mà nó chui được cái đầu nó vào cái lỗ hổng của cái bọng cây đấy? Thì đại chúng thấy nó khó không? Rất rất là khó. Thầy nghĩ có khi còn khó hơn cả chúng xổ số độc đắc ấy. Khó hơn cả chúng xổ số độc đắc. Cái mặt biển nó mênh mông như thế, một con rùa lại mù cả hai mắt, chẳng nhìn thấy gì, mà 100 năm mới ngoi đầu lên mặt biển một lần. Làm sao mà nó lại chui được vào cái lỗ hổng của cái bọng cây lênh đênh ở trên mặt biển đấy? Khó quá. Đấy, Phật nói được thân người khó như vậy đấy, thưa đại chúng. Chúng ta được thân người này khó lắm. Thế cho nên được thân người là quý lắm. Trong lục đạo, thân người là quý nhất đấy.
Đối với Phật Pháp thì thân người là quý nhất, vì từ nơi thân người chúng ta có thể thăng hoa, tiến lên, siêu nhập, hiền thánh. Và các Đức Phật, Như Lai đều thành Phật trong cái kiếp làm người. Chắc các Ngài không thành Phật khi ở thân trời hay ở thân của các cõi khác. Đều thành Phật trong thân của loài người. Thế biết là thân người thật là khó. Thế mà nay ta được cái thân người rồi, thì đại chúng nhớ mình phải quý cái thân này. Quý nó và phải biết dùng nó làm sao thật lợi ích nhất. Đó. Lỡ một khi mất thân người rồi, không biết bao nhiêu kiếp sau mới có thể được tái sinh trở lại làm người. Quý lắm. Là đệ tử Phật phải ý thức được cái điều này. Được thân người là vô cùng khó. Và chính vì thế, chúng ta phải tri ân cha mẹ cũng là từ đó đó. Cha mẹ đã cho chúng ta cái thân này, dù cha mẹ mình có thế nào, thưa đại chúng. Đấy, trong kinh Báo Hiếu Phật dạy, chính vì mình được cái thân này là từ nơi cha mẹ, cho nên mình phải tri ân cha mẹ. Dù cha mẹ mình có thể là người không tốt, thưa đại chúng, có thể mình sinh ra cha mẹ vứt bỏ đi chăng nữa, đây Thầy nói thật, nhưng mà nếu mà được cái thân này, mình vẫn phải tri ân. Vì thân người là vô cùng khó, vô cùng hiếm hoi, trong vô lượng kiếp luân hồi mới được cái thân này. Thế cho nên bên đạo Nho á, thực ra đạo Nho thì cũng có những cái nó cũng có cổ hủ. Bên Nho giáo á, trong giáo lý người ta đó, là cái người con hiếu là người ta còn gọi là từ cái mái tóc cho đến cái móng tay, và gọi là thân thể phát phu, giai do phụ mẫu, tất cả đều do cha mẹ. Cho nên có nhiều người bên đạo Nho là người ta còn không cắt tóc, không cắt móng tay, vì người ta nghĩ đây là tài sản của cha mẹ cho. Người ta để tóc, người ta để móng tay. Để có những người ta quan niệm như vậy, người ta chân quý. Cái tâm đó là cái tâm tốt, vì thân thể của mình từ cha mẹ cho mình, cho nên họ rất bảo trọng, rất giữ gìn, không dám xem thường. Người đệ tử Phật thì phải có cái tinh thần quý trọng cái thân này. Quý trọng nhưng mà để làm gì? Để phải dùng nó để mà tu dưỡng đạo đức. Đấy, cái lý luận ở chỗ này là như vậy. Chứ không xem thường nó, không làm cho nó bị tàn hại, cho nó hỏng cái thân này đi. Ta sống buông thả, ta làm cho thân này nó tiều tụy, tàn tệ cái thân này đi, thì đó là ta bất hiếu với cha mẹ, coi thường công lao cha mẹ đấy. Đó. Thế cho nên khi mà ta làm sao cha mẹ đau đứt ruột là vậy đấy. Con mà sứt chân sứt tay, một cái tai một cái nạn gì đến với con là cha mẹ đau hơn là cắt ruột là vậy. Cái đó, cái đạo lý ở chỗ này. Trên thân người quý lắm, thưa đại chúng. Và dù còn trẻ, và không phải là chỉ già mới biết bảo trọng cái thân này, mà tuổi trẻ phải bảo trọng thân này. Thanh niên tuổi trẻ phải rèn luyện vào giữ gìn sức khỏe, lành mạnh thân tâm, bảo trọng cái thân này. Chứ bây giờ thanh niên ấy, Thầy cũng nghe nhiều người ta nói đấy, toàn ra ngoài nghĩa địa thì các cụ, là người ta gọi các cụ 80 tám mấy rất nhiều. 80 tám mấy là sinh năm 1980, 1980 rất nhiều. Phải không? Thanh niên thì ngồi hút thuốc lào, cụ già thì đi tập thể dục. Đấy. Bây giờ như vậy đấy. Thanh niên bây giờ xem nhẹ cái thân thể này, nó bạc nhược. Nếu một cái thế hệ thanh niên tới đây, tương lai tới đây mà không rèn luyện, không biết bảo trọng, quý trọng cái thân thể này, thì đất nước chúng ta cũng ảnh hưởng. Phải không? Cái lớp thanh niên như thế không có trí tuệ, làm sao xây dựng đất nước được tốt? Phải không? Tương lai đất nước ở đâu?
Đó. Đây Thầy chưa nói đến đạo lý của Phật Pháp. Mà chúng ta biết vậy thì chúng ta phải trân quý cái thân thể này. Biết bảo trọng nó, giữ gìn nó cho nó được lành mạnh, phát huy, tức là dùng nó được hết, Thầy gọi là dùng hết được công suất của cái thân này. Các bậc vĩ nhân thế, cái thân này họ dùng hết công suất đấy, tận dụng cho đến ngày cuối cùng, đến hơi thở cuối cùng. Nó phải sinh ra được lợi ích, không những lợi ích cho mình, cho gia đình, mà cho xã hội, cho cộng đồng. Cái thân của mỗi người là như vậy đấy. Chúng ta nhìn có rất nhiều cái tấm gương mà những người người ta tàn phế, nhưng người ta vẫn dùng được cái thân người ta làm lợi ích được rất nhiều. Đấy, thế giới có cái anh chàng Nick Vujic đấy, mà hai tay coi như là cũng không, hai chân gần như cũng không. Thế mà anh ta lại nổi tiếng, làm được rất nhiều việc. Mình phải học, mình phải học. Ở Uông Bí thì có anh Sơn Lâm, mà cũng là ảnh hưởng chất độc da cam, thân thể anh cũng rất là thiệt thòi, nhưng mà cũng làm được lợi ích rất nhiều. Đó, bây giờ đi thuyết trình để khích lệ mọi người phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn. Đấy, thế người ta gọi là tàn mà không phế, không có phí. Thế thì chúng ta, mình mới biết qua cái này, chúng ta thấy quý trọng cái thân mình. Trong vô lượng kiếp luân hồi, được cái thân người này là vô cùng quý. Ai ai cũng phải bảo trọng. Bảo trọng nó không phải là để ngắm cho nó đẹp, mà giữ gìn nó để mà tu dưỡng, làm lợi ích cho mình, cho mọi người. Và đặc biệt là làm sao được lợi ích giải thoát. Cái đó là cái mà Phật Pháp chỉ dạy cho chúng ta. Cái thân như cái bè để qua sông vậy. Mình mặc dù cái bè tuy nó chỉ là phương tiện qua sông, nhưng không có nó là mình không qua sông được. Cái sông rất là cuộn chảy, nó rất là rộng, nó rất là nhiều cá dữ, mà mình không có cái bè này không qua sông được. Cho nên được thân người là khó. Đại chúng nhớ, ai ai cũng thế. Và cho nên cái chương trình, cái mục tiêu của Chùa Ba Vàng, Thầy có đặt ra đối với chúng tăng là cái thứ nhất là cái việc tu học của đại chúng đặt lên hàng đầu. Thứ hai là hòa hợp của đại chúng. Và thứ ba là sức khỏe. Sức khỏe chính là rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh, cho lành mạnh. Và có sức khỏe, thân thể lành mạnh thì nó được lâu dài. Lâu dài để chúng ta có cơ hội mà tu tập. Đấy đại chúng. Nên thì khi mất thân người rồi thì thật là khó được lại. Khó lắm. Đại chúng thế, không ai được xem nhẹ cái việc này. Kể cả tuổi trẻ, đừng nghĩ rằng mình không mất thân. Và đó, tuổi trẻ, tuổi nào cũng có thể mất thân bỏ mạng như thường. Không phải đợi đến già đâu. Cho nên trong cái tứ tướng sinh, lão, bệnh, tử, không phải ai cũng trải qua hết tất cả bốn giai đoạn này. Có người không có lão, phải không? Sinh ra cái, phải không? Rồi là còn trẻ măng đã chết rồi. Đấy. Chứ có lão đâu. Có người là chỉ có thế thôi. Sinh rồi, bệnh, chết. chưa đầy lão. Nhá, cho nên thanh niên ấy, cái tầng lớp thanh niên bây giờ phải hiểu được cái điều này để mình trân quý cái tài sản cha mẹ cho. Mà nói thật đấy là mình cũng phải làm sao? Phước duyên lành mới được thân người. Nó tồn được những cái phước duyên lành, tổng báo của mình để được thân người này là không phải dễ đâu. Hiếm lắm. Chắc chiêu bao nhiêu kiếp, gom góp bao nhiêu kiếp, được một chút phước đức mới sinh thân làm người, từ nơi nhân duyên cha mẹ cho mình. Thế mà mình xem thường nó, đại chúng thấy mình thật là dại dột. Đó, cho nên ý, chúng ta phải biết quý trọng cái thân này. Thì thân người là khó như vậy. Khi mất thân người, chúng ta phải đi trong sáu nẻo, phải vào sáu nẻo. Nếu chưa đắc quả giải thoát, bắt buộc phải theo nghiệp mà đi. Thưa đại chúng,
Thì cái bài kinh này nói đến sự rơi, chính là nói đến cái chuyện chúng ta vào khi bỏ cái thân người này này, chúng ta đi đâu đấy. Giờ Thầy mời đại chúng cùng vào văn kinh. Khi ấy Đức Vua Milan Đà mới hỏi Tỳ Kheo Na Tiên thế này: Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn có thuyết rằng: Này các thầy Tỳ Kheo, các thầy đừng nên để cho thân các thầy rơi đi bằng phi pháp. Nếu có rơi thì cũng nên để cho rơi bằng pháp. Lời tuyên bố ấy có đúng chăng? Và nghĩa của nó là thế nào hả Đại Đức? Ông Vua Milan Đà, ông hỏi Tỳ Kheo Na Tiên thế này. Ông nói rằng Đức Phật có dạy các Tỳ Kheo thế này. Phật nói: Các thầy Tỳ Kheo, các thầy đừng nên để cho thân các thầy rơi đi bằng phi pháp. Đừng để cho thân này rơi đi bằng phi pháp. Nếu có rơi thì các thầy nên để cho cái thân này rơi đi bằng pháp. Đấy, như vậy để chúng ta rõ nhé, một đằng là rơi đi bằng phi pháp, và một đằng là rơi đi bằng pháp. Đó. Pháp và phi pháp là thế nào? Pháp ở đây chính là giáo pháp, là giới pháp Đức Phật truyền dạy cho Tỳ Kheo, cho chúng ta. Đấy là pháp đấy. Đừng để cái thân này rơi đi bằng phi pháp. Để chúng ta nghe Na Tiên trả lời. Tâu Đại Vương, lời tuyên bố ấy chính là của Đức Tôn Sư, và nghĩa của nó là như sau: rơi đi, té xuống, rơi xuống là câu nói thuộc về pháp ngữ, hàm chỉ cái thân của chúng sinh phải sinh lại, phải tái sinh. Nghĩa là nếu có sinh trở lại thì nên sinh bởi pháp, chứ không nên sinh trở lại bằng phi pháp. Đó, Na Tiên nói rõ nghĩa của cái sự rơi đi này, giải ra cho Vua Milan Đà biết. Tức là nói cái sự bỏ cái thân người này, tái sinh trở lại, được tái sinh trở lại bằng pháp, nhờ giáo pháp của Phật, không phải do phi pháp mà tái sinh. Phi pháp tức là không có pháp, là bất thiện pháp mà tái sinh. Đó. Chúng ta bỏ thân này rồi chúng ta đều sẽ tái sinh, mà bắt buộc phải tái sinh, thưa đại chúng. Chứ không phải như quan niệm ta bảo chết là hết. Chết không phải là hết, chết rồi đi tái sinh. Nhưng mà tái sinh ở cõi nào? Tái sinh trở lại làm người, hay tái sinh làm con bò, hay tái sinh làm con ngạo quỷ, hoặc là sinh vào địa ngục, vào đọa, sinh vào địa ngục hay ta gọi là đọa vào địa ngục. Đó. Đấy, đấy là cái đi đấy. Chết thì ai cũng phải chết, mà đi đâu mới là điều đáng lo. Và đấy, tất cả Phật tử chúng ta đều phải nhớ cái điều này. Chết ai cũng phải chết, cho nên nói chết thì sợ cũng không được, không sợ cũng không được, phải chết hết. Nhưng mà cái lo nhất mà chúng ta có thể làm được là chết rồi ta sẽ đi về đâu. Cái đấy là cái chúng ta có thể lo được, có thể làm được. Còn cái chết ta không thể nào chống cự được, không thể chối bỏ, trốn tránh nó được. Nghe không? Đấy, cái nào không thể trốn tránh được thì ta phải chấp nhận. Nhưng cái nào ta có thể thay đổi được thì ta phải cố gắng. Cái thay đổi được là ta đi đâu đó. Ta chết rồi ta đi đâu? Vào tái sinh vào cõi nào là ta có thể thay đổi được, quyết định được do ta. Đấy. Thì ở đây cái chữ rơi này, Na Tiên nói chính là cái sự tái sinh trở lại này. Bỏ thân này rồi, tái sinh trở lại. Nếu bằng phi pháp
thì ra sao? Còn nếu tái sinh trở lại nhờ vào Pháp thì sao? Đó. Ông vua mới lại hỏi, thưa Đại Đức, thế nào là không nên sinh lại bằng phi Pháp và nên sinh lại bằng Pháp? Na Tiên mới nói, Tâu Đại Vương, có Pháp bằng Pháp nghĩa là tái sinh trở lại có giới, phi Pháp không có Pháp nghĩa là không có giới. Ở đây Na Tiên nói cái chữ Pháp này diễn giải ra, cái Pháp này là giới Pháp. Đó. Giống như quý Phật tử nhờ giữ năm giới, vào khi bỏ cái thân này, tái sinh trở lại, chắc chắn về với cõi người. Nghe không? Thực hành năm giới được đầy đủ, tái sinh trở lại về cõi người. Còn không tu tập năm giới, làm các ác nghiệp, bỏ thân này, phải tái sinh vào đọa xứ, vào súc sinh, địa ngục, ngã quỷ. Đó. Để cho nên đây Na Tiên nói rõ là giới bằng Pháp nghĩa là có giới, phi Pháp nghĩa là không có giới. Nói cách khác, Đức Thế Tôn muốn giáo giới đến chư tỳ khưu hãy tinh tấn hộ trì giới, thu thúc lục căn, làm cho thân, khẩu, ý được thanh tịnh, thì các đời sống trong tương lai sẽ được an vui, hạnh phúc. Đó. Na Tiên nói rõ Đức Thế Tôn muốn giáo giới đến các thầy tỳ kheo là các thầy phải thọ trì giới, giữ gìn giới, biết thu thúc lục căn, làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh, thì các đời sống trong các kiếp tương lai sẽ được an vui, hạnh phúc. Đó, đại chúng thấy. Ấy là cách nói nên rơi đi bằng Pháp. Cái chữ nên rơi đi bằng Pháp được diễn nghĩa ra, đó là phải thực tập giới, thu thúc lục căn và giữ gìn thân khẩu ý cho thanh tịnh. Và thì bỏ thân này, tái sinh thân sau được vào chỗ an vui, hạnh phúc. Đấy, nếu chúng ta rơi đi bằng Pháp sẽ được như vậy. Nếu trái lại, sống mà không hộ trì giới bổn, không thu thúc lục căn, thân khẩu ý buông lung, phóng dật, thì các kiếp vị lai sẽ gặt lấy kết quả đau khổ, phiền não. Ấy là cách nói rơi đi bằng phi Pháp. Nghe không? Rơi đi bằng phi Pháp. Rơi vào như thế nào? Rơi đi bằng Pháp hay rơi đi bằng phi Pháp? Chúng ta phải chọn lựa. Ông vua Mi Lan Đà mới hỏi, thưa Đại Đức, vậy giới luật quan trọng như vậy hay sao? Thưa đại chúng, chúng ta cũng đã được nghe và giảng nhiều về giới. Vào giảng mãi về giới cũng không bao giờ là thừa. Chúng ta cũng thường hay quên lắm, thưa đại chúng. Giới luật là nền tảng đạo đức, không những là của con người mà của cả Phật Pháp đấy. Cho nên ấy, Đức Phật mới dạy, giới luật mà còn thì Phật Pháp còn, giới luật mà diệt thì Phật Pháp cũng diệt. Mà cái điều này đối với chùa mình thì Thầy đòi hỏi rất là cao. Tăng chúng và Phật tử phải thực tập giới luật. Đó. Giới luật như ngọc báu, trong kinh nói như ngọc mani, như ngọc như ý vậy đó. Rất là quý. Nếu mà chúng ta tu Phật Pháp mà chúng ta bỏ qua giới luật thì không thể nào thành tựu được. Đấy, thưa đại chúng, trong kinh Đức Phật dạy lợi ích của giới, nó có 10 cái điều lợi ích thế này. Thứ nhất ý, là đối với tăng chúng thì nhiếp thủ ư tăng. Nhiếp thủ ư tăng nghĩa là
làm cho tăng đoàn được kiện toàn. Đấy, tăng đoàn hoặc giáo hội Phật giáo của chúng ta mà không thực hiện, thực hành giới luật, chư tăng buông lung không thực hành giới luật, thì tăng chúng không bao giờ được vững mạnh cả. Nhờ thực hành giới luật, tăng chúng, tăng đoàn mới vững mạnh được, chư tăng mới hòa hợp, mới có sức mạnh được. Đây là tổ chức của một đoàn thể. Chúng ta biết đoàn thể hay một tổ chức nào, họ cũng phải có nội quy, có quy định, có luật của họ. Thì tăng đoàn cũng thế, cũng phải có luật, có giới để điều tiết, để chi phối cái hoạt động, cái sống cộng đồng tăng lữ. Nếu mà tăng chúng không thực hành luật, không thực hành giới của Phật, thì tăng đoàn cũng rời rã, không có gì liên kết với nhau, không có sức mạnh. Đấy là cái điều thứ nhất mà Phật gọi là nhiếp thủ ư tăng. Đấy, giữ gìn chư tăng, nhiếp chúng tăng. Đó. Thứ hai là linh tăng hoan hỷ. Tức là nếu chư tăng mà thực hành giới luật thì sẽ làm cho đại chúng hoan hỷ. Hoan hỷ. À, ai ai cũng thực hành giới luật thì tăng chúng đều hoan hỷ, nhìn thấy nhau là quý. Ở đây Thầy nói dễ hiểu lắm, giống như các quý Phật tử cũng thế, con mình, đứa nào nó cũng nết na ngoan ngoãn, nhìn thấy mặt nó là mình thấy vui rồi, nghe không? Còn cái thằng con mà nó bố láo vào, mà lừa đảo vào, mất dạy, bất hiếu, nhìn thấy mặt nó là mình buồn rồi, vào, giàu rồi, nhìn thấy nó là buồn, là khổ. Thế cái đứa con mà nó ngoan ngoãn, hiếu thảo, nết na vào, nó thương cha, thương mẹ, nhìn thấy nó là hoan hỷ, mong ngóng con về lắm. Đấy, thì chư tăng trong tăng đoàn cũng thế. Nếu chư tăng ai mà hành trì giới luật thì trong tăng đoàn hoan hỷ với người đấy, thường hoan hỷ với người đấy. Đó, gọi là linh tăng hoan hỷ. Thứ ba là linh tăng an lạc. Tăng chúng mà giữ gìn giới luật thì cả tăng đoàn được an lạc. Cũng giống như đoàn thể chư tăng chùa mình, mà tất cả chư tăng chư ni ai cũng thực hành giới luật, thì tăng chúng an hòa, an lạc. Đấy, nhờ thực hành giới luật, tâm trí nó cũng được an định. Mà tâm trí an định thì an lạc nó cũng sẽ đến. Đó, đấy là phải thực hành giới luật. Giới luật. Thứ tư là linh vị tín giả tín. Cái lợi ích thứ tư là linh vị tín giả tín, nghĩa là giúp cho những người nhờ thực hành giới luật, chư tăng thực hành giới luật, thì giúp cho những người chưa tin Tam Bảo thì họ sẽ khởi tâm tin kính Tam Bảo. Đó, nhờ chúng ta đến chùa mà nhìn thấy chư tăng trang nghiêm, vào đức hạnh trang nghiêm, tự nhiên mình sinh cái tâm tin kính Tam Bảo, vào kính tín Tam Bảo. Đã đến chùa hay ra đường mà gặp một thầy tăng lôi thôi lếch thách, đánh nhau chửi nhau với dân, vào đó, thì chúng ta còn kính tín Tam Bảo không? Nó mất đi cái lòng kính tín. Đấy, rõ ràng như vậy. Cho nên cái việc chư tăng mà thực hành oai nghi giới luật nó vô cùng quan trọng để giúp cho Phật Pháp được hưng vượng, là như vậy đấy. Thứ năm là dĩ tín giả linh tăng trưởng. Dĩ tín giả tức là giúp cho cái người mà đã có lòng tin rồi thì lòng tin của họ càng được tăng trưởng. Đấy, giống như quý Phật tử chùa mình sau 3 ngày mà lên núi thực hành tu tập trên rừng thì hiểu được các thầy ở chùa tu tập thế nào. Trong cái buổi tổng kết cuối cùng thầy được dự, rất nhiều cảm xúc vào, nhiều Phật tử khi phát biểu với tất cả cái nỗi lòng xúc động, nghẹn ngào, rơi nước mắt, cảm động. Vì mình có qua cái khổ này, mình mới thấy cái khổ của các thầy khi thực hành Pháp, gian khổ. Tự nhiên mình kính yêu và tin trọng tăng chúng rất nhiều, tăng trưởng thêm lên, tăng trưởng thêm lên. Đó là như vậy. Chư tăng càng giới luật tinh khiết
thì Phật tử càng dày tín tâm, giúp cho cái đức tin của Phật tử không lung lay. Đó, cho nên cái này nó vô cùng là quan trọng. Nhiều Phật tử họ đi đến chỗ này đến chỗ kia, họ gặp phải những chư tăng không giữ giới luật, họ mất lòng tin, họ buồn khổ vô cùng. Đi hai chùa ba chùa đều gặp như vậy, họ thối tâm tu đạo luôn, không tin Phật pháp nữa luôn. Đó. Kính thưa đại chúng, bản thân thầy Thái Minh lúc chưa đi tu cũng là một Phật tử, mà Phật tử cũng thuần thành yêu quý Tam Bảo lắm. À. Cho nên ấy, mình biết được nếu mà một ai làm cho mình đổ vỡ lòng tin thì nó khổ vô cùng, mình khổ vô cùng. Cái người người ta mất lòng tin Tam Bảo là người ta mất gần như có thể mất hết ấy. Người ta không tin Tam Bảo nữa thì sau này làm gì còn cái duyên để cho người ta được gặp Phật pháp nữa. Nó mất đi đấy. Rất thiệt thòi. Tức là mình làm khổ người ta lắm lắm. Không phải chỉ khổ một kiếp này. Tam Bảo là hải đảo cho chúng sinh, là thuyền bè cứu vớt chúng sinh. Mà bây giờ mình lại để cho họ rời hẳn cái thuyền bè này giữa cái biển mênh mông này thì sao? Họ chìm đắm, chìm xuống tận đáy biển chứ không phải không. Rất khổ đấy. Cho nên làm tăng mà mình không quyết chí vào tu trì giữ giới vào thì mình làm khổ chúng sinh vô cùng, thưa đại chúng. Rất là khổ. Họ mất lòng tin, họ đau khổ. Có khi họ phỉ báng Phật pháp nữa thì cái tội phỉ báng đấy họ còn đọa lạc xuống nữa cơ, thưa đại chúng. Đó. Thế cho nên ấy, tất nhiên thầy nói tăng chúng, nhất là thời nay thì đang đều còn là phàm phu tăng, còn tu tập. Cái chuyện phạm lỗi, kể cả phạm giới, không thể nào mà nói là không có. Nhưng nhà Phật dạy phép sám hối, chúng ta phải biết thực hành pháp sám hối, tu tập sám hối ăn năn, chuyển hóa mình lại được trở lại. Và từ nay trở đi mình nguyện giữ gìn giới pháp của Phật, bảo vệ chính pháp thanh tịnh, và mình sẽ trở thành người thanh tịnh. Đại chúng hiểu không nào? Đó, nhưng mà bản chất chư tăng phải biết kính trọng giữ gìn giới luật. Trừ khi mình do nghiệp mà phạm thì mình phải ăn năn và sửa đổi, vẫn giữ được cái thanh tịnh. Đó. Thì đại chúng thấy giới luật nó quý như vậy đấy. Cái điều thứ sáu, nhờ thực hành giới luật thì làm sao? Nan điều giả, linh điều thuận. Tức là giúp cho những cái người mà ương bướng, khó điều phục. Thì nếu một đại chúng tăng mà hành trì giới luật thì cái người đó cũng sẽ được điều phục. Khi một tăng chúng, một tập thể, ai ai cũng tôn trọng giới luật, thực hành nghiêm khắc, thì cái người mà ương bướng, phá nghịch đấy, người ta cũng sẽ dần dần được quy thuận, được điều phục. Đấy gọi là nan điều giả thì linh điều thuận. Cái điều thứ tám là nhờ thực hành, hành trì giới luật mà giúp cho chúng ta đoạn được cái hiện tại hữu lậu. Ngay trong hiện tại đoạn trừ được hữu lậu. Thực hành giới có thể ngay trong kiếp sống hiện tại chúng ta chứng đắc thánh quả, đoạn dứt hết tất cả hữu lậu. Thứ chín là đoạn vị lai hữu lậu. Đây chúng ta đây này, chúng ta đang thực hành giới của Phật, chư tăng Phật tử đang thực hành giới luật là sẽ, bây giờ ta chưa đoạn hết phiền não, nhưng mà tương lai sẽ đoạn trừ hữu lậu. Chúng ta chưa hết phiền não, cho nên chúng ta sẽ được cái lợi ích thứ 9 là tương lai sẽ đoạn trừ hết hữu lậu, sẽ chứng thánh quả trong tương lai. À, vì chúng ta còn đang trên con đường thực hành. Có những người ngay kiếp này thực hành giới luật họ chứng thánh quả, dứt trừ hữu lậu. Còn chúng ta đang thực hành vì mình còn nghiệp chướng và phiền não sâu dày, nhưng ta trân quý giới luật Phật, ta thực hành giới luật Phật thì tương lai chúng ta cũng sẽ đoạn trừ dứt sạch hữu lậu. Đấy là cái lợi ích thứ 9 của thực hành giới. Thứ 10
là linh pháp cửu trụ. Nếu tăng chúng và Phật tử đều thực hành giới luật, chân quý giới luật của Phật, thì sẽ giúp cho tăng chúng chánh pháp được lâu dài. Cửu trụ tức là lâu dài, cửu tức là lâu dài, trụ tức là tồn tại lâu dài, cửu trụ là tồn tại lâu dài. Đó, cho nên mới nói giới luật còn là Phật pháp còn, giới luật mất là Phật pháp mất. Đấy, chúng ta thấy 10 điều lợi ích khi mà tăng chúng cho đến Phật tử thực hành giới luật. Trong kinh, trong một bộ kinh thì Đức Phật còn nói một người nào thực hành giới luật của Phật thì sẽ được những cái lợi ích như thế này nữa. Thứ nhất, sẽ được thừa hưởng gia tài pháp bảo. Gia tài pháp bảo, người nào tin quý thực hành giới luật thì người này sẽ được thừa hưởng gia tài pháp bảo. Nghĩa là người này sẽ chứng được giáo pháp. Sau này người này sẽ chứng được pháp. Đấy gọi là thừa hưởng gia tài pháp bảo. Nhá. Thứ hai là được tiếng lành, tiếng thơm đồn xa. Đấy. Thầy lấy ví dụ như là ở Lâm Đồng đấy, có sư bà ni trưởng Hải Chùa Âm đấy, là một ni trưởng. Nhưng cụ rất là giới đức, cho nên không những là chỉ tỉnh Lâm Đồng mà cả nước, không những là chỉ ni chúng mà cả tăng chúng, cho nên Phật tử rất nhiều người biết đến sư bà và yêu quý. Rồi đến cả nước ngoài người ta cũng rất yêu quý. Đấy là cái gì? Cái tiếng lành, tiếng thơm đồn xa. Trong kinh Phật gọi là hương của người giới đức đấy, ngược gió khắp tung bay là thế. Cái người có đức hạnh, người ta ở trong rừng sâu á, thì cái hương của người ta cũng tỏa ra, gió ngược, gió xuôi gì cũng tỏa ra, ai ai cũng tìm đến. Nghe không? Tìm đến. Đó. Thì người có giới có đức, dần dần hương giới đức của ấy sẽ lan tỏa mọi nơi, gọi là tiếng lành đồn xa. Thứ ba, cái người hành trì giới luật không sợ hãi rụt rè khi đến một hội chúng đông đảo. Nếu người có hành trì giới luật trang nghiêm thì họ không bị sợ hãi khi đến một cái chỗ đông đảo hội chúng này. Nghe không? Họ hành trì được giới luật tốt, họ không có cái sợ hãi, không sinh ra cái tâm sợ hãi. Đó, cái này thứ nhất ý, là sao? Là vì họ tự thấy mình không lỗi lầm, cho nên họ không sợ. Thứ hai, họ được giới thần cũng hộ trì, giúp cho oai cho lực, cho nên họ không có cái sợ hãi. Nhờ. Đấy thưa đại chúng, cái này là cái thật đấy. Bây giờ nếu mà có một anh mà trộm cắp, nó vào trong chỗ đông đảo nó sợ chứ, mắt lấm la lét sợ cái người này biết mình, người kia biết mình, phải không? Một anh làm cái điều gì đấy gian dối khuất tất cũng rất sợ, và ra một cái hội chúng rất sợ. Đó. Mình còn những cái khiếm khuyết nào là mình ra chỗ đông đảo là mình rất lo sợ. Nghe không? Thì đây cũng thế, cái người mà thực hành giới luật được đầy đủ tốt đẹp thì họ không có sợ hãi khi vào hội chúng đông đảo. Thứ tư là người này khi chết tâm không rối loạn. Người mà thực hành giới luật được tốt đẹp vào chân quý giới luật, thành giới luật, khi chết tâm không rối loạn, gọi là tâm không điên đảo. Các kinh Tịnh Độ gọi là sao? Lâm chung sao? À, tâm không điên đảo. Vào. Đấy, tâm không điên đảo. Tâm người ta an định vì người ta tự không có lỗi lầm. Không lỗi lầm. Trong sáng, thân tâm ta trong sáng, lành mạnh, người ta không điên đảo, tâm trí an lành đến khi chết đấy, thưa đại chúng. Và thứ năm là sau khi mạng chung được sinh vào thiện trú hoặc sinh vào thiên giới, tức là sau khi chết, cái người mà hành trì giới luật sẽ được sinh vào chỗ cao quý tốt đẹp, gọi là thiện trú ở cái những cái chỗ tốt lành, hoặc là sinh lên cõi chư thiên. Đấy là chỉ hành trì giới luật,
Ví dụ Phật tử tại gia chúng ta trì năm giới được đầy đủ tốt đẹp, thì sau khi bỏ thân này ta được tái sinh trở lại cõi người, gọi là thiện chú đấy, và sinh lại còn vào cái chỗ gia tộc tốt đẹp, vào một cái gia đình tài sản sung túc, sinh ra thì sáu căn mình đầy đủ đều được sáng sủa, đẹp đẽ, dung sắc đẹp đẽ, có được sức khỏe dồi dào, rồi thông minh trí tuệ đó, rồi mình được mọi người yêu quý nên có danh có tiếng, đó là chỉ có trì năm giới tốt thôi, thưa đại chúng, mình đã được những cái phước báu như vậy rồi đó, rất là quý. Cho nên cái lợi ích của giới thì rất lớn. Ở đây ông vua Milan Đà mới hỏi Na Tiên rằng: giới quan trọng như vậy sao? Tỳ kheo Na Tiên nói: Tâu đại vương, quả đúng như vậy. Giới có công năng diệt trừ tất cả mọi đau khổ phiền não của chúng sinh, giải rác trong các kinh, chỗ này chỗ kia. Đức Phật thường ví giới như một loại thuốc có thể diệt trừ tất cả các độc, nhất là độc phiền não. Giới như một loại thuốc trị bệnh, có công năng đối chứng trị liệu tất cả tâm bệnh phiền não của chúng sinh. Giới ví như một loại nước trong mát, có thể rửa sạch mồ hôi, bụi đất, đồ dơ bẩn dính ở nơi thân, tức là bụi bặm dơ uế phiền não. Giới ví như ngọc mani, có tên gọi là như ý, có thể làm cho thành tựu tất cả mọi nguyện vọng mong mỏi của chúng sinh. Giới ví như thuyền lớn, có thể vượt qua khỏi bốn dòng nước lũ là sinh, già, bệnh, chết. Giới ví như chiếc xe lớn, có khả năng đi qua được bốn con đường nguy hiểm, cam go là sinh, già, bệnh, chết. Giới như một trận mưa, trận gió lớn, có thể thổi tắt tức khắc ba loại lửa tham, sân và si. Giới ví như một đám mưa lớn, có thể thỏa mãn được cho dân chúng trong mùa hạn hán. Giới ví như một bậc thầy sáng suốt, hiền đức, luôn dạy học trò những việc thiện, những điều lành. Giới ví như một người chỉ đường, có đầy đủ lương năng và tâm từ bi, luôn luôn vui vẻ đối với kẻ lạc đường, chỉ cho họ bỏ đường mê, về nẻo sáng, đường tà trở lại với đường chính. Tâu đại vương, công năng của giới là vô lượng, vô hạn, bất khả tư nghì. Không những giới sẽ thành tựu những đức tính cao quý tốt đẹp cho con người, tạo nên y báo, chính báo, toàn mỹ, sang cả, mà còn giúp cho chúng sinh vượt thoát bốn nỗi sợ hãi to lớn của đời người là sinh, già, bệnh, chết nữa. Đấy là những lợi ích của giới, tức là lợi ích của những người hãy nên rơi đi bằng pháp đó, Tâu đại vương. Na Tiên nói một hồi về công đức lợi ích của giới, đại chúng thấy không? Đức Phật ví giới với rất nhiều thứ, như thuyền bè, như ngọc mani, như ý, như châu báu, như mưa lớn, như xe lớn chuyên chở chúng ta. Cái công đức của giới thật là như thuốc trị bệnh. Đấy, thưa đại chúng. Phong phanh người ta nói, mình đã đi nói rồi. Nhiều khi như thế mình làm khổ biết bao nhiêu con người. Đấy. Đồn thổi nói lung tung beng hết cả. Cái tội là cái chỗ này. Thầy nói một cái giới không nói dối đấy. Nói dối là nói chếch lệch, không đúng sự thật thôi. Khó lắm đấy, thưa đại chúng. Mà chúng ta mắc rất nhiều đấy. Mình không ưa ai, ghét ai là mình sẵn sàng mình bôi nhọ, mình sẵn sàng mình nói xấu, sẵn sàng mình đặt điều ngay. Thường mắc như vậy lắm, thưa đại chúng. Trước đây yêu quý người này không sao, nhưng từ ngày ghét người ta vào bất như ý với mình, bắt đầu làm đặt điều nói xấu vào. Người ta chỉ xấu một, mình nói thành xấu 10.
nó số 10. Thế là chúng đấy. Cho nên Thầy nói là tại sao mà cái y báo của mình nó không đẹp, chính báo mình nó không tốt, là mình không thực hành giới vậy đấy, thưa đại chúng. Cho nên chúng ta phải nhớ cái chỗ này, chăm chỉ thực hành giới luật Phật, nhưng chúng ta cũng phải hiểu giới luật Phật cơ. Khi thọ giới phải hiểu giới, và mục đích của giới là gì? Là cái chữ giới gọi là phòng phi chỉ ác. Phòng phi tức là ngăn ngừa những điều lỗi lầm, phòng ngừa những điều lỗi lầm đấy. Và chỉ ác tức là đình chỉ, dừng những điều ác đấy. Cái chữ giới tiếng Phạn là sila, là như vậy, là phòng phi, là chỉ ác, phòng ngừa những cái lỗi lầm, đình chỉ những điều ác, đình chỉ những điều ác. Chúng ta thấy phải thực hành nó. Chúng ta không nhớ, không thực hành thì chúng ta không thể nào đạt được những cái điều tốt đẹp. Thân chúng ta thường làm những điều lỗi lầm lắm, thưa đại chúng. Và rất dễ, vì cái môi trường của chúng ta, ta sinh ra ở cái môi trường, một cái môi trường nơi chợ, nơi búa, thường hay gian dối vào, gian dối, ít khi mà thật thà được. Và hàng giả bảo hàng thật, hàng xấu bảo hàng tốt, phải không? Rau bẩn bảo là rau sạch. Đấy, thưa đại chúng, đấy một cái dối này thôi, nó làm khổ biết bao nhiêu con người chúng ta. Đấy, mấy hôm rồi báo chí đưa rất nhiều cái chuyện gian dối vào, thuốc giả, đấy, thuốc ung thư cũng làm giả, đốt than tre với lại lứa ra xong họ nhét vào làm viên thuốc chữa bệnh ung thư. Đó, một. Đổi điện rồi con. Máy nó đang đổi điện. À. Alo. Đấy. Thì chúng ta thấy chỉ một cái giới gian dối thôi mà làm khổ, làm điêu đứng cái xã hội này rất nhiều. Thực phẩm bẩn cũng là dối đấy. Tất nhiên cái dối này gốc của nó là lòng tham. Con người từ lòng tham mà gian dối lừa đảo nhau, làm khổ biết bao nhiêu. Người ta thường nói là dân mình lại làm khổ chính mình đấy. Dân mình làm khổ chính mình. Mà Thầy không thể tưởng tượng được. Những cái thực phẩm bây giờ đấy, đại chúng thấy đó, quá nguy hiểm. Không biết là tin cái gì đấy. Đi ra chợ, kể cả vào siêu thị, không biết mình có tin để mà mua được những cái thứ này không. Đấy. Hôm trước Thầy xem cái clip họ nói ấy, cái con tôm họ bán ấy, là họ bơm cả hóa chất vào đấy để cho nó nặng, nặng cân vào con tôm nó mọng lên. Đấy. Mà ăn những cái thứ vào là ung thư, là bệnh. Thuốc ấy, thuốc gọi là thuốc bắc ấy. Cái mà nó gọi là cái gì, cái mà hoành sơn ấy, thì nó dùng sắn về nó ủ lưu huỳnh, thế là biến thành hoài sơn. Mà bao nhiêu trăm tấn sắn rồi, bao nhiêu năm nay rồi. Cho nên tại sao mà mình bệnh uống thuốc bắc chả thấy khỏi gì cả, thêm bệnh thêm. Thầy chúng thấy như vậy. Thầy có nói chuyện với mấy Phật tử, Thầy bảo nếu mà Thầy không đi tu, Thầy ở tại gia mà Thầy có làm nghề bán hàng ăn ấy, thì mình nghĩ mình ăn thế nào mình cũng phải làm cho mọi người ăn như thế chứ. Phải không? Ai mà chẳng có cha mẹ, vợ con cũng ăn thức ăn này, tại sao mà mình lại ác thế? Phải không? Mình ăn thế nào mà mình lại tiêm cái chất độc này vào cho người ta ăn? Đấy, nó mất cái lương tâm này đi. Cái lòng tham khiến cho người ta dối trá, sẵn sàng ác hại nhau, thưa đại chúng. Vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm đấy. Tu một cái giới của Phật thôi, đại chúng thấy khó không? Rất là khó. Lòng tham họ nó chi phối con người ta, khiến người ta dối trá, sẵn sàng phạm hết. Những người như thế thì cái quả sau này làm sao mà tốt, thưa đại chúng? Làm sao tốt được?
không thể tốt đẹp được. Cho nên đúng thật, cái tình trạng một thực phẩm như này, Thầy khuyên các Phật tử cố gắng vào làm sao mà mình làm ra được thực phẩm sạch, ăn rau sạch nhà mình trồng rất tốt. Chân chùa mình thì Thầy đang phát triển cái vườn rau sạch của chùa. Đấy. Mà rộng vườn rau, làm sao mà tự chăm sóc ban vườn, đủ rau cho đại chúng dùng là rau sạch. Bây giờ đi mua không biết, rau người ta cũng rau bẩn người ta cũng làm giả thành rau sạch. Đấy. Nhiều khi kể cả siêu thị mà cũng không tin được, thưa đại chúng. Họ cũng sẵn sàng họ mánh lới để họ đưa thực phẩm vào. Đó. Cái lòng tham nó đưa hết vào. Thế thôi. Dùng tiền nó mua chuộc thôi thì là cán bộ sẵn sàng là nhập thực phẩm bẩn vào. Rất là nguy hiểm. Khủng khiếp đấy. Xem họ làm những cái xúc xích mà toàn là từ những cái con vật có khi nó bị chết, con gà, con vịt, cả lông, cả lá mang vào nghiền tuốt ra rồi làm cái xúc xích bán. Trẻ con thì rất là khoái ăn những cái món như vậy. Đấy, cho nên những cái thức ăn làm sẵn ấy, Thầy nghĩ các Phật tử cũng nên cẩn thận khi chúng ta dùng. Không là toàn rước bệnh mọi người thôi đó. Rước bệnh mọi người. Lòng tham nó làm khổ chúng ta như vậy đấy. Thì thưa đại chúng đấy, Thầy nói là thực hành giới thôi. Nếu ai cũng trân quý giới, thực hành giới thì có đúng là cái cảnh giới của chúng ta thật là tốt đẹp không? Vâng, nếu dân ta ai cũng biết giữ giới, không làm cái gì gian dối cả. Đấy, cái giới thứ tư là không gian dối, không nói dối, không gian dối. Ai cũng giữ này, thôi làm thật, bán đắt cũng được một tí, có công, nhưng mà đừng dối, thì đúng là rất an lành. Rất an lành. Chỉ vì mình không thực hành giới cho nên bao nhiêu cái khổ nó xảy ra. Năm giới đã giúp cho cả cái đất nước mình thanh bình rồi. Giúp cho thế giới này thanh bình rồi, an lạc rồi, không phải đâu cả. Thế cho nên Ngài mới nói là giới tạo nên y báo chính báo toàn mỹ, là như vậy đấy. Nhờ giới mà y báo chính báo toàn mỹ, cảnh giới của chư Phật toàn mỹ, nó đẹp vô cùng. Cũng cái trái đất của chúng ta đây ấy, mà Đức Phật Thích Ca Ngài lấy ngón chân Ngài nhấn xuống một cái thì tất cả những cái này nó biến thành bảy báu hết đấy, thưa đại chúng. Đấy, Ngài bảo đấy mới là cảnh giới của Ngài. Nhưng mà tại sao lại hiện ra là coi như là gai trong sỏi đá thế này, vào ô nhiễm môi trường thế này? Thì cái này là do nghiệp báo của chúng ta, chính nhân loại chúng ta. Ở trong cũng cái không gian này mà mình phải chịu cái cảnh này. Đấy, nhưng Phật có ngồi đây thì Phật cũng không chịu cái cảnh này, mà cảnh giới của Phật riêng khác. Đấy. Thầy nói cũng ví dụ giống như là cùng một điểm thôi, giống như điểm của cái máy quay phim này. Tại đây ấy, nó có cảnh, có cái từ trường, có cái sóng của một cái kênh là rất là đẹp. Mà nhưng cũng có thể ở tại chỗ đó là một cái kênh họ diễn, họ chiếu một cái cảnh rất là khủng khiếp. Cho nên cùng một điểm nhưng mà nhiều kênh khác nhau. Đức Phật ngồi đây thì Ngài sống trong cái kênh của Ngài, trong cảnh giới của Ngài. Chúng ta cũng ở đây nhưng chúng ta sống trong cảnh giới của mình, mà theo cái y báo của mình. Đó. Cho nên y báo theo chính báo, thưa đại chúng. Chúng ta vận dụng cái việc này vào việc tu tập, để mỗi mỗi tự mình tu tập để làm sao chính báo của mình thật tốt đẹp. Ta có một cái tâm ngay chính chân thật, một cái đức hạnh chân thật. Nghe không? Không phải tu Phật chỉ lấy danh. Cho nên ấy, nói tuy là trì giới của Phật, thưa đại chúng, nhưng mà nếu mà không hiểu giới luật Phật ý, thì chúng ta có thể lại biến giới luật của Phật lại thành những cái không tốt đấy. Cho nên ấy, Phật mới chia ra có ba cái bậc trì giới. Trì giới bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Vâng.
Chỉ giới bậc thượng ấy là cái người này do yêu quý đạo đức, kính quý giới luật, muốn làm lợi ích cho chúng sinh, muốn hoàn thiện nhân cách của mình, cho nên người này thực hành giới luật. Đấy là chỉ giới bậc thượng. Chỉ giới bậc trung á, là người này mong cầu phước báu, và vì mong cầu phước báu cho nên chỉ giới, thực hành giới. Còn chỉ giới bậc hạ là sao? Là cái người chỉ giới để vì cầu danh, cầu lợi. Thế nào là chỉ giới cầu danh? Tức là ta cũng thực hành giới, nhưng mà ta để làm sao? Thể hiện mình là người trang nghiêm. Đó. Cho nên đây là có mấy cái điểm, gọi là mấy cái điểm. Nếu không hiểu giới luật thì biến giới luật lại trở thành những cái chướng ngại đấy. Đó. Cho nên có một ngài nói rằng có những người trì giới là để phô trương cái vẻ bề ngoài của mình. Nhà Phật, nhà thiền mình gọi là giả trang thiền tướng. À, đấy. Trông có vẻ trang nghiêm lắm, phô trương. À, phô trương để cho mình ấy, để thể hiện mình thôi. Cũng là thực hành trì giới nhưng mà thể hiện mình. Thể hiện mình. Cái này không phải không có đâu, thưa đại chúng. Có nhiều vị tuyên bố cái điều đó để thể hiện mình thôi. Để muốn cho mình nổi tiếng, phô trương. Đấy, trì giới như vậy. Thứ hai, có khi nếu không hiểu giới luật mà chúng ta thực hành thì lại biến giới luật thành một cái khuôn sáo khô chết vào, mà không làm cho chúng ta có tính sáng tạo được. Nếu không hiểu giới luật, tức là gọi là chấp vào giới luật cứng nhắc. Nghe không? Chấp vào giới luật cứng nhắc. Ví dụ trong cái giới của các thầy chẳng hạn, tỳ kheo thì không được xúc chạm với người nữ thân, tức là không được xúc chạm. Nhưng bây giờ mình đi đường, mình gặp cháu bé, con gái, nó ngã xuống ao mà giữ giới và không xuống vớt nó lên. Bởi vì tôi giữ cái giới này, tôi không chạm vào nó, con gái. Đấy là cứng nhắc, chấp giới. Và cái mục đích của giới nó không phải là như thế. Mục đích của giới là còn làm lợi ích chúng sinh. Cho nên giới luật của Phật ấy, trong Đại Thừa còn chia ra ba cái loại giới. Cái thứ nhất ấy là nhiếp thủ luật nghi giới. Tức là mọi người thực hành giới luật, những cái giới điều này. Cái thứ hai là nhiếp thiện pháp giới. Tức là làm tất cả mọi điều thiện. Và cái thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới, tức là làm lợi ích cho chúng sinh. Đấy, ba cái này trong Đại Thừa là chia giới ra thành ba cái loại giới này. Một hành giả thực hành giới phải làm được cả ba cái này. Thì cái việc mà chúng ta thò tay xuống cứu cái cháu bé gái đấy, một ông thầy tỳ kheo cứu cháu bé gái đấy là đang gì? Thực hành cái việc nhiêu ích hữu tình, làm lợi ích chúng sinh đấy. Mình cứu nó không nó chết, mà cứu người mới là phúc đẳng hà sa. Phải không? Đấy, dù xây 9 đợt phù đồ mà chẳng bằng làm phúc cứu cho một người là chỗ này. Thế nhưng mình bảo không nghe Phật dạy thế là không được, không dám, không dám chạm vào. Con gái không dám chạm vào. Đấy, cho nên nếu mà không hiểu giới luật thì lại trở thành khô cứng. Và người ta gọi là chết, chết trong cái giới đó. Thứ nữa, giới luật mà không hiểu khi thực hành giới luật thì lại tạo thành cái sự giả dối không có tự nhiên. Và không tự nhiên, rồi có thể tạo ra cái ảo tưởng tự tôn mình. Và tự tôn mình. Và nếu cái chuyện việc giới, cho nên cũng có những cái trường hợp chỉ giới để mà tự tôn mình,
để kiêu mạn, thưa đại chúng, không phải không có đâu, thưa đại chúng. Nếu mà trì giới mà để kiêu mạn, để nghĩ là tôi trì giới tốt hơn anh, tôi xem thường anh này, xem thường anh kia, thì cũng lại không đúng tinh thần của người trì giới, thưa đại chúng. Không đúng tinh thần trì giới. Nếu trong tâm mình mục đích tôi giữ giới để tôi hơn người, để tôi kiêu mạn thì sai rồi. Và tôi chỉ biết tôi giữ giới để tôi hoàn thiện tôi đó, chứ còn giữ giới để tôi hơn anh, để tôi xem thường anh, để anh phải thua tôi, anh không bằng giới của tôi. Cũng giống như các Phật tử ở tại gia, mà nhất là Phật tử mà niệm Phật ấy, phải không? Đếm số chàng để tôi niệm hôm nay phải nhiều chàng hơn hơn cô. Niệm Phật trong cái tâm tranh hơn tranh thua như thế à, thì làm sao Phật có đón mình không? Không phải, Phật không đón cái người đâu. Đấy. Thế cho nên ý, thưa đại chúng, đối với giới luật của Phật, giới là vô cùng chân quý, nhưng chúng ta phải học hiểu giới luật, hiểu mục đích và bản chất của giới luật để chúng ta thực hành, thì chúng ta mới thật sự được lợi ích chân thật. Đó. Đấy. Thầy muốn phân tích để chỗ này các Phật tử thấy. Không phải là không có những người trì giới với những cái mục đích không tốt đâu. Có. À, có đấy. Đấy. Thế thì Na Tiên sau khi mà nói hết cái lợi ích của giới luật, nhưng chúng ta phải hiểu giới luật để thực hành mới có những lợi ích như vậy. Đó. Vua Mi Lan Đà mới nói: Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn cấm chế giới luật vì những lợi ích thiết thực và thù thắng như thế, chấm đã hiểu rồi. Có rơi đi, có chết đi, có sinh lại, cũng bằng pháp chứ không phải bằng phi pháp. Có nghĩa là các thầy tỳ kheo hãy hộ trì giới, nâng đỡ giới, đừng để cho giới hư hỏng, tiêu hoại, đúng như lời của Ca Diếp đồng tử đã thuyết: Các bậc sa môn, bà la môn thực hành giới, có pháp, có hành kiểm tốt đẹp, hằng sống trong thế gian vì lợi ích cho mình và cho người khác. Nếu như có giới, có pháp, có hành kiểm tốt đẹp, lợi ích cho mình và tha nhân như thế, tại sao Đức Thế Tôn lại còn thuyết rằng cắt đứt sự rơi đi? Nghĩa là cắt đứt sự sinh già, bệnh chết, chấm dứt sự tái sinh, trở lại thế gian, dù sự trở lại ấy là tốt đẹp, lợi ích cho mình và cho người, phải không? Ông Vua Mi Lan Đà, sau khi ông tán thán những điều mà tỳ kheo Na Tiên phân giải, ông lại thắc mắc: Thế tại sao tôi lại còn nghe thấy Đức Thế Tôn dạy rằng các tỳ kheo cũng nên phải cắt đứt cái sự rơi đi? Nếu bây giờ tôi rơi mà tôi rơi bằng pháp thì sao? Tôi rơi bằng pháp là tốt đẹp chứ phải không? Tôi rơi tôi có pháp, tôi bỏ thân này tôi có giáo pháp, tôi có giới pháp của Phật, tôi được tái sinh làm người, làm trời, giàu sang phú quý, làm vua, làm quan, mà đẹp đẽ sang cả, tốt chứ phải không? Tốt. Thế thì tại sao Phật lại còn dạy là các tỳ kheo, các ông cũng nên cắt đứt cả sự rơi đi? Thế là thế nào? Thứ nhất là rơi bằng phi pháp là mình không nên rồi, nên rơi bằng pháp. Nhưng bây giờ Phật lại dạy là bằng rơi bằng pháp cũng bỏ đi, mà cắt luôn không còn rơi nữa. Không còn rơi nữa mới hay cơ. Phật là phải đặt đến mục tiêu không rơi, không rớt nữa. Thế Na Tiên mới nói: Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn đã thuyết với pháp tuần tự và thứ lớp. Đầu tiên, Ngài dạy các tỳ kheo đừng để cho mình rơi đi bằng phi pháp. Sau đó là nên rơi đi bằng pháp. Rơi đi bằng pháp có lợi ích cho mình và tha nhân, như Đại Vương đã hiểu rồi. Tuy nhiên, cứu kính của sa môn hạnh không phải dừng lại ở đó, vì rơi đi bằng pháp vẫn còn đau khổ và phiền não. Muốn được an vui tuyệt đối thì cần phải cắt đứt luôn sự rơi đi.
nghĩa là không còn cả sự sinh ra kia nữa, Tâu Đại Vương. Đấy, Na Tiên mới dàn trạch chỗ này. Đức Phật khi thuyết pháp cho tứ chúng thì Ngài dạy theo tuần tự thứ lớp. Cũng giống như Ngài truyền giới thì giới của Phật tử tại gia khác, giới của Phật người xuất gia khác. Phật tử tại gia còn sống cái đời sống thế gian thì chỉ thực hành năm giới là đủ rồi. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối láo và không nghiện ngập. Phải không? Đó. Nhưng mà đi xuất gia rồi thì không phải năm giới này mà là 10 giới, 250 giới, 348 giới khác. Mỗi cái cấp độ nó một khác với mục đích của từng giới khác nhau. Người Phật tử tại gia còn sinh hoạt thế gian, cái mong muốn ấy có thể là còn chỉ là mong muốn cuộc sống được tốt lành thế thôi, chứ có khi chưa nảy sinh cái nhu cầu được giải thoát. Và thì Đức Phật dạy cái giới, cái pháp cho mình phù hợp với mục đích của mình. Đó, với mục đích của mình. Thầy nhớ trong kinh có câu chuyện ông Cấp Cô Độc ấy, tức là cái ông Đức Ông này này. Ông là một đại hộ pháp của Phật, giàu có. Đấy, chính ông ấy mà là cúng tiền vàng để lát đất, mua rừng ấy để xây tinh xá, cúng Phật và chúng tăng đấy. Cái phước báu của ông lớn lắm. Thế nhưng mà khi ông ấy hấp hối đó, thì Ngài A Nan có đến giáo khai thị giáo thuyết cho ông ấy. Thì Ngài A Nan này khai thị cho ông ấy để dẫn tâm cho ông là ông sinh lên cõi trời. Thế thì về thì Phật có quả, Phật quả ông. Với như ông Cấp Cô Độc này này thì phải khai thị dẫn cho ông để ông đắc quả thánh, chứ không phải là chỉ sinh lên cõi trời. Nghe không? Vì ông không phải là cái người còn mong cầu cuộc sống phú túc ở thế gian này nữa. Ông giàu quá đi rồi, ông sướng quá, ông không thiếu gì cả. Nhưng ông này phải dạy cho ông, nghe không? Mà thật tâm của ông ấy là ông cầu giải thoát, chứ ông không phải cầu sung sướng nữa, cầu cái hưởng cái dục lạc thế gian nữa. Đó, dù là cõi trời cũng vẫn gọi là thế gian. Nghe không? Đấy, thầy nói để đại chúng thấy. Thế nhưng mà qua cái này để các Phật tử chúng ta sẽ định hướng trong cái bài mà sám hối sáu căn đó, Hòa Thượng Thích Thanh Từ có dịch đấy. Trong 12 lời nguyện có một cái nguyện gọi là dỗ làm sao? Gọi là hiểu suốt nhưng mà bỏ tam thiên. Biết rõ cõi trời là sung sướng, nhưng mà Phật tử chúng ta vẫn nguyện bỏ cả tam thiên, không sinh lên cõi trời. Và nguyện là sao? Một là sinh về cõi Phật, hai là đắc quả giải thoát, chứ không cầu sinh lên trời, làm ông trời cố tiên sung sướng, hết tuổi thọ lại rớt xuống trần gian. Xuống trần gian rồi lại đau khổ, lại đọa lạc. Thế cho nên ở đây ấy, Na Tiên mới nói, Đức Phật mới dạy nâng cấp lên đến cái mức là phải cắt đứt sự rơi, không còn rơi rớt nữa. Thì chúng ta đi tiếp. Ông vua mới nói là xin Đại Đức giảng rộng kỹ cái điều này. Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, còn rơi đi là còn sinh trở lại. Còn sinh trở lại là còn biết bao nhiêu cái đau khổ mà chúng sinh phải gánh chịu, như một cái gì tất yếu, nghiệt ngã. Đại Vương hãy nghe một số những cái lỗi khổ kéo theo cái sự sinh ra của chúng ta. Khi chúng ta sinh ra đời là lập tức sẽ kéo theo những cái khổ này. Những cái khổ này đây. Khổ thứ nhất là sự khổ do thân thể suy nhược, già yếu, gọi là khổ về già yếu và bệnh tật. Nghe không? Các Phật tử lớn tuổi đây thì bắt đầu cảm nhận thấy rồi. Già suy, vào mắt thì mờ, răng thì rụng, tai thì điếc, gối thì mỏi, vào lưng thì còng. Cái gì nó cũng chán hết đấy. Vào rất chán. Nghe không? Hình sắc thì tiều tụy, chẳng còn đẹp đẽ gì cái tuổi 70-80 nữa. Không tô son điểm phấn, bây giờ có chát son điểm phấn vào cũng chẳng thấy đẹp gì cả đâu. Nghe không? Nó hình sắc tiều tụy, chán. Thứ hai là khổ do bệnh hoạn, ốm đau.
bệnh thì khổ rồi, ai cũng thấm lắm rồi. Chỉ là đau mắt, rắt răng thôi ta thấy cũng khổ lắm. Chứ đừng nói những cái bệnh lớn, ung thư, sida, rồi bệnh này, bệnh kia, khổ lắm. Cái khổ do thân thể tan rã, hủy diệt, tử vong, cái khổ của chết, của già, bệnh, chết. Cái khổ do sầu khổ, thương nhớ, cái khổ do khóc than, uất ức, yêu thương phải chia lìa, cái khổ do trái ý nghịch lòng. Có chỗ khác, Đức Phật lại dạy đến những cái khổ kéo theo như khổ do phải gần gũi, thân cận với người mình không ưa thích, tức gọi là oán táng hội khổ. Cái khổ do xa cách biệt ly với người mình yêu thương, gọi là ái biệt ly khổ. Cái sở hữu, cái vật mình sở hữu như tài sản vật thực bị tổn hao mất mát, phát sinh, đấy cũng là cái khổ, gọi là mất của đấy, mất của khổ. Ngoài ra còn rất nhiều sự khổ phát sinh do sợ hãi, như là sợ hãi do giới của mình thọ trì mà bị hư hoại, sợ sẽ phải tái sinh trong cảnh khổ, sợ hãi vi phạm pháp luật của nhà vua, phép nước mà bị trọng tội, tử hình, tù ngục, sợ hãi bị kẻ trộm cắp, cướp của, giết người. Cái này bây giờ trong xã hội mình là rất sợ, đấy nó chả phải gì đâu, nó còn dám xông vào cướp cả ngân hàng, cướp, xông vào nhà ta, giết nhà người ta đấy, Quảng Ninh mình cái vụ vừa rồi đấy, đấy vào giết cả mấy bà cháu đấy, để chúng nghe rồi, hình như năm ngoái năm kia gì đấy, đó, rất khủng khiếp, cái nỗi sợ này rất sợ, cho nên bây giờ để cho các cụ già ở nhà một mình, con trẻ ở nhà một mình cũng rất là lo, nỗi lo nhiều cái lo. Rồi bây giờ sợ cái gì đại chúng? Đi ra đường nó bắt cóc mình này này. Đấy, trên báo vừa rồi đăng rất nhiều vụ bắt cóc, không chỉ trẻ con, kể cả người lớn bắt cóc. Mà thầy đã mấy lần nhắc nhở đại chúng lên hết sức cẩn trọng cái này. Ngồi cạnh, lên xe buýt chẳng hạn, hay là ngồi xe khách ấy, ngồi cạnh mà thấy người ta mà phải cái gì mà mình tự nhiên thấy choáng choáng cái là mình phải biết ngay. Nó phải thuốc mê vào mặt mình. Đấy. Cho nên là cũng nhiều người cẩn thận là bắt đầu lên là đeo khẩu trang. Mà đi cạnh người nào mà thấy những cái mùi nó lạ làm cho mình choáng cái mình phải cẩn thận ngay. Đấy, có một cháu sinh viên mà đi đường, thế rồi một cái cậu này nó đến nó chỉ nhờ thế, nó bảo là nhờ bạn cái điện thoại của nó bị này bạn xem hộ cái. Thế trong cái điện thoại của nó đã tẩm cái thuốc mê rồi đấy. Thế bé này cầm lên cái là thấy nó choáng luôn. Hít phải cái thuốc mê. Choáng, thế là nó hai ba đứa nó xuống đến, nó bế thốc lên xe máy. Đó. Đấy, thế thì may con bé nó kêu la, nó dãy được xuống, mọi dân người ta chạy đến. Chứ không là nó bắt đi, thì nó gọi là bán mổ nội tạng đấy. Rất là tệ, bắt nó trắng trợ luôn. Đó. Hôm rồi còn có cái nó ra giữa chợ, nó cướp con người ta đang bế trên tay, cướp, bắt cóc trẻ con chạy đi. Bây giờ như vậy đấy. Thưa đại chúng, nhiều cái rất là lo. Người lớn đi ra ngoài cũng phải cẩn thận nha. Không phải không đâu. Vì cái tình trạng bán nội tạng bây giờ nó rất là nhiều. Rất là nhiều. Một quả thận là bao nhiêu trăm triệu. Nó bán ngay. Đấy đại chúng thấy. Con người ta từ cái tham lam nó sinh ra tàn ác, ác hại. Không kể cái gì cả. Cho nên quý Phật tử nhắc con nhắc cháu. Đi ra ngoài hết sức cẩn thận. Nào, cẩn thận vô cùng. Cái chuyện nó bắt cóc người để nó mổ nội tạng là có, phải hết sức cẩn thận. Sợ hãi bị nạn lửa, sợ hãi bị nước lũ. Đấy, vừa rồi chúng ta bị rất nhiều cái đợt thiên tai, lũ quét, lũ cuốn vào. Rất là khổ đấy, mất hết tài sản không còn gì cả. Sợ hãi sóng to, thuyền chìm đắm. Sợ hãi cá dữ, nước xoáy, cá mập. Sợ hãi bị chấm dứt mạng sống, vân vân. Rất nhiều cái nỗi lo sợ khi chúng ta sinh ra ở cái đời này. Cuộc đời chúng ta lo lắng, sợ hãi, đau khổ nhiều hơn niềm vui. Cho nên Phật dạy đời là biển khổ. Một chữ này chúng ta suy gẫm để chúng ta thấm thía. Chẳng vui gì đâu, chẳng vui gì cái đời này.
Tâu Đại Vương nói tóm lại, không biết bao nhiêu là những thống khổ khi còn phải tái sinh trong thế gian này, còn sinh ra trong thế gian này là phải chịu khổ như thế đấy. Ví như dòng chảy từ Hy Mã Lạp Sơn của con sông Đại Hằng đã cuốn theo mình nó không biết bao nhiêu đất đá, cát sỏi, cành cây, vân vân, cả xác chết các sinh vật. Cũng vậy, dòng sinh tử ái hà chảy xiết ấy, nó cũng đầy rẫy những nỗi thống khổ không thể đếm được. Chính những thứ sợ hãi lớn, vô lượng quả báo, nghiệp mà chúng sinh phải gánh chịu khi còn quẩn quanh trong vòng luân hồi, nó tạo ra các sự thống khổ kia. Tâu Đại Vương, còn sinh, già, bệnh chết là còn đau khổ, phiền não. Muốn chấm dứt đau khổ phiền não để đạt được hạnh phúc siêu thế là đạo quả Niết Bàn, thì phải cắt đứt sự sinh, diệt tắt sự tái sinh. Đức Thế Tôn dạy cho chư tỳ khưu các hàng thanh văn vượt qua con sông sinh già bệnh chết là vì lẽ ấy. Đại Vương đã hiểu rõ tại sao Đức Phật lại dạy các tỳ kheo hãy cắt đứt sự rơi chưa? Đó. Na Tiên nói chốt với ông vua Milan Đà. Đấy, tại sao Đức Phật lại dạy chúng ta phải cắt đứt sự rơi? Và dù là rơi bằng pháp đi chăng nữa cũng phải nên cắt đứt. Chúng ta thực hành giới, thực hành pháp, và thực hành giới của Phật, có thể được một cái tái sinh tốt đẹp, làm người giàu sang phú quý, hoặc sinh lên chư thiên sung sướng hưởng lạc, nhưng hết phước rồi lại đọa xuống thôi. Và sinh ra dù là cõi người hay cõi trời cũng chịu vô vàn cái nỗi khổ. Làm vua vẫn khổ, vua trời cũng khổ. Đấy, vua trời cũng già rồi cũng chết, thưa đại chúng. Đấy. Nhiều vị vua trời mà trước khi chết là sợ lắm. Có một cái ông trời, ông trước khi chết ông thấy ông sẽ đọa làm con lừa, ông hết vía luôn. Đấy. Hết phước cõi trời rồi, ở trên đấy ăn chơi nhảy múa hết phước, chết đọa làm con lừa. Đang làm vua cõi trời mà chết làm lừa đấy, thưa đại chúng. À, thế rồi có khi cái kiếp này làm vua cõi người, chết tái sinh kiếp sau làm thằng ăn mày, người ăn mày. Cho nên không phải những cái người ăn mày ăn xin là kiếp trước không có những người đã từng làm vua đâu, thưa đại chúng. Những cái ông ăn mày ăn xin mà kiếp trước làm vua, bây giờ là ăn mày là xin, là phải xin xôi gấc cơ, hiểu không? Tức là ông gọi là sống sang quen rồi, cho nên kiếp này là bị hết phước làm ăn mày, nhưng mà ăn mày thì vẫn đòi sang lắm, nghe không? Xin được là ông vào ông ngất nghèo, ăn rất là sang, ngày xin được cái 100, 200 là tối là phải ăn nhậu đà hoàng. Ông quen cái kiếp trước cũng làm vua rồi, thế đại chúng. Thầy nói vui cho nên ăn mày cũng có những người đã từng làm vua mà tái sinh quả báo hết phước phải ăn mày đấy. Thì đại chúng thấy có khổ không? Lăn lộn trong cái cõi này khổ vô cùng khổ đấy. Cho nên Phật mới dạy tốt nhất là chúng ta cắt đứt sự rơi, không còn phải tái sinh nữa. À, chúng ta sẽ do nguyện mà sinh. Nếu chúng ta mà có đầy đủ công đức phước báo thành tựu và được quả vị, thì chúng ta nguyện tái sinh lại khác, chúng ta không có khổ, mà dẫu vào tất cả các cảnh mà không phải là khổ. Do nguyện mà sinh, để cứu độ chúng sinh là khác. Còn cái người mà bị nghiệp mà sinh thì nhất khoát phải thấy khổ, không thể khác được, thưa đại chúng. Đó. Thì vua Milan Đà mới nói, thưa đại đức, rất rõ rồi ạ. Như thế Đức Thế Tôn đã thuyết về lý vô sinh theo một cách khác, có phải không? Thì Na Tiên đáp, Tâu Đại Vương đúng thế. Đó. Tức là chúng ta phải đạt được vô sinh. À, vô sinh không phải là không còn sinh ra, mà sẽ do nguyện mà sinh ra, không phải do nghiệp mà sinh, thì gọi là vô sinh. Đó. Thì kính thưa đại chúng, đó là bài kinh hôm nay. Thì qua cái bài kinh này, chúng ta cũng thế, quý Thầy rất mong các quý Phật tử sẽ thứ nhất tu tập
thực hành giới pháp của Phật, học hiểu giới luật, giáo pháp của Phật, để mình thực hành cho nó đúng, cho nó tốt. Chỉ giới không phải vì kiêu mạn, vì cầu danh, cầu lợi. Chúng ta thực hành giới như thế nào cho nó chân thật, gọi là có giới, có đức. Để chúng ta được một sự giới có pháp tốt lành. Nhưng mà hơn nữa là chúng ta phải phấn đấu đến cái chỗ là cắt đứt sự giới, không còn tái sinh luân hồi nữa cơ, mới là mục tiêu cứu kính của mình. Mong làm sao các Phật tử cũng phát sinh được cái này. Cái này đương nhiên đối với Tăng Ni là bổn phận rồi đấy. Phải tu và phải tu tiến đến cắt đứt sự giới. Khi đã phát nguyện xuất gia cắt cạo bỏ mái tóc này là phải nguyện ra khỏi tam giới, là cắt đứt sự giới rồi. Còn với quý Phật tử, quý Thầy cũng mong mỏi các quý Phật tử sẽ phát khởi được. Tuy rằng có thể hiện kiếp này chưa làm cho mái tóc thôi rơi được, nhưng mà cũng có thể khởi sinh được cái tâm nguyện ước làm sao không kiếp này thì kiếp sau con cũng sẽ mái tóc là không bay, thôi bay, Thầy gọi thôi bay, để tiến tới sự cắt đứt sự rơi. Mà cái rơi này Phật gọi là hữu lậu đấy. Hữu lậu, lậu tức là rơi rớt, còn lậu là còn rơi rớt, còn dò dỉ, chúng ta không bị rơi rớt dò dỉ nữa. Đó, thì đó là điều mà quý Thầy rất là mong mỏi, mong đại chúng là hoan hỷ và tinh tấn thực hành. A Di Đà Phật. Bây giờ thời gian còn lại, Thầy xin trả lời các câu hỏi. Còn nợ một đống các câu hỏi lần trước đây này. Nhiều lắm. Vì mấy lần cúp điện cho nên thời gian nó bị trễ mất ít phút. Có một bạn có nick là Minh Huy nói rằng: Bạch Thầy, tên của con là Trần Minh Huy, ở địa chỉ thôn 5, thị trấn Sa Thầy, thành phố Kon Tum. Con muốn hỏi quý Thầy rằng gia đình con nghèo khổ, cha thì sáng say chiều xỉn, mẹ thì làm nông khổ, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng lúc nào cũng bị cha hành hạ đánh đập. Đến một ngày thành thơi là mẹ con bị đau khắp cơ thể vì bị cha đánh. Con mong Thầy giúp con câu nói đi, chớ tình hình mẹ con rất yếu. Thưa Thầy, em không biết là bạn Minh Huy này có theo dõi chương trình trực tuyến của chùa không? Thì giờ Thầy cũng xin chuyển cái lời đến mẹ của Minh Huy. Tức là cô phải biết mình ở trong hoàn cảnh như vậy thì đấy là nghiệp quả của mình nhé. Mình có một người bạn đời không có được như ý, người ta hay đánh đập hành hạ mình thì cũng là nghiệp quả của mình đấy nhé. Cho nên Thầy mong cô cố gắng nhẫn và thành tâm sám hối, nghe không? Phải nhẫn đấy. Khi trả nghiệp ai cũng phải nhẫn, không bao giờ lúc trả nghiệp mà lại vui được đâu. Phải nhẫn, phải chịu khổ đấy nhé. Thì thôi nhẫn đi, biết là nghiệp của mình phải trả. Rất là may là cô có cậu con trai Minh Huy này biết thương mẹ, thế là rất tốt rồi. Thì Thầy mong cô là nhẫn đi nhé, cố gắng nhẫn rồi thuốc men để cho nó khỏe, để mà làm, thế rồi